chào các thính giả thân mến, trong trăm ngàn kênh đọc truyện trên mạng vậy mà bạn lại thấy được video này của mình, đó là thông điệp của vũ trụ gửi đến chúng ta rất có duyên, còn chờ gì nữa mà bạn không bấm một like để ngày mai trúng số, cho một chia sẻ gia đình vui vẻ, sức khỏe dồi dào, làm việc gì cũng thuận buồn xuôi gió, cảm ơn bạn, mời bạn bắt đầu nghe truyện 281 Collagen. Lại có lẽ là bởi vì nàng không giống người thường khí chất, cùng dung mạo. Tưởng nghe nguyệt nao nao, hôm nay cái đi vào nơi này, cơ bản đều là vương công quý tộc tiểu thư khuê các nếu không thiếu chút nữa liền bạch thì kia đôi mắt danh lợi cũng sẽ không thỉnh a à. như thế nào nghe nàng nói giống như nhật tử quá thực gian khổ dường như nhìn nhìn lại nàng ăn mặc cũng thượng nhưng a à, không có thực keo kiệt các nàng chính là nhàn vừa lúc ta đối này đó cũng không có hứng thú vốn dĩ ta hôm nay không nghĩ tới mẹ ta nói cô cô cùng ta có quan hệ huyết thống quan hệ chính là cho nhau không thích kia cũng đến tới bạch tình nam bất đắc dĩ mà nói Nghe vậy, tưởng ngây nguyệt như là phát hiện tân đại lục dường như, ở đại não trung nỗ lực tìm tòi. Rốt cuộc, tìm được rồi một trương cùng bạch tình nam tương đối tương tự gương mặt. Đều nói nữ đại 18 biến, nhưng vị này biến hóa cũng quá lớn đi, nhìn nhìn lại nàng hiện tại bộ dáng, hoàn toàn không có nàng trong đầu kia tràn ngập linh khí đôi mắt cùng tràn đầy collagen dung mạo. Thay thế chính là có chút áp lực, không có sinh cơ sức sống, collagen nghiêm trọng sói mòn một khuôn mặt. Quỷ biết nàng mấy năm nay đều đã trải qua cái gì a à? Kỳ thật nguyên chủ cùng Bạch Tình Nam cũng chính là khi còn nhỏ thấy vài lần, sau khi lớn lên, Bạch Tình Nam nhật tử không hảo quá, rất nhiều thời điểm cũng chưa ra cửa. Nguyên chủ cũng là giống nhau, nhật tử không hảo quá, nếu không phải tưởng diễm hiện tại thích nàng, liền cái này sinh nhật, Bạch Thị đều sẽ không kêu nàng. Cho nên, Bạch Tình Nam không nhớ rõ nàng cũng là chuyện thường. Mấu chốt nguyên chủ trong óc cũng không có nàng chuyện gì. Hiện tại ngẫm lại, nàng kêu Bạch Thị cô cô, khi cùng Bạch Ngữ Yên là tỷ muội ngươi cùng bạch ngữ yên là cùng cha khác mẹ tỉ muội nàng từ trước đến nay có chuyện nói chuyện sẽ không quanh co lòng vòng bạch tình nam giật mình tuy rằng trong lòng kinh ngạc nàng như thế nào sẽ biết nhưng vẫn là trả lời ân ta mẫu thân là bạch phủ chính phu nhân đáng tiếc nàng bị bệnh hảo chút năm hiện tại cơ bản là bạch ngữ yên nương diêu thị ở quảng gia nói như vậy ngươi hẳn là tương đối chán ghét bạch ngữ yên này bạch liên hoa đi tưởng nghe nguyệt nói thẳng bạch tình nam liếc nàng liếc mắt một cái thật là cái thú vị cô nương, rồi sau đó cười nhạt nói, có thể nói như thế. Nếu là đổi làm người khác hỏi như vậy nàng, nàng khẳng định sẽ không đúng sự thật trả lời, hoặc là sẽ dối trá có lệ qua đi. Nhưng đối mặt tưởng nghe nguyệt, nàng lại cảm thấy nói ra cũng không sao. Vậy xảo, ta cũng chán ghét bạch ngữ yên, không vì cái gì khác, liền vì nàng lì lợm la liếm ăn và ta nam nhân. Tưởng nghe nguyệt như là đụng phải tri kỷ, mở ra máy hát. Bạch tình nam đem nàng lời nói ở trong đầu qua một lần, theo nàng biết bạch ngữ yên vẫn luôn liền thích tưởng diễm cái này ở bạch phủ đều không phải mới mẻ sự nhưng kia tưởng diễm không phải trấn quốc tướng quân sao nghe nói còn có con dâu nuôi từ bé kia con dâu nuôi từ bé nàng khi còn nhỏ còn gặp qua vài lần đâu hình như là gọi là gì nguyệt đi dù sao tên tương đối khó nhớ tưởng tượng đến này nàng đem tưởng nghe nguyệt tên liên tưởng một lần tiếp theo mở to hai mắt không thể tưởng tượng mà nói nguyên lai like ngươi chính là cái kia tưởng tướng quân con dâu nuôi từ bé nha ta lúc này mới nhớ tới khi còn nhỏ chúng ta còn gặp qua đâu, thật ngượng ngùng, ta một chốc một lát không nhớ lại tới. Không sao, nữ đại 18 biến, ta cũng không như thế nào nhớ lại ngươi tới. Tưởng nghe nguyệt vẫy vẫy tay, tỏ vẻ không sao cả. Này có cộng đồng người đáng ghét, bạch tình nam bỉnh đối bạch ngữ yên hiểu biết, hảo ý nhắc nhở, nghe nguyệt, ta xem hai ta lưu tới, lúc này mới nghĩ nhắc nhở ngươi, bạch ngữ yên người nọ từ trước đến nay không đạt mục đích không bỏ qua, ngươi cần phải cẩn thận một chút, đừng làm cho nàng cấp tính kế chương 282 mặt dày vô sĩ. Ân, ta biết, lần trước nàng đem ta đẩy trong hồ đâu. Bạch tình nam trong lòng cả kinh, này đại vũ triều nữ tử đại môn không ra, nhị môn không mại, hiếm khi có người biết bơi tính, này đem người hướng trong nước đẩy, chẳng phải là muốn mạng người sao. Nàng nhìn nhìn tưởng nghe nguyệt, rồi sau đó nói, may mắn ngươi phúc lớn mạng lớn, nếu không a, à. Không nói gạt ngươi, năm đó ta nương chính là bị diêu thị đẩy xuống nước, cuối cùng lại nói là ta nương không cẩn thận, lòng bàn chân trượt rớt trong hồ cũng may lúc ấy có hạ nhân kịp thời đi ngang qua nếu không ta nương liền phải mất mạng nhưng từ khi lần đó tỉnh lại thân mình vẫn là rơi xuống tật xấu ta đi này nương hai kịch bản đều là giống nhau đều không mang theo sữa a à, bất quá nói trở về rớt trong nước cứu lên đây nghỉ tạm một chút thì tốt rồi như thế nào sẽ rơi xuống tật xấu đâu nàng kinh ngạc hỏi bạch tình nam lắc đầu nói ta cũng không biết trong phủ đại phu đều nhìn qua liền nói là rơi xuống bệnh căng ngày thường ăn uống không tốt, ăn không hết nhiều ít, chân cũng mềm, nhưng lại không đau, lại đi không được lộ, hiện tại hảo chút năm không xuống giường, càng là một bước đều đi đến không được. Như vậy tà môn A, này rơi xuống nước cùng lắm thì là phong thấp, như thế nào sẽ không ăn uống lại không xuống giường được đâu, nên không phải là... Nên không phải là diêu thị đối với ngươi nương hạ dược đi. Cuối cùng một câu, tưởng nghe nguyệt là ở nàng bên tai nói. Nghe được lời này, bạch tình nam cả kinh trận mắt há hốc mồm, hảo nửa ngày mới nhỏ giọng nói, thiên nột, ngươi không nói ta còn không có hướng phương diện này tưởng, từ ta mẫu thân rơi xuống nước sau, nàng liền một bệnh không dậy nổi, quản gia quyền cũng tới rồi diêu thị kia, nàng từ trước đến nay chỉ làm phủ y cho ta nương xem bệnh, dược cũng là nàng làm người cho ta nương khai. Vậy rất có khả năng là diêu thị đối với ngươi nương hạ dược. Tưởng nghe nguyệt càng nghe càng cảm thấy không thích hợp, xem bệnh cũng là diêu thị quản, uống thuốc cũng là diêu thị quản, này không nhiều hảo xuống tay sao bạch tình nam nguyên bản bình tĩnh trên mặt gấp đến độ đỏ bừng nhíu mày hỏi kia nhưng làm sao bây giờ hiện tại chỉ có thể làm ngươi nương đừng ăn trong phủ khai dược tưởng nghe nguyệt nói nga hảo ta nghe ngươi bạch tình nam một lòng thình thịt nhảy đồng thời đối diêu thị cùng bạch ngữ yên hận ý tới rồi cực hạn tiếp theo hai người lại trò chuyện một hồi liền nghe thấy có nha hoàng tới kêu nghe nguyệt tiểu thư tình nam tiểu thư sảnh ngoài có gánh hát tử hát tuồng hai vị nếu là cảm thấy không thú vị, có thể tiến đến xem diễn. Ân, ừ, đã biết. Tưởng nghe Nguyệt vẫy vẫy tay nói, tiếp theo lại quay đầu đối bạch tình nam nói, đi xem diễn sao. Nàng đi vào đại vũ triều, vẫn là lần đầu tiên nghe diễn đâu, nghe nói nơi này gánh hát khó thỉnh, phú quý nhân gia có hỷ sự, đều thích thỉnh gánh hát, ngay cả thái hậu cũng không ngoại lệ. Cho nên a, à, này hát tuồng con hát liền cùng hiện đại minh tinh giống nhau, thường xuyên thương diễn. Đi thôi, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Bạch tình nam đứng dậy nói. Nói như vậy, hai người liền theo hát tuần thanh âm đi. Lúc này mới đi đến nửa đường, liền nhìn đến bạch ngữ yên, nàng vừa thấy đến tưởng nghe nguyệt, kia lòng đố kỵ liền bốc cháy lên tới. Tưởng tượng đến tưởng nghe đêm trăng cùng nàng người thương cùng nhau qua đêm, nàng liền trăm trảo cào tâm. Tưởng nghe nguyệt, ngươi cái không biết xấu hổ, cư nhiên vọng tưởng bò lên trên tướng quân giường. Ngươi muốn làm rõ ràng, không phải ta bò hắn giường, là hắn vọng tưởng bò ta giường, hảo sao? Thật là, mấy ngày nay, nam nhân kia càng thêm mặt dày vô sĩ, thường xuyên nửa đêm ngồi ở nàng mép giường. Sấn nàng ngủ trộn thân nàng. Ngươi nói bậy, tướng quân mới sẽ không. Thích ngươi, khẳng định là ngươi, là ngươi, ngươi cái không biết xấu hổ chết nữ nhân, ta sẽ không làm ngươi thực hiện được. Bạch ngữ yên không lựa lời. Chương 283 Tứ Cố Vô Thân Ngay cả một bên bạch tình nam đều kinh tới rồi, tuy rằng nàng biết bạch ngữ yên cùng diêu thị mặt ngoài hòa khí, ngầm bất kham. Lại cũng không nghĩ tới nàng sẽ nói ra như vậy khó nghe nói. Đang muốn xuất khẩu ngăn trở, lại bị tưởng ngây nguyệt kéo lại, bạch ngữ yên, ngươi đem ngươi lời nói mới rồi lại lặp lại một lần, ta bảo đảm làm ngươi sướng lên mây. Nàng đi bước một tới gần bạch ngữ yên. Mà bạch ngữ yên đối thượng nàng cặp kia thị huyết con ngươi, mặt danh cảm thấy sợ hãi, đi bước một sau này lui, thẳng đến lui không thể lui, đụng vào phía sau góc tường khi, nàng ấp úng mà nói, ngươi, ngươi không cần lại đây, ngươi muốn làm sao? Có loại đem ngươi lời nói mới rồi lặp lại lần nữa, như thế nào, này liền túng. Tưởng nghe nguyệt khiêu khích mà nói, ta mới sẽ không sợ ngươi này hồ mị tử, đảng hóa, không biết liêm sĩ lão bà. Bạch ngữ yên việc chết cái mỏ vẫn còn cứng, rõ ràng trong lòng sợ hãi muốn chết, ngoài miệng mắng nói lại càng ngày càng khó nghe. Tưởng nghe nguyệt môi một nhất, mày liễu nhíu lại, không nói hai lời hướng tới bạch ngữ yên mặt chính là hai cái tác. Bạch bạch. Nàng tiến lên bóc bạch ngữ yên cổ, âm ngoan mà nói, bạch bọc sống, ta tương lai phu quân căn bản kinh thường xem ngươi liếc mắt một cái, ngươi lại mặt dày mày dạng, ta xem, chân chính không biết xấu hổ chính là ngươi đi, ta phát hiện ngươi người này luôn thích đem chính mình khuyết điểm áp đặt ở người khác trên người, cho nên, chân chính đảng hóa cùng không biết liêm sĩ nữ nhân là ngươi, đến nỗi hồ mị tử sao, ngượng ngùng, ngươi gương mặt này căn bản không xứng này ba chữ ngược lại là tướng quân thường nói ta giống cái hồ con mòng cu câu hắn, ta coi như ngươi ở khen ta hảo. Ngươi! Bạch bạch! Tưởng nghe nguyệt một tay bóp nàng cổ, một tay lại phiến nàng hai bàn tay, hỏi ta làm sao vậy? Bạch ngữ yên là lại tức lại cấp, tưởng dãy dụa lại không thể động đậy, nàng nghe nói bên kia gánh hát hát tuồng, lúc này mới cùng ngu mạng ni ước hảo qua bên kia xem diễn. Cố tình ngu mạng ni là cái mười bước quận chúa, ngồi cổ kiệu rời đi, cùng nàng là bất đồng nói mà bên người nàng người lại bị nàng phái ra đi chiếm chỗ ngồi, lúc này mới dẫn tới nàng một người tại đây, tứ cố vô thân. Này tưởng nghe nguyệt không phải tay trói gà không chặt sao, lần trước đẩy nàng nhập hồ, nàng đều không có năng lực phản kháng. Nữ nhân này, khi nào sức lực lớn như vậy? Phần 87 Hơn nữa nàng còn nói tướng quân xưng nàng hồ mị tử. Nàng rốt cuộc đối tướng quân làm cái gì? Lúc này nàng, tựa như cái nhảy nhót vai hề, không thể động đậy đồng thời, lại không dám lại nói khó nghe nói, sợ tưởng nghe nguyệt đánh nàng. Chỉ phải cau mày quắt mắt mà trừng mắt tưởng nghe nguyệt. Thấy thế, tưởng nghe nguyệt cười nhạo một tiếng, nói, ta liền thích ngươi không quen nhìn ta, lại lộng bất tử ta cẩu bộ dáng, thật buồn cười, đừng tưởng rằng ngươi này song mắt chó trừng mắt ta, ta liền không thể đánh ngươi, tin hay không ta có thể cho nó đào ra. Nàng nói đem bên hông câu nhận lấy ra tới, ở bạch ngữ yên trước mắt quơ quơ câu nhận thượng hàng quang dưới ánh mặt trời chiếc xạ ra quang mang chói mắt thiếu chút nữa lóe mù bạch ngữ yên hợp kim ti tan mắt chó nàng sợ tới mức hai chân mềm nhũng, đôi mắt đều không mở ra được đau khổ cầu xin đừng 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 cầu xin ngươi tưởng nghe nguyệt ngươi không thể đào ta đôi mắt a à, ta không thể làm một cái người mù bạch tình nam cũng sợ ngây người bởi vì tưởng nghe nguyệt ở nàng trước mặt rõ ràng là cái hiền hòa thẳng thắn cô nương lúc này hoàn toàn giống cái thị huyết nữ ma đầu nàng đều phải hoài nghi trước mặt người còn có vừa rồi cùng nàng nói chuyện phím người, rốt cuộc có phải hay không cùng cá nhân. Cũng may nàng còn có một tia lý trí, tuy rằng nàng trong lòng cũng rất tưởng tưởng nghe Nguyệt Trừng phạt Bạch Ngữ Yên. Chương 284 đào ngươi đôi mắt. Nhưng vì tưởng nghe Nguyệt suy nghĩ, sợ nàng bởi vì nhất thời tức giận làm chuyện sai lầm, vẫn là khuyên nhủ, nghe Nguyệt cô nương, ngàn vạn không thể xúc động, xúc động là ma quỷ, hôm nay rất nhiều khách khứa ở, ngươi nếu là như vậy đối nàng, ngươi ở kinh thành liền xong rồi. Đúng đúng đúng. Như vậy đối với ngươi không chỗ tốt, ngươi không thể đối với ta như vậy a." À? Bạch Ngữ Yên sợ tới mức nước mắt đều chảy ra. Tưởng Nghe Nguyệt đem câu nhận đặt ở Bạch Ngữ Yên trên mặt vỗ vỗ, nói, "Tâm miệng, tưởng ta không đào ngươi đôi mắt cũng không phải không thể, nhưng ngươi đến quỳ xuống cho ta xin lỗi." Tưởng Nghe Nguyệt, ngươi như thế nào biến thành dáng vẻ này, một chút cũng không giống từ trước. Nghe nói muốn quỳ xuống, Bạch Ngữ Yên không khí mà sợ hãi mà nói. "Cái gì kêu ta thay đổi?" là trở nên không dễ khi dễ sao kia còn không phải bởi vì ngươi loại này bạch liên hoa ta mới thay đổi ngươi như thế nào không hảo hảo nghĩ lại một chút chính mình đâu lần trước du hồ ta cũng coi như là chết quá một lần người còn không có điểm tiến bộ kia cũng bị chết quá không đáng giá đi ngươi nói có phải hay không nàng dùng câu nhận võ đao vỗ vỗ bạch ngữ yên gương mặt kiêu ngạo mà nói ngươi đừng nhúc nhích ngươi trước buông ta ra ta lập tức cho ngươi xin lỗi bạch ngữ yên bị nàng chụp đến linh hồn nhỏ bé đều mau dọa không có nghĩ nàng phía trước nói qua quỳ xuống xin lỗi liền không đào nàng đôi mắt tức khắc tâm lỏng một nửa cuối cùng là có xoay chuyển đường sống hù chết nàng nàng còn tưởng rằng tưởng nghe nguyệt không nói hai lời liền phải đào nàng đôi mắt rốt cuộc nàng vừa mới không nói hai lời liền phiến nàng mấy bàn tay a à, đến bây giờ trên mặt còn nóng rác có năm cái dấu ngón tay đâu tưởng nghe nguyệt lượng nàng cũng không dám chơi cái gì đa dạng bởi vì nơi này thuộc về vườn chỗ ngoặt những cái đó khách khứa có lẽ là toàn đi nghe diễn bên cạnh cũng không có người đi đường ẩn ẩn còn nghe thấy con hát cao vút hát tuồng thanh, hoàn toàn đem Bạch Ngữ Yên khóc nức nở thanh phủ qua. Nàng buông ra Bạch Ngữ Yên, mệnh lệnh nàng, quỳ xuống. Xin lỗi. Thực xin lỗi, Bạch Ngữ Yên ở nàng mệnh lệnh thời điểm liền chân mềm nhũng, quỳ xuống, lúc này là một mặt khóc một mặt xin lỗi. Nơi nào sai rồi? Ta không nên va chạm ngươi, mắng ngươi. Còn có đâu? Ta mới là hồ mị tử, đảng hóa, không biết liêm sĩ lão bà. Không đúng, ngươi chỉ là đảng hóa cùng không biết liêm sĩ lão bà đúng vậy ta chỉ là đảng hóa không biết liêm sĩ lão bà lần trước đẩy ta nhập hồ chính là ngươi đi chuyện này ngươi cần thiết đến cùng ta dập đầu ba cái vang dội nghe vậy bạch ngữ yên lắc đầu nói không 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 phải ta đẩy ngươi là ngươi không cẩn thận té ngã rơi vào đi còn có chúng ta không phải nói tốt chỉ quỳ xuống sao như thế nào lại muốn dập đầu thấy nàng không nói lời nói thật tưởng nghe nguyệt liền dẫm lên cao để lý hướng nàng chống ở trên mặt đất ngón tay hung hăng nhất dẫm ngượng ngùng đối với người loại người này ta lâm thời thay đổi chủ ý huống hồ ta cũng chưa nói chỉ làm ngươi quỳ xuống nha này trước quỳ xuống lại dập đầu lưu trình không phải ngươi trước kia nói với ta nói sao bạch ngữ yên trước kia luôn là oan uổng nguyên chủ khi dễ nguyên chủ thường xuyên làm nguyên chủ quỳ xuống dập đầu còn làm người xả nguyên chủ tóc đâu t a đau quá Bạch Ngữ Yên mặt nhân đau nhất mà vặn vẹo ở bên nhau. Dập đầu xin lỗi. Tưởng Nghe Nguyệt nói chuyện thời điểm, dưới chân càng dùng sức. Cao đế lý đế là đầu gỗ làm, chỉ là cái đấy dùng động vật bao da, nhưng vẫn là cứng rắn đến cộng tay. Bạch Ngữ Yên tay đau đến sắc. Cắt đứt, nghĩ nàng đợi lát nữa còn có chuyện quan trọng làm, chỉ cần lưu đến thanh sơn ở không lo không củi đốt. Chương 285 là xà tinh bệnh. Đợi lát nữa nàng liền cùng nương kết phường hủy hoại tưởng nghe nguyệt, làm nàng hiện tại có bao nhiêu kiêu ngạo đợi lát nữa liền có bao nhiêu nang kham như vậy nghĩ nàng trong lòng hơi chút dễ chịu điểm ngay cả trên tay đau ý đều giảm bớt không ít nàng chịu đựng đau đớn chuẩn bị dập đầu thấy thế tưởng nghe nguyệt nói khái có thành ý điểm đừng nghĩ qua loa cho xong muốn một mặt xin lỗi một mặt dập đầu nếu không ta sẽ làm ngươi khái đến ta vừa lòng mới thôi bạch ngữ yên trong lòng xác thật tồn tại may mắn tính toán hơi chút ý tứ một chút liền xong việc hiện tại nghe xong nàng lời nói không dám lại gian dối thủ đoạn nàng nhưng lăn lộn không dậy nổi tay đều mau chặt đứt nói nữa nàng cũng muốn mặc a à, sợ đợi lát nữa có nhiều hơn người nhìn đến nàng chật vật bộ dáng cái này tưởng nghe nguyệt một hồi một cái tâm tư vẫn là ngoan ngoãn nghe lời miễn cho nàng đợi lát nữa lại tưởng cái gì biện pháp ra tấn nàng vì thế nàng một mặt xin lỗi một mặt ra sức dập đầu ba cái thực xin lỗi ta không nên đẩy ngươi xuống nước không nên va chạm ngươi cầu xin ngươi buông tha ta đi, ta lần sau sẽ không như vậy, ta thật sự biết sai rồi. Tưởng nghe nguyệt nghe ba tiếng thịt 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 dập đầu thanh, nhìn nhìn lại nàng trên trán hồng hồng, mặt trên còn khảm vào mấy viên thật nhỏ đá. Chỉ là ba cái vang đầu, không đến mức vỡ đầu chảy máu. Nhưng nàng đối bạch ngữ yên thái độ hơi tính vừa lòng, bất quá không đến mức tha thứ, tạm thời buông tha nàng vẫn là có thể. Mới vừa rồi nàng bất quá là hù dọa một chút bạch ngữ yên, nàng cũng không đến mức ngốc đến ở bạch thị sinh nhật trong yến hội quan minh chính đại đem bạch ngữ yên đôi mắt đào đó là không rõ cử chỉ nàng một chân đá vào bạch ngữ yên trên vai lạnh lùng mà nói lăn bạch ngữ yên rốt cuộc giải thoát rồi không rảnh lo bả vai cùng trên tay đau đớn không nói hai lời chật vật mà bò lên ngay cả trên người tro bụi đều không kịp vỗ vỗ có lẽ là chân còn nhũng ra nàng một quải một quải mà chạy đi rồi tưởng nghe nguyệt sở dĩ như vậy đối bạch ngữ yên là bởi vì miệng nàng quá xú, quá ồn ào, không giáo huấn một chút cũng không được. Miễn cho nàng vừa thấy đến nàng liền ở nàng trước mặt kêu, thật sự thực phiền nhân. Trước kia nàng một không có tiền nhị không quyền, tưởng diễm lại đương hắn là không khí, nàng cũng liền sau lưng ném ném hòn đá nhỏ. Hiện tại không giống nhau, nàng một có tiền, nhị có quyền, còn có tưởng diễm che chở, tự nhiên là sẽ không sợ Bạch Ngữ Yên. Huống hồ Bạch Ngữ Yên ở tưởng gia chỗ dựa Bạch Thị, hiện tại cũng không bằng từ trước nàng đương nhiên đến bỏ đá xuống giếng. Ai làm nàng phạm tiện, ở nàng trước mặt ồn ào kêu gào. Còn đương nàng là trước đây cái kia tưởng ngây nguyệt. Đãi bạch ngữ yên đi xa sau, nàng mới nhớ tới bên cạnh có bạch tình nam cùng bên người nàng nha hoàng. Thấy thế, bạch tình nam tiến lên nói, ngây nguyệt cô nương, ngươi yên tâm đi, này đó nha hoàng từ nhỏ liền chiếu cố ta, sẽ không đối ngoại nói bậy. Ân, nói ta cũng không sợ, chuyện vừa rồi, dọa đến ngươi, tuy rằng nàng lần trước đẩy ta nhập hồ chưa toại, nhưng xác thật là làm, nếu không phải ta phúc lớn mạng lớn, đại nạn không chết, chỉ sợ cũng không cơ hội tại đây cùng ngươi nói chuyện phím, cho nên, hận thấu xương, khó tránh khỏi có chút xúc động. Nhưng sự thật còn không phải là nguyên chủ không có sao. Nàng đơn giản giải thích một lần, miễn cho nhân gia cho rằng nàng là xà tinh bệnh, trước một giây hi hi ha ha, giây tiếp theo liền thay đổi cá nhân. Bạch tình nam nao nao, thật là có điểm không thích ứng nàng lập tức lại thay đổi lại đây thái độ, kéo kéo môi, nói, không có việc gì, ta chính là sợ ngươi nhất thời xúc động thất thủ, kỳ thật ta sau ngươi càng muốn nàng nang kham, chỉ là không có ngươi dũng khí cùng can đảm, càng không có cái loại này năng lực, ta rất bội phục ngươi, có thể làm bạch ngữ yên như vậy ăn nói khép nép mà quỳ xuống đất xin tha. Chẳng qua, nàng trở lại diêu thị bên người sau, chỉ sợ sẽ làm diêu thị đối phó ngươi. Diêu thị vẫn luôn đem nàng phủng ở lòng bàn tay, vì nàng chính là sự tình gì đều làm được. Chương 286 đương cái bình thê Ta nếu làm như vậy, liền sẽ không sợ. Đồng dạng, sợ, ta cũng sẽ không làm như vậy. Nàng không phải xúc động người, nếu không nàng đã sớm giống Bạch Ngữ Yên như vậy dương nanh múa vuốt, cần gì phải chờ tới bây giờ. Bạch Tình Nam cười cười, nói, chúng ta xem diễn đi thôi. Ân, bị Bạch Ngữ Yên trì hoãn không ít thời gian. Tưởng Nghe Nguyệt cùng nàng cùng hướng sân khấu đi đến. Bạch Ngữ Yên rời đi sau, ở một cái góc không người thu thập một chút chính mình, sự chính mình thoạt nhìn không như vậy chật vật nàng đầu tiên là ở trong đám người tìm được rồi ngu mạng ni, cái này tiểu tổ tông, nói tốt cùng nhau xem diễn, rời đi lâu như vậy, vẫn là đánh hạ tiếp đón, miễn cho đợi lát nữa không buông tha nàng. Quả nhiên, ngu mạng ni vừa thấy đến nàng liền thật mạnh chụp một chút nàng đầu, ngươi chết chạy đi đâu. Quận chúa, ta. Ta thân mình không thoải mái. Bạch ngữ yên che lại bụng, vẻ mặt khó chịu bộ dáng. Khi cũng không gọi hạ nhân thông tri bổn quận chúa một tiếng, bồi ta xem diễn đi. Ngu mạng ni ngoài miệng nói xem diễn đôi mắt nhưng vẫn ngó tưởng diễn cái óc thấy thế bạch ngữ yên nổi lên tâm tư nói quận chúa cái óc có cái gì đẹp còn không bằng sớm một chút được đến hắn ta cũng tưởng a à, nhưng hắn không phải cùng tưởng ngây nguyệt muốn thành thân sao Ngu mạng ni biểu môi có chút bất đắc dĩ bạch ngữ yên rèn sắt khi còn nóng nói chính là thành thân thì tính sao đại vũ triều tam thê tứ thiếp một đống ta mới không cần đương thiếp đâu ngu mạng ni ngạo mạng mà nói nàng chỉ có thể làm đại hoặc là giống hoàng huynh nói chiêu cái phò mã gia quận chúa a quận chúa ngươi làm ta nói cái gì hảo đâu ngươi đường đường quận chúa lại là hoàng thượng thân muội muội nơi nào có thể cúi đầu không lưng chính là thành thân ngươi cũng có thể đương cái bình thê vẫn là cái so nàng tưởng nghe nguyệt địa vị cao bình thê huống hồ bọn họ còn không có thành thân đâu chỉ cần còn không có thành thân này bác tự liền không một viết ngươi lại nỗ lực hơn không chừng kia tưởng nghe nguyệt còn phải làm tiểu ngươi làm đại. Cái gì con dâu nuôi từ bé, ở ngươi này quận chúa trước mặt đều là thí. Bạch Ngữ Yên nếu là cái quận chúa, sao nàng hiện tại còn kiêu ngạo đâu? Như vậy không hảo đi, nên hủy đi 10 tòa miếu không hủy một cọc hôn đâu. Ngu mạng đi thẹn thùng mà nói, nàng bá đạo về bá đạo, nhưng cũng không phải không hiểu đạo lý này. Ai làm ngươi hủy hôn, nàng tưởng nghe nguyệt làm theo có thể làm tiểu nhân A, chỉ là bỏ thêm cái ngươi mà thôi. Bạch Ngữ Yên ý có điều chỉ mà nói ngu mạng đi nao nao, trầm tư một lát sau, mới nói, nhưng tưởng Diễm không thích ta nha, ta vừa mới còn cùng hắn chào hỏi, hắn liền ừ một tiếng. Hơn nữa nghe nói hắn liền phải cưới tưởng ngây nguyệt, ta trộn lẫn hợp đi vào tính sự tình gì. Ta hoàng huynh nói, cảm tình việc, cưỡng cầu không được, sẽ không hạnh phúc. Ai nha, này không phải còn không có cưới sao? Ngươi lời này có ý tứ gì? Ngu mạng ni cẩn thận mà liếc nàng liếc mắt một cái. Không bằng chúng ta sử điểm ngán chân, làm tưởng nghe nguyệt thân bại danh liệt, làm đến nàng vô pháp gả chồng, chỉ có đường chết một cái. Bạch ngữ yên đè thấp thanh âm, ở ngu mạng ni bên tai nói. Phần 88 Ngu mạng ni trong lòng cả kinh, không thể tưởng được này bạch ngữ yên tâm tư như vậy hư, tưởng nghe nguyệt đắc tội nàng chỗ nào, cư nhiên nói như vậy tàn nhẫn nói, còn tưởng kéo nàng cùng nhau. Nàng đôi mắt hơi đổi. Thẳng hỏi, ngươi nên sẽ không cũng thích tưởng diễm đi. Nào! Sao có thể a? À? ta một chút đều không thích tướng quân. Bạch ngữ yên che lại lương tâm nói, chỉ kém thề với trời. Ngu mạng ni xem nàng né tránh ánh mắt, cùng ấp úng bộ dáng, tức khắc sáng tỏ, hợp lại nàng thoạt nhìn như là vì nàng suy nghĩ, kỳ thật vẫn luôn ở lợi dụng nàng. Chương 287 dựa mặt ăn cơm. Nàng mới bất hòa nàng thông đồng làm bậy đâu, nàng trừng mắt nhìn bạch ngữ yên liếc mắt một cái, nói, bổn quận chúa mới khinh thường với cùng ngươi giống nhau, làm những cái đó đê tiện chuyện vô sĩ, ta là thích tưởng diễm, nhưng ta cần thiết là Quang Minh Chính Đại làm nàng thích ta, mà không phải dùng những cái đó hạ tam lạm xếp bi thương tổn người khác. Nghe vậy, Bạch Ngữ Yên trong lòng biết không diễn, này quận chúa ngày thường đãi nàng giống sai sử cẩu giống nhau, này một chút cư nhiên nói được chính mình cùng cái gì tuyệt thế người tốt giống nhau, còn Quang Minh Chính Đại. A phi. Liền biết này quận chúa thời khắc mấu chốt không đáng tin cậy, nếu không diễn, nàng vẫn là khác tìm cứu binh, quận chúa, ta bụng đau khó chịu, đi trước tìm gian phòng cho khách nghỉ tạm ngươi chậm rãi xem diễn đi, đợi lát nữa thấy. Ngu mạng ni đánh giá nàng liếc mắt một cái, thấy nàng toàn thân lộ ra một tia chật vật, ngoài miệng cũng không có huyết sắc, trên mặt rồi lại hồng kỳ quái, lại một bộ khó chịu bộ dáng, còn tưởng rằng nàng thật sự thân mình không thoải mái. Kỳ thật nàng tâm tư cũng không xấu, chính là tương đối kiêu ngạo ương ngạnh, thực thích lấy tự mình vì trung tâm. Hiện giờ thấy bạch ngữ yên bộ dáng này, liền nhíu mày vẫy vẫy tay, lăng lăng lăng. Đúng vậy bạch ngữ yên ôm bụng rời đi trên mặt nàng không có năm ngón tay ấn lại vẫn là thực hồng tiếp theo nàng lại ở trong đám người tìm được rồi diêu thị diêu thị đang ngồi ở bạch lương sách bên cạnh xem diễn đâu ngày thường tưởng ra có chuyện gì bạch lương sách đều là làm diêu thị tới bởi vì hắn muốn tị hiềm hiện tại hắn thân mụi mụi sinh nhật lại như thế nào tị hiềm cũng muốn tới một chuyến nếu không mới có vẻ có việc đâu bạch ngữ yên đi vào diêu thị bên người nói nương ta thân mình không thoải mái ngươi bồi bồi ta Diêu thị thấy nàng mặt nhăn nhúm gió, nhíu mày đồng thời lại đau lòng muốn chết, vội đứng dậy đỡ nàng, "Ngữ Yên, ngươi làm sao vậy, nơi nào không thoải mái?" Thấy thế, Bạch Lương Sách chỉ là nhàn nhạt mà liếc mắt một cái, không thoải mái liền mang nàng đi phòng cho khách nghỉ tạm. "Ai, hảo, lão gia, ngươi chậm rãi nhìn, ta mang Ngữ Yên đi phòng cho khách nghỉ tạm." Diêu thị đỡ Bạch Ngữ Yên chậm rãi rời đi. Hai người vừa đến phòng cho khách, Bạch Ngữ Yên liền ghé vào Diêu thị lời nói khóc trống, "Nương a, à, ngươi nhất định phải vì ta làm chủ A, à, tưởng nghe nguyệt kia tiện nữ nhân khi dễ ta A. À. Sao lại thế này, nàng cư nhiên dám can đảm khi dễ ngươi. Diêu thị một mặt trấn an nàng bối, một mặt hỏi. Nàng đánh ta mặt, còn giẫm ngón tay của ta đầu, dùng chân đá ta, còn khiến cho ta quỳ xuống xin lỗi, ô ô ô. Ta không mặc mũi sống. Ta đi tìm chết tính. Bạch ngữ yên nói đứng dậy, cố làm ra vẻ đi đâm trong phòng cây cột. Diêu thị vội lôi kéo nàng, nghe xong lời này lại tinh tế kiểm tra nàng mặt ngón tay toàn thân đương nàng nhìn đến bạch ngữ yên khóc hồng hai mắt sưng đỏ mặt ao hãm ngón tay còn có trên vai ứ thanh trên trán tiểu ngật đắc khi quả thực tâm như đau cắt a à. cái này nữ nhi nàng vẫn luôn đương bảo giống nhau đối đãi đánh không được mắng không được muốn cái gì cấp cái gì hiện giờ cư nhiên bị người khác khi dễ khóc không thành tiếng nàng tâm đang nhỏ máu a à. ngữ yên a à, ngươi mặt thế nào a à, như thế nào sưng lên a à. Tưởng Nghe Nguyệt cư nhiên dám như vậy đối với ngươi, còn đánh ngươi mặt, nàng không biết ngươi là dựa vào mặt ăn cơm sao? Chúng ta hôm nay nhất định không thể buông tha nàng, ta muốn cho nàng thân bại danh liệt, không địa phương khóc. Nương, ngươi biện pháp có thể tin được không? Chúng ta nhất định phải tuyển cái nhất lao vĩnh giật, vĩnh tuyệt hậu hoạn biện pháp a. À, cô cô nói rất đúng, nàng không hề là trước đây tưởng Nghe Nguyệt cũng không biết ở đâu học công phu, lực lớn vô cùng liền tính, thiếu chút nữa không đem ta đá bay. Lưu nàng ở một ngày đối chúng ta chính là cái tai họa a. À. Bạch ngữ yên một mặt khóc nức nở, một mặt dặn dò. Chương 288 chống cự không được. Diêu thị vỗ vỗ nàng bả vai, nói, ngươi yên tâm đi, nương nhất định phải đem nàng thanh danh làm xuống làm nàng trồng lồng heo, chết không có chỗ chôn. Nương thật tốt, có ngươi những lời này, ta liền an tâm rồi. Nhưng ta mặt đau quá a, à. bạch ngữ yên cái này tâm cơ kỹ nữ, ở mẹ ruột trước mặt cũng chơi tâm cơ, sự khổ nhục kế. Hai mẹ con ôm khóc một hồi, Diêu thị liền cấp Bạch Ngữ Yên cái trán cùng mặt Tiêu Tiêu Sưng, làm nàng hơi chút có tinh thần điểm. "Hảo, ta ngoan nữ nhi, đừng khóc, ta đi tìm đúng thời cơ, nhất định phải mượn cơ hội này diệt trừ tưởng Ngây Nguyệt." "Ân, hảo." Bạch Ngữ Yên đối Diêu thị vẫn là có tin tưởng, rốt cuộc nàng từ nhỏ ở Diêu thị thủ đoạn hạ ở lớn lên. Diêu thị trước sau giải quyết không ít thị thiếp, ngay cả chính thê Cố thị đều đấu qua đâu. Chỉ chốc lát sau, hai mẹ con liền lại đi tới sân khấu bên quan sát đến tưởng nghe Nguyệt nhất cử nhất động Bạch Ngữ Y nhìn đến tưởng nghe Nguyệt cùng Bạch Tình Nam châu đầu ghé tai liền tới khí trước kia đều là nàng xem Bạch Tình Nam chê cười hôm nay lại làm Bạch Tình Nam đem nàng đời này chê cười đều xem hết Nương cái này Bạch Tình Nam khi nào cùng tưởng nghe Nguyệt đi như vậy gần ta đối phó xong tưởng nghe Nguyệt sau trở về cũng muốn thuận tiện thu thập một chút Bạch Tình Nam Diêu Thị sờ sờ nàng đầu nói hảo 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 Nương đều y ngươi nhưng mà, chính như các nàng chứng kiến, lúc này tưởng nghe nguyệt một mặt xem diễn, một mặt cùng bạch tình nam nói chuyện phím, hoàn toàn không biết đợi lát nữa có cái gì âm mưu đang chờ đợi nàng. Ở nàng chung quanh, nguyên bản có không ít không hiểu rõ nam nhân nhìn chầm chầm nàng, nhưng ở trải qua một phen hỏi thăm sau, biết nàng là tưởng diễm vị hôn phu người sau, cũng không dám đánh nàng chủ ý. Rốt cuộc nàng vị hôn phu quân là tưởng diễm A, trấn quốc tướng quân A, thị huyết la sát A. Bọn họ còn tưởng sống lâu vài thập niên đâu nhưng càng là mỹ diễm hoa, cũng sẽ hấp dẫn những cái đó cường giả ánh mắt. Lúc này, tưởng nghe nguyệt chung quanh vẫn là có tam song nam nhân đôi mắt chính nhìn chầm chầm nàng. Tưởng diễm, thích siêu, cừu hạo thương. Thích siêu cùng cừu hạo thương là chỉ lo chính mình thưởng thức, không rảnh bận tâm mặt khác. Tưởng diễm tắt chính mình thưởng thức đồng thời, còn quét chung quanh tình địch. Thực mau, hắn liền phát hiện thích siêu cùng cừu hạo thương đều ở khuy ký hắn nguyệt nhi. Vì thế, hắn đứng dậy đi vào tưởng nghe nguyệt bên người, đối một bên bạch tình nam nói, ta tưởng ngồi Nguyệt Nhi bên cạnh, có không làm hàng đơn vị. Hắn ngữ khí nhàn nhạt, cùng với nói là cầu người thoái vị, không bằng nói là mệnh lệnh nhân gia thoái vị. Bạch tình nam nao nao, thực mau liền phản ứng lại đây, nhưng nàng cũng không có bởi vì tưởng diễm lãnh đạm mà để ở trong lòng, rốt cuộc vị này tướng quân lãnh khốc thanh danh, sớm chút năm liền ở kinh thành truyền khai. Bất quá này đồn đãi cũng không được đầy đủ là đúng, liền giống như hiện tại, tưởng tướng quân liền tương đối dính nghe nguyệt tiểu thư đâu như vậy nghĩ nàng cười gật gật đầu ứng rồi sau đó đứng dậy đối tượng nghe nguyệt nói nghe nguyệt cô nương ta liền không quấy rầy các ngươi đi phía sau xem diễn cũng là giống nhau còn không có như vậy xảo hảo cảm ơn ngươi không so đo tưởng nghe nguyệt đứng dậy chuẩn bị đưa nàng lại bị tưởng diễn một phen đè lại thấy thế tưởng nghe nguyệt triều bạch tình nam xấu hổ mà cười cười quay đầu lại trừng mắt nhìn tưởng Diễm liếc mắt một cái đại đại ngươi triều cái gì phong a không cùng Nguyệt Nhi cùng nhau xem qua diễn, liền tưởng bồi ta Nguyệt Nhi xem diễn, như thế nào, có sai sao? Hắn vô tội mà liếc nàng liếc mắt một cái. Tưởng ngây Nguyệt khóe miệng hơi hơi vừa kéo, gần nhất thằng nhãi này càng ngày càng dày nhang vô sĩ, thường xuyên còn đối nàng bán manh, nàng đều mau chống cự không được. Cười nói, hắc hắc, không sai không sai, đại đại nói cái gì đều là đúng. Chương 289 nàng cũng điện báo. Nàng tươi cười sáng lạng lóa mắt, có cực đại sức cuốn hút khiến cho thích siêu khóe miệng không tự chủ được mà đi theo dơ lên, tiếp theo hắn ánh mắt mới dừng lại ở tưởng diễm đáp ở nàng trên vai cánh tay, mày hơi không thể thấy mà nhíu nhíu. Đúng lúc này, phi vũ ở tưởng diễm bên tai nói gì đó, sắc mặt có chút ngưng trọng, hoặc nhìn hẳn là tương đối nghiêm túc sự tình. Tưởng diễm nghe xong sau, hơi hơi một đốn, đáp ở tưởng nghe nguyệt trên vai tay cũng lỏng, chỉ là ở nàng bên tai thân mật công đạo, ta có việc, trước rời đi một chút, cho ta thành thật ngốc. Nga, đại đại đi thôi, ta sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Tử nghe nguyệt triều hắn gật gật đầu. Xem nàng thái độ tốt đẹp, hắn mới yên tâm xoay người đi rồi, trước khi đi còn đem kia hai cái tình địch sắc bén quét một lần. Này hai cái lá gan rất phì, cư nhiên dám đảm đương hắn mặc khuy ký hắn nguyệt nhi, xem bộ dáng này, cảnh cáo cũng là vô dụng. Tương lai còn dài, nếu là bọn họ dám có bất hảo hành động, hắn sẽ không bỏ qua bọn họ. Bất đồng người, phải dùng bất đồng biện pháp sao? thích siêu cùng cừu hạo thương chính là đem bọn họ thì thầm tình cảnh xem ở trong mắt một lòng trăm trảo cào tâm a đại hắn đi rồi tưởng nghe nguyệt tắt vui vẻ thoải mái tiếp tục xem diễn cừu hạo thương tắt trảo chuẩn thời cơ lặng lẽ đi vào bên cạnh hắn chỗ ngồi nghe nguyệt đã lâu không thấy khi nào mời ta uống rượu a tưởng nghe nguyệt nghe thấy này cà lơ phất phơ thanh âm còn có này không biết xấu hổ lời dạo đầu nàng dùng dư quan liếc mắt nhìn hắn nói hôm nào làm ta tân chiêu hộ vệ đưa mấy vò rượu ngon đến ngươi phù dung trai, làm ngươi uống cái đủ. Quan có rượu không ai bồi uống, có ý tứ gì a? À, còn không phải mượn rượu tiêu sầu sầu càng sầu. Cừu hạo thương vô tội mà nói. Tưởng nghe nguyệt khóe miệng hơi hơi vừa kéo, liền hắn như vậy, như là cái sẽ sầu người sao. Nga, không đúng, phải nói hắn cả ngày sầu nên ngủ cái nào cô nương đi. Cừu công tử, ngươi cũng không giống như là không ai bồi rượu, nghe nói ngươi hậu viện người chính là có thể so với hoàng thượng hậu cung a các nàng nơi nào so thượng ngươi ngươi một cái đỉnh các nàng vô số vốn định nói cái số ra tới nhưng lời nói tới rồi bên miệng mới phát hiện chính hắn đều không đếm được hắn rốt cuộc có bao nhiêu nữ nhân dù sao rượu ta sẽ đưa đến đến đổi bồi rượu việc này ta nhưng không làm ngươi nếu là thật sự không ai bồi ta có thể tiêu tiền thượng thanh lâu giúp ngươi kêu mấy cái cô nương bảo đảm hầu hạ đến ngươi vừa lòng tưởng nghe nguyệt nếu đáp ứng quá liền sẽ làm được tuy rằng nàng hiện tại cùng tưởng diễm hòa hảo nhưng nhân gia lúc trước xác thật là mạo nguy hiểm giúp nàng trốn rồi một lần hơn nữa hắn ở khải dương cũng giúp quá nàng một lần nàng tổng không thể qua cầu rút ván đừng lạnh lùng như thế vô tình nha tiểu nguyệt nguyệt trong lòng ta chính là chỉ có ngươi nha nghe nói ngươi lần này cũng ở ta không nói hai lời liền tới rồi ngươi liền tự mình đưa rượu đến phù dung trai tới sao lại bồi ta uống thượng mấy chén ân ừ cừu hạo thương chớp đa tình mắt đào hoa triều nàng phóng điện tưởng nghe nguyệt vốn tưởng rằng tưởng diễn nguyệt nhi đủ nị oai hiện giờ nghe xong này tiểu nguyệt nguyệt tức khắc nổi da gà này cổ nhân xưng hô thật là một cái sau một cái nị người chết bất quá vẫn là tưởng diễn nguyệt nhi càng nhu tình mật ý càng thoải mái chút không giống cái này tiểu nguyệt nguyệt vừa nghe chính là không đứng đắn đồng thời nàng cũng cảm thấy vẫn là tưởng diễn cặp kia thâm thúy mà thần bí mắt đen đẹp chính là không bỏ điện nàng cũng điện báo Đối với cừu hạo thương lì lợm la liếm, nàng có chút phản cảm, người này thật sẽ hoa ngôn xảo ngữ, lời nói nàng sẽ tin liền quái. Nam nhân nói tin không được, hoa hoa công tử nói càng là tin không được. Chương 290 ái là khắc chế. Lại tất tất ta liền hủy bỏ phía trước nói qua nói, trụ ta cũng lười đến làm người tặng. Phần 89 Tiểu Nguyệt Nguyệt, đừng đừng đừng, đưa, vẫn là đưa đi, ngươi đưa rượu khẳng định thực hảo uống. Cừu hạo thương điển mặt nói. Tưởng Nghe Nguyệt không nghĩ cùng nàng tại đây liên lụy không rõ, liền nói, ta chỉ là đem ngươi đương bằng hữu, nếu ngươi thiệt tình khi ta là bằng hữu, nên ở ta có đối tượng thời điểm ly ta xa một chút, mà không phải điển trên mặt trước, hãng ta với bất nhân bất nghĩa bên trong, bại hoại ta thanh danh. Đối với loại này da mặt dày, vẫn là muốn đem nói minh bạch, miễn cho hắn dây dưa không rõ. Nàng nhưng không nghĩ trong nhà kia bình giấm chua đánh nghiêng, tướng quân ăn khởi giấm tới, chính là thực đáng sợ đâu. Ai, Nghĩ không sợ trời không sợ đất nàng, cư nhiên sẽ có sợ hãi người, quả thực là không thể tưởng tượng a, à, khả năng đây là cái gọi là vỏ quyết dày có móng tay nhọn đi. Nghe xong nàng quyết tuyệt nói, Cừu Hạo Thương đa tình con ngươi dừng một chút, nàng đối hắn dây dưa sinh ra phản cảm, là bắt đầu chán ghét hắn sao? Nàng không nghĩ hắn tới gần, là sợ tưởng diễm sinh khí đi. Trầm mặc một lát sau, hắn một sữa thường lui tới không đứng đắn, đồng thời thu hồi trên mặt cười xấu xa, nghiêm túc mà nói, "Hảo ngươi lời nói ta đều nghe lọt được ta biết thích là làm càng nhưng ái là khắc chế sau này ta sẽ đứng xa xa nhìn ngươi nhưng ta còn là tưởng nói nếu ngươi bị khi dễ hắn không cần ngươi liền tới tìm ta đến lúc đó ta ôm ấp chỉ vì ngươi một người rộng mở cuối cùng hắn lại lộ ra lóa mắt tươi cười ta chờ ngươi rượu nga nói xong hắn liền đứng dậy rời đi tiêu sái mà thoải mái không có một tia lưu luyến ngồi ở một bên thích siêu cùng ngu mạng ni đem một màn này xem ở trong mắt nhưng cũng không có biểu lộ cái gì. Một nén nhang sau, liền đến dùng bữa thời gian, lục tục có người thượng đồ ăn, nhưng tưởng diễm lại còn không có tới. Ăn cơm thời điểm, Bạch Thị tắt ngồi ở chủ tọa thượng, hôm nay nàng là thọ tinh nha. Tưởng nghe Nguyệt bị an bài cùng Bạch Ngữ Yên, Diêu Thị, một chúng nữ quyến ngồi một cái bàn bát tiên thượng. Tuy là không mừng, nhưng tổng không thể cùng nam nhân ngồi một khối đi, cũng may Bạch tình nam cũng ở trên bàn, nhưng hai người vì tị hiềm, cũng liền không có thực thân thiện, nhàn nhạt. Nàng hôm nay cái chọc Bạch Ngữ Yên, Bạch Tình Nam cùng nàng đi gần, kia nàng không phải hại nàng sao? Trên bàn cơm, Bạch Ngữ Yên cùng Diêu Thị khó được không có tìm đường chết, ngược lại là Diêu Thị đi đầu nói chuyện, nghe Nguyệt Nha, nghe nói ngươi cùng tưởng diễm chuyện tốt gần, đây chính là một cọc rất tốt khỉ sự, ta nha, từ nhỏ liền mong các ngươi hai có thể hảo, hiện giờ nhưng xem như thiên toại người nguyện nột. Tưởng nghe Nguyệt khóe miệng ngoé một cái, a, à, nói tất cả đều là nói mắt đi, nàng sẽ muốn nhìn nàng hảo ước gì nàng cùng tưởng diễm nháo bẻ đi. Nếu là ngầm, nàng khẳng định không phản ứng nàng, nhưng này đang ngồi còn có bao nhiêu vị rác rưởi đâu, nhưng đều là khu môi múa mép một phen hảo thủ. Cho nên, nhiều ít vẫn là muốn ý tứ ý tứ một chút, ta đây nhưng đa tạ ngươi một mảnh tâm ý. Ai nha, không quan trọng, đều là người một nhà, không nói một nhà lời nói, hôm nào sự thành, nhưng nhất định phải nhớ rõ mời ta cùng ngữ yên uống rượu mừng a, à, ta cũng hảo đưa ngươi. Một phần đại lễ Diêu thị nói lời này khi ý có điều chỉ, trên mặt tươi cười sáng lạng, trong lòng cất giấu hư đâu. Bạch Ngữ Yên cũng nhàn nhạt mà phụ họa, đúng vậy đúng vậy, nhất định phải nhớ rõ mời chúng ta uống rượu mừng Nga. Người sáng suốt thật đúng là cho rằng đôi mẹ con này là người tốt, nhịn đau bỏ những thứ yêu thích, vĩ khuất thành toàn đâu, ai không biết Bạch Ngữ Yên từ nhỏ liền thích tưởng diễm. Trước đoạn nhật tử còn ồn ào nàng tưởng diễm ca ca đã trở lại, hai nhà muốn nói việc hôn nhân đâu. Chương 291 ở tại Thâm Khuê Bất quá, này muốn trách thì trách nàng chính mình, bác tự còn không có một viết đâu, liền nhưng kính ra bên ngoài nói, đây là có bao nhiêu hận gã a? À. Tưởng nghe nguyệt nhàn nhạt tân một tiếng, vừa thấy diêu thị kia tiếu lý tàn đao bộ dáng, trong lòng cùng gương sáng nhi dường như, liền biết nàng không có hảo tâm. Này lan một khi phủ thêm da dê, đó chính là xác định vững chắc muốn làm chuyện xấu, nếu không nàng phê da dê hảo chơi sao. Diêu thị mẹ con hòa hòa khí khí, tưởng nghe nguyệt nhưng thật ra mừng rỡ thanh tỉnh các nàng dối trá về dối trá, tổng so dương nanh múa vuốt, lỗ tai ồn ào muốn hảo đi. Có thể là tưởng nghe nguyệt loại này nữ tử sặc sở lóa mắt, luôn là có tiện nhân muốn hại nàng. Này không, nguyên bản cho rằng có thể thanh tịnh trong chốc lát, ai ngờ lại nhảy ra cái cái gì hình bộ phạm đại nhân thiên kim, phạm nhược vũ. Nói chuyện âm dương quái khí, cũng không biết cùng ai một đầu, ta cho là cái gì đâu, này đều 18 tuổi gái lỡ thì, tưởng tướng quân mới nguyện ý cưới nàng, xem ra cũng không có gì cảm tình, không chừng là tình thế bức bách, bất đắc dĩ việc làm. Chúng ta chủ tử sự tình, luôn được đến người này người ngoài xen mồm sao. Tướng quân là tâm hệ bá tánh, ở biên cương đánh giặc đi, nếu không đã sớm cưới nhà ta chủ tử. Thái Lan không vui, Nguyệt Tỷ lúc này không có phương tiện nói chuyện, nhưng nàng có thể nói. Phạm Nhược Vũ vừa vặn là đại gã tuổi tác, trong nhà cũng cho nàng an bài không ít tương thân, nhưng không mấy cái đặc biệt thích, ý tứ này, nói thật dễ nghe là có lựa chọn khó khăn chứng, nói không dễ nghe chính là tương đối hoa, mỗi người đều thích, không có đặc biệt vừa ý. cho nên nàng đến nay còn du tẩu ở vài cái công tử ca bên người, liên lụy không rõ đâu. nàng mới vừa rồi liếc mắt một cái liền ở mỗi người đàn trung nhìn thấy tưởng diễm, cẩn thận hỏi thăm một phen. ai ngờ nhân gia có nghiên thú đối tượng, biết là tưởng nghe nguyệt sau, tự nhiên là xem nàng không dễ chịu. ai biết có phải hay không không nghĩ cưới đâu, nam nhân thật sự tưởng cưới một nữ nhân, đó là sẽ không cố kỵ hết thảy hải lan còn muốn nói cái gì lại bị tưởng nghe nguyệt ngăn trở không thể không nói này phạm nhược vũ nói cũng có lý đoán đỉnh chuẩn nhưng lời này ý tứ như thế nào cũng không giống một cái đãi gã cô nương nói ra nói vì thế nàng cười nói thứ ta kiến thức hạn hẹp không hiểu những cái đó nghi nữ tình trường nhưng hôm nay nghe xong phạm tiểu thư nói nhưng thật ra đã hiểu không ít ta nghe nói phạm tiểu thư ở tại thâm khuê nhưng hôm nay vừa thấy giống như đối cảm tình phương diện này thực hiểu này liền có chút hiếm lạ xem ra là có nam nhân vì phạm tiểu thư không màng tất cả quá lạc cuối cùng một câu nàng cố ý nói thực trọng cái này làm cho đang ngồi các vị đều đem nàng lời nói lại tinh tế châm chức một lần đúng vậy chỉ có trải qua quá mới có thể như thế khẳng định mà nói nếu không một cái hoa cúc đại khuê nữ nơi nào hiểu này đó a à? nghe vậy phạm nhược vũ miệng nhăn dúng gió có chút nóng lòng giải thích ta ta là nghe mẹ ta nói cha ta đãi ta nương hảo nương mới cùng ta nói nhưng càng là giải thích liền càng là hỗn loạn không rõ hơn nữa nàng kia nôn nóng chột dạ bộ dáng ở người khác trong mắt đó chính là ở che giấu cái gì huống hồ ai không biết phạm thành nghiệp trong phủ thị thiếp nhiều a à? giải thích chính là che giấu che giấu chính là không làm nên chuyện gì ta thật sự vì ngươi chỉ số thông minh cảm thấy lo lắng a à? tưởng nghe nguyệt lắc đầu vẻ mặt đáng tiếc phạm nhược vũ kéo kéo môi muốn nói cái gì nhưng vẫn là nhịn xuống nàng là phát hiện này tưởng nghe nguyệt mồm mép rất lợi hại. Liền nàng đều không phải nàng đối thủ, dăm ba câu liền đem nàng hình tượng hủy không sai biệt lắm. Nhìn nhìn lại chung quanh phụ nhân cùng tiểu thư xem ánh mắt của nàng, giống như nàng chính là cái đảng hóa giống nhau. Chương 292 lén lút. Trước cuộc nàng xác thật thường xuyên cùng những cái đó công tử ca ở kinh thành Lắc Lư A, trải qua vừa rồi kia một vụ, người khác khó tránh khỏi sẽ liên tưởng ở bên nhau. Nàng cũng không dám lại cùng tưởng nghe nguyệt nói thêm cái gì, miễn cho còn có thể liên lụy xảy ra chuyện gì tới nàng còn phải gả người đâu nhưng sự tình hôm nay nàng xem như nhớ kỹ bởi vì đây là bạch thị tổ chức sinh nhật yến tưởng nghe nguyệt không dám động chiếc đũa cũng liền ý tứ ý tứ một chút uống uống trà ngay cả uống trà đều là dùng cổ tay áo chống đỡ kỳ thật căn bản liền không uống rốt cuộc bạch thị cùng diêu thị mẹ con cảm tình hảo a vạn nhất hợp nhau hỏa tới đối nàng hạ dược làm sao bây giờ cho nên Nàng ngồi một hồi liền lấy thân thể không khỏe vì từ, trước ly tịch. Thấy thế, Bạch Thị cùng Diêu Thị mẹ con đưa mắt ra hiệu, rồi sau đó nói, kia hành, nếu ngươi thân thể không khỏe, vậy thượng trong viện phòng cho khách nghỉ tạm, đều là người một nhà, cũng không có cố định, ngươi xem nào gian phòng thuận mắt, liền chọn nào một gian. Trải qua trước vài lần giao thủ, nàng biết tưởng nghe nguyệt là cái thận trọng đa nghi, liền chưa cho nàng an bài cố định phòng, tùy nàng đi, như vậy mới hảo xuống tay A, miễn cho nàng nổi lên ngờ vực. Tưởng nghe nguyệt nao nao, gật gật đầu cười rời đi, nhà ai chủ tử làm khách nhân tùy ý nhà ở gian. Không đều là sớm an bài, hoặc là làm hạ nhân đưa tới an bài tốt phòng sao. Nơi này nhiều như vậy khách khứa, nếu là ai đều theo yêu thích chọn lựa phòng cho khách, vạn nhất nổi lên xung đột làm sao bây giờ. Nơi nào sẽ giống bạch thị, luôn miệng nói là người một nhà, rõ ràng các nàng có thù oán được chứ. Tìm cái phòng cho khách nghỉ tạm đều như thế khách khí, thấp đến bụi bặm như là thực vì nàng suy nghĩ bộ dáng, khẳng định có quỷ. Khi nàng đảo muốn nhìn, đối phương làm cái gì phi cơ, dù sao nàng lần này có điều chuẩn bị, tổng so lần sau nhân gia thần không biết quỷ không hay động tay chân muốn hảo. Vì thế, nàng mang theo Thải Lan cùng Thanh Trúc đi nữ quyến nghỉ tạm phòng cho khách sân, thật sự tùy ý vào gian phòng cho khách. Tiến vào sau, nàng liền đối với Thải Lan cùng Thanh Trúc nói, các ngươi trước rời đi, sau đó lại đường vòng lại đây, xem có cái gì khả nghi nhân vật sao, nếu nhìn thấy Bạch Ngữ Yên cùng Diêu Thị lén lút, liền trực tiếp chụp vựng cho ta đưa lại đây hảo hải lan cùng thanh trúc vừa nghe lời này liền biết có đứng đắn lại kích thích sự tình muốn làm vội xoay người rời đi quả nhiên ở các nàng rời đi sau đó không lâu diêu thị cùng bạch ngữ yên cũng cùng bạch thị chào hỏi lấy bạch ngữ yên thân thể không khỏe vì từ dẫn đầu ly tịch sau đó lén lút đi phòng cho khách sân ngôn mạng ni phía trước cùng bạch ngữ yên trò chuyện một thời gian hiện tại lại thấy này hai mẹ con tiểu tâm cẩn thận lại có điểm chột dạ bộ dáng tức khắc liền có chút chần chờ tuy rằng bạch ngữ yên lời nói làm nàng nguyên bản chuẩn bị từ bỏ tâm tư cấp trọng chấn khởi tới nhưng nàng cũng không muốn làm tán tận thiên lương sự tình chính như nàng theo như lời nàng phải làm chính đại quan minh sự tình đối diêu thị mẹ con nổi lên lòng nghi ngờ sau nàng vừa lúc liếc tới rồi ở cách đó không xa uống trà cừu hạo thương hắn thoạt nhìn không mấy vui vẻ thấy thế nàng vào cổ kiệu làm người nâng nàng tới rồi cừu hạo thương trước mặt tính toán cùng cừu hạo thương nói chuyện điều kiện, hảo hảo hợp tác. Cừu hạo thương đang ở uống trà tưởng tâm sự đâu, thấy quận chúa cổ kiệu ngừng ở trước mặt hắn, bên trong trừ bỏ ngu mạng ni còn có ai. Nàng này mười bước quận chúa danh hiệu cũng không phải là cái, ở Kinh Thành đã sớm không phải cái gì mới mẻ sự, ngay cả toàn bộ đại vũ triều, chỉ sợ đều có tam thành người đã biết. Đối với loại này nữ nhân A, hắn không biết sao, chính là không có hảo cảm, khả năng cảm thấy nàng quá có thể làm đi. Chương 293 vui phụng bồi. Tuy rằng nhân gia lớn lên bộ dáng khả nhân, nhưng này hoàng thượng muội muội cũng không phải là hảo thuần phục. Nghe nói hoàng thượng còn muốn kén phò mã, kia cùng ở rể có cái gì khác nhau a? À? Ân, hắn liền làm bộ không thấy được quận chúa, tiếp tục uống trà. Ngu mạng ni vừa xuống kiệu tử liền thấy hắn đem chính mình đương không khí giống nhau, nàng liếc mắt một cái chung quanh, trực tiếp ở hắn đối diện ngồi xuống. Thấy bổn quận chúa, vì cái gì không hành lễ? gặp qua quận chúa cừu hạo thương đứng dậy chắp tay ta hỏi ngươi thấy bổn quận chúa vì cái gì không hành lễ ta vừa mới không phải hành lễ sao cừu hạo thương mở ra đôi tay vô tội mà nói ngươi ngay từ đầu không hành lễ ta cũng là ngay từ đầu không biết quận chúa muốn ngồi ta đối diện a à, rốt cuộc ta cũng không có gì hảo liêu có phải hay không vẫn là nói ngươi thấy bổn thiếu anh tuấn tiêu sái phong lưu phóng khoáng cho nên mới tiến đến đến gần cừu hạo thương cật nhã mà nói. Ngu mạng ni bẹp bẹp môi, khinh thường mà nói, liền ngươi này hoa hoa công tử diễn xuất, bổn quận chúa mới sẽ không thích đâu. Phần 90 Không thích nói, quận chúa làm gì chủ động ngồi ta đối diện. Nữ nhân A, chính là thích khẩu thị tâm phi A. Cừu hạo thương sờ sờ cầm, treo chọc nói. Ngu mạng ni thân là quận chúa, ngày thường đều đi hoa kiêu ngạo quán, những cái đó nam nhân thấy nàng là hoàng thượng muội muội chính là lại thích nàng, cũng không dám như thế trêu chọc, nhiều ít sẽ có chút tôn trọng. Nơi nào sẽ giống cừu hạo thương như vậy, nàng chỉ vào mũi hắn nói, họ cừu, ngươi vô lại. Ta là vô lại, này kinh thành người đã sớm biết, không cần nói cho ta, quận chúa là lần đầu tiên biết. Đã sớm nghe nói quốc công con trai độc nhất là cái hoa hoa công tử, hôm nay vừa thấy, quả nhiên danh bất hư truyền, liền ngươi như vậy còn mắt trong mong đi theo tưởng ngây nguyệt, khó trách nhân gia không yêu phản ứng ngươi. Ngu mạng ni đem phía trước nhìn đến nói ra cừu hạo thương vốn là bởi vì chuyện này không thoải mái hiện tại bị ngu mạng ni chọn phá tự nhiên là càng thêm không cao hứng hắn phi dương mày rậm một túc tiến lên gợi lên ngu mạng ni cầm nói ngươi nói cái gì lời hay không nói lần thứ hai ngươi buông ta ra ngu mạng ni dùng sức vặn tay nàng lại không làm nên chuyện gì bên người nàng người vốn dĩ không phải cảnh giác trạng thái hiện giờ thấy nàng bị cừu hạo thương nhéo cầm liền tiến lên hỗ trợ ai ngờ còn không có tới gần Cừu hạo thương to rộng ống tay áo nhẹ nhàng vung lên, những người đó đã bị quét phi. Hắn trừ bỏ hoa tâm, võ công cùng sinh ý đầu óc đều là không tồi. Hắn lạnh lùng mà nhìn chầm chầm ngu mạng ni, đừng tưởng rằng ngươi thực hiểu ta, đừng tưởng rằng ngươi là quận chúa liền có thể như vậy đối bất luận kẻ nào, ở trong mắt ta, ngươi cái gì đều không phải. Ngươi, ngươi cư nhiên dám như vậy cùng bổn quận chúa nói chuyện. Ngu mạng ni thở phì vì mà nói, nàng vốn là hảo ý tìm vị này, sau đó thương lượng một chút sự tình. Nào biết đâu rằng hai bên tính cách sẽ như thế không hợp, đi lên chính là lẫn nhau dỗi a. À. cừu Cựu hạo thương buông ra nàng cầm, lại về tới trên chỗ ngồi, nói, ta đối nữ nhân từ trước đến nay như vậy, lại lợi hại sự tình ta đều làm được, ngươi nếu là muốn thử xem, ta vui phụng bồi, nếu là không có hứng thú, vậy thỉnh rời đi, ta tưởng yên lặng một chút. Chó cắn lữ động tân không biết người tốt tâm, người mình thích đều phải bị người tính kế, còn tại đây oán trời trách đất. Ngu mạng ni lưu lại như vậy một câu, liền tính toán đi. Nhưng cừu hạo thương nghe xong nàng lời này, nơi nào còn cho phép nàng đi. Nàng thích người bị tính kế. Là nghe nguyệt sao? Tưởng tượng đến này, hắn đứng dậy nắm chặt Ngưu mạng ni thủ đoạn, ai dám tính kế nghe nguyệt. Chương 294 nay con chạy loạn. Ngươi không phải lợi hại sao, ta liền không nói cho ngươi, xú vô lại. Ngu mạng ni tưởng ném ra hắn tay, lại phát hiện hắn gắt gao mà bắt lấy cổ tay của nàng, nàng căn bản ném không ra, Cựu hạo thương một phen xả quá cổ tay của nàng nâng lên nàng cầm hỏi ta hỏi lại ngươi một lần rốt cuộc là ai ngờ hại nàng ngươi cho ta xin lỗi lại buông ra ta ta liền nói cho ngươi nếu không mơ tưởng kém cỏi nhất cũng bất quá như thế nàng tuy đấu không lại hắn nhưng nàng là quận chúa là hoàng thượng muội muội hắn lại như thế nào vô lại cũng sẽ không đem nàng như thế nào cừu Hạo thương môi mỏng một câu lộ ra một mặt đa tình cười xem ra quận chúa vẫn là nộn điểm không rõ ràng lắm vô lại hai chữ viết như thế nào, không bằng ta tới giáo giáo ngươi. Nói xong, hắn liền không chút do dự cúi đầu hôn lên ngu mạng ni, dù sao hắn chính là vô lại, tay ăn chơi, chuyện như vậy hắn làm nhiều, lần nào cũng đúng. Duy độc đối tượng nghe nguyệt lại không thể nào xuống tay, dắt nàng sợ bị mắng, thân nàng sợ bị đánh, không phải đánh không lại, mà là sợ bị thương lẫn nhau tình cảm. Duy nhất một chút, hắn biết làm như vậy hậu quả, rất có khả năng chính là tưởng nghe nguyệt không hề phản ứng hắn cho nên hắn mới chậm chạp không đánh vỡ tầng này quan hệ không đối nàng động tay động chân nhưng trước mặt quận chúa liền không giống nhau ở trong mắt hắn cùng những cái đó nữ tử không có khác nhau này một thân thật là lầm chung thân a à, đem ngu mạng ni cấp thân ngốc ngay cả tới khi tưởng hảo muốn cùng hắn làm giao dịch nói điều kiện lý do thoái thác đều quên không còn một mảnh một lòng thật là nai con chạy loạn phốc phốc loạn nhảy a à. hắn trên trán có để lại chút hứa tinh tế theo gió đông đưa lộ ra phóng đảng không kềm chế được, trừng mắt hạ là một đôi thon dài mắt đào hoa, tràn ngập đa tình, tự hồ đang ở khiêu khích nàng. Thấy thế, nàng đột nhiên đẩy ra hắn, ta nói ta nói, phía trước Bạch Ngữ Yên nói muốn cho tưởng nghe nguyệt thân bại danh liệt, sau đó ta vừa rồi thấy bọn họ lén lút đi phòng cho khách sân, lúc này mới tính toán tới tìm ngươi. Nghe vậy, cựu hạo thương buông ra nàng, xoay người liền chuẩn bị đi phòng cho khách. Thấy thế, ngu mạng đi vội chạy ở hắn đằng trước, ngươi hiện tại không thể đi, đi vạn nhất trung người khác bẫy rập, ngươi cùng tưởng nghe nguyệt đều xong đời, muốn trồng lồng heo. Ta sẽ không làm nàng trồng lồng heo. Vậy ngươi có hay không nghĩ tới nàng đâu, vạn nhất nàng không nghĩ ngươi lỗ mãn hấp tấp quá khứ đâu. Ngu mạng ni lúc này chính là không nghĩ hắn đi. Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Như vậy đi, ta dẫn người qua đi, ta nhất định hảo hảo xử lý. Ngu mạng ni lời thề son sắc mà nói. Ngươi vì sao làm như vậy, ta lại dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? nhưng bởi vì ta thích tưởng diễm a ngươi thích tưởng diễm cùng ta hiện tại qua đi cứu người có quan hệ gì a nha dù sao ta mặc kệ lạp ngươi như vậy qua đi không được đối mọi người đều không tốt vẫn là ta đi cừu hạo thương nhăn nhăn mày trầm tư một lát sau nhớ tới tưởng nghe nguyệt nói làm hắn cách xa nàng một chút có lẽ quận chúa nói cũng không sai đâu tưởng tượng đến này hắn liền nói vậy ngươi chạy nhanh đi ta tại đây chờ nếu là ngươi không xử lý tốt ta chính là mạo sinh mệnh nguy hiểm đều phải làm ngươi ta mới không cần ngươi làm đâu ta muốn cùng ngươi hợp tác ngu mạng ni cảm thấy này sẽ là nàng duy nhất có thể cùng hắn có điều liên hệ lời dẫn hoàn toàn không nghĩ tới nàng hảo ý hỗ trợ kết quả còn bị người uy hiếp hợp tác cái gì ta giúp ngươi ước tưởng nghe nguyệt a đến nỗi ta đâu ngươi hẳn là ước không đến tưởng diễm ta chính mình có thể nghĩ cách khi này tính cái gì hợp tác Ngươi có thể cùng tưởng nghe nguyệt kéo gần quan hệ, ta liền cao hứng A. Ngu mạng ni nói. Chương 295 thờ ơ. Cựu Hạo thương nao nao, cảm thấy nàng nói giống như có điểm đạo lý, liền ứng, hành hành hành, ước người liền miễn. Sau này ngươi liền chuyên môn nói cho ta nàng đi nơi nào, ta biết tình huống của nàng, biết nàng quá đến hảo là được. nghe nguyệt không thích hắn tới gần, hắn vẫn là ở cách xa xa, rất xa chú ý nàng thì tốt rồi. Nga, hảo A hảo A. Cái này ta nhất lành nghề. Ngu mạng ni vui sướng mà ứng. Nếu đều nói tốt, ngươi còn không chạy nhanh đi cứu người quan trọng. Cựu hạo thương sốt ruột thúc giục nàng, cùng nàng nói nhiều như vậy, thiếu chút nữa liền đã quên chính sự. Ngu mạng ni hơi hơi một đốn, nói, Nga, đúng đúng đúng, ta đây liền đi. Vì thế, nàng mang theo mới từ trên mặt đất bò dậy, chinh lăng hảo nửa ngày nha hoàng nô tài hướng phòng cho khách bên kia đi. Những cái đó ở bên người nàng nha hoàng nô tài chính là kinh tới rồi, cái này tiểu tổ tông, ngày thường cũng không phải bắt nạt kẻ yếu chủ, càng ngạnh nàng liền càng là đối phó. Như thế nào đụng phải cừu công tử, bị hôn còn không trâu bắt chó đi cày nói chuyện hợp tác chuyện này đâu, tâm thật đủ khoan a. À. Ngu mạng ni đi rồi, liền có tưởng gia nô tài ở cừu hạo thương bên cạnh ríu rít mà nói, nghe nói nghe nguyệt tiểu thư thân mình không khỏe, đi phòng cho khách nghỉ tạm. Có thể là lần trước rớt trong hồ sao, rơi xuống bệnh căng đi. Không rõ ràng lắm, dù sao bên người người đều sai đi hiện tại liền nàng một người ở trong phòng. Nghe xong những lời này, cừu hạo thương đầu tiên là ngẩn ra, rồi sau đó ở trong lòng cười nhạo một tiếng, xem ra quận chúa nói không sai, có người tưởng tại đây nói càng nói bậy, hấp dẫn hắn đi phòng cho khách đâu, khi hắn càng thêm không thể đi. Hôm nay cái hắn liền tại đây uống trà, vững vàng. Thấy hắn một chút động tĩnh đều không có, những cái đó nha hoàng liền đi hội báo. Trong khách phòng, Bạch Ngữ Yên cùng Diêu Thị cũng tuyển gian phòng cho khách ngốc, diêu thị trong tay còn cầm cái hương huân trác chỉ chốc lát sau có nha hoàng vào được phu nhân tiểu thư kia cừu công tử nghe xong chúng ta nói cư nhiên thờ ơ mông liền dính vào kia trên ghế vẫn không nhúc nhích uống trà được rồi ta đã biết ngươi lui ra đi diêu thị vẫy vẫy tay ý bảo kia nha hoàng đi ra ngoài nương hiện tại làm sao bây giờ a à? này họ cừu không nên a à? ta xem hắn như vậy chính là thích tưởng ngây nguyệt huống hồ hắn từ trước đến nay đều là hoa hoa công tử không phải thích nhất đối nữ nhân động tay động chân sao, như thế nào sẽ bỏ qua bậc này cơ hội. Bạch Ngữ Yên buồn bực, khi cừu hạo thương nghe nói liền thiếu phụ đều không buông tha, như thế nào sẽ bỏ qua tưởng nghe nguyệt đâu, chẳng lẽ là sợ. Đối, khẳng định là sợ, tướng quân như vậy lợi hại, hắn dám động sao. Nghĩ đến đây, nàng liền càng thêm cảm thấy tưởng diễm đối nàng tới nói có cảm giác an toàn. Diêu thị tròng mắt quay tròn mà chuyển, nàng đem trong tay hương huân tráp đưa cho Bạch Ngữ Yên, nói, Ngữ Yên, việc này không nên chậm trễ, ngươi chạy nhanh đêm này nhét vào tưởng ngây nguyệt trong phòng, nương suy nghĩ mặt khác biện pháp, hôm nay nhất định phải đem sự tình hoàn thành. Nếu kia cừu hạo thương không muốn tới, vậy vừa lúc, nếu không nhân gia là quốc công đại nhân nhi tử, còn không nhất định có thể đã chịu trừng phạt, vạn nhất làm tưởng ngây nguyệt thoát tội, kia chẳng phải là bạch bạch tiện nghi nàng, còn nhặt cái Mỹ Nam. Đúng vậy, nương nói không sai, kia chúng ta phân công nhau hành động, ta đây liền đem hương hương trộn bỏ vào đi. Bạch Ngữ Yên cũng cảm thấy cừu hạo thương lớn lên nhân diện đào hoa, quả thực là tiện nghi tưởng ngây nguyệt. Nghe vậy, Diêu Thị nắm thật chặt Bạch Ngữ Yên tay, sau đó rời đi. Bạch Ngữ Yên tắt lén lúc đi vào tưởng ngây nguyệt phòng, thật vất vả mới phát hiện thiên cửa sổ có một phiến cửa sổ là hờ khép. Chương 296 Lưng Hùng Vai Gấu Nàng trong lòng vui vẻ, hừ, tưởng ngây nguyệt, ngươi ngày chết tới rồi. Có thể tưởng tượng là tốt đẹp, hiện thực là tàn khốc nàng rón ra rón rén đem hương huân tráp đặt ở trên cửa sổ mở ra tráp chuẩn bị nắm quyền trước chuẩn bị tốt hỏa tinh tử bật lửa hương huân tráp ai ngờ nàng mới mở ra tráp phần lưng cùng cái óc truyền đến chân thật đau đớn tiếp theo liền vô lực ngã xuống thanh trúc đem nàng phách vượng sau nhanh chóng đem nàng khiên vào tưởng nghe nguyệt phòng cho khách thải lan tắt phủng kia hương huân tráp đi theo tới rồi phòng sau tưởng nghe nguyệt vừa thấy nàng trên vai bạch ngữ yên liền minh bạch nguyệt tỷ Bạch Ngữ Yên ở cửa sổ chuẩn bị bật lửa nơi này hương huân, bị chúng ta phát hiện. Thải Lan đem trong tay hương huân tráp đưa cho tưởng nghe nguyệt. Tưởng nghe nguyệt tiếp nhận tráp, ở chấp mũi nghe nghe, cái này hương vị rất quen thuộc, nàng trí nhớ thực hảo, lần đó đi mua môn hãng dược thời điểm, kia bán dược còn cho nàng nghe thấy vài loại dược. Trong đó có loại mê tình dược liền cùng này hương vị không sai biệt lắm, đối với này đó đặc thù, nàng từ trước đến nay nhớ rõ khắc sâu, sẽ không sai. Như vậy tưởng tượng, nàng liền nói, đem bạch ngữ yên thoát chỉ còn lại có yếm liền ném ở ta trên giường sau đó bật lửa này hương huân nhưng này hương huân là mê tình dược có thúc dục thỉnh tác dụng các ngươi điểm thời điểm phải dùng khăn che lại cái mũi sau đó lập tức đi ra ngoài nga hảo thanh trúc cùng thải lan thực nghe lời một cái thu phục bạch ngữ yên một cái thu phục hương huân không trong chốc lát sự tình đều xử lý tốt các nàng cũng liền rời đi tưởng nghe nguyệt liền tránh ở phía sau giường đầu dùng khăn tay che lại cái mũi ở kia chờ đợi. Diêu thị là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, thật sự là tìm không thấy người. Liền đem đi theo bên người nàng bưu tử cấp đẩy ra đi, trộm ở hắn uống trong trà mặt hạ đến Xuân Đan, nghe này đang dược tên, liền không phải cái gì hảo dược. Phần 91 Nàng thừa dịp dược hiệu không phát tác trước, đem hắn lừa tới rồi tưởng nghe nguyệt phòng cho khách. Bưu tử, ta tìm tưởng nghe nguyệt có chút việc, nghe nói nàng ở phòng cho khách nghỉ ngơi, ngươi đi xem nàng ngủ rồi sao, nếu là ngủ rồi, liền không cần kêu, nếu là người còn tỉnh, liền kêu nàng lại đây một chuyến. Bưu tử lớn lên cao lớn thô kệch, là cái to con, cả người cơ bắp trắng chắc, không phải tinh tráng cái loại này, mà là lưng hùng vai gấu cái loại này. Hắn ngày thường chính là cái không đứng đắn, ở Bạch Phủ liền không thiếu đánh diêu thị cờ hiệu, khi dễ những cái đó trong phủ nha hoàng. Những cái đó nha hoàng ngại với hắn là diêu thị người bên cạnh, chỉ có thể giận mà không dám nói gì, nén giận. Hiện giờ nghe xong có bậc này sai sự, tự nhiên là vui sướng đáp lời. Khi nghe nguyệt tiểu thư chính là cái mỹ nhân lý, có thể cùng mỹ nhân thân cận, cũng là một loại chuyện tốt a. À. Vì thế, hắn dưới chân sinh phong, liền triều phòng cho khách chạy tới, này một chạy a, à, nhưng đem kia uống xong đi đến xuân đang dược tính cấp bước ra tới. Diêu thị đã sớm trộn mà đi theo hắn phía sau. Bưu tử lại không tự biết, tới rồi tưởng nghe nguyệt vị trí phòng cho khách, liền trực tiếp hướng trong phòng bôn, hắn cũng không biết chính mình sao như vậy phấn khởi. Vào phòng sau, Diêu thị cũng đuổi kịp, dựa vào cửa nghe lén. Bưu tử đi vào liền hướng mép giường buông, này màn lộ một hiên khai, liền thấy ăn mặc yếm đỏ bạch ngữ yên nằm ở bên trên, hôn mê bất tỉnh. Lập tức đầu óc nóng lên, liền hướng lên trên phát, tâm nói có phải hay không phu nhân thấy hắn khổ người. Đại, ngày thường làm việc kiên định ra sức, cố ý đem hắn dẫn tới nơi này tới, kỳ thật là tưởng tác hợp hắn cùng ngữ yên tiểu thư. Khi hắn chẳng phải là lập tức liền phải quá thượng hảo nhật tử, nên thú bạch phú Mỹ. Tránh ở phía sau giường đầu tưởng nghe Nguyệt thấy như vậy một màn, ở trong lòng vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Chương 297 vạn trượng vực sâu. Nguyên Lai like Bạch Ngữ Yên cùng Diêu thị chơi chính là cái này xiết vậy làm Bạch Ngữ Yên chính mình nếm thử này to con tư vị đi. Nàng vừa nhấc đầu, liền thấy ngoài cửa có cái bóng dáng, hoặc nhìn như là Diêu thị. Vì không làm cho nàng lòng nghi ngờ, nàng bóc mũi nói, nóng quá, thật là khó chịu a, à, khó chịu đã chết. Thanh âm không lớn không nhỏ vừa vạn giường bưu tử cùng bên ngoài diêu thị đều có thể nghe thấy. Vừa lúc Bạch Ngữ Yên cũng đã tỉnh, bưu tử còn tưởng rằng là nàng đang nói chuyện đâu, duỗi tay xả quá một bên khăn tay, liền đem nàng miệng cấp ngăn chặn. Mỹ Nhân Nhi, hiện tại không phải nói chuyện thời điểm, nếu khó chịu, bưu ca giúp ngươi. Nói xong, hắn liền xoay người một ác. Này nhưng đem Bạch Ngữ Yên hù chết, miệng nàng phát không ra thanh âm, chỉ có thể ra sức giải dụ cùng đấm đánh. Nhưng như vậy không những không có thể giải quyết vấn đề, còn làm bưu tử dục hát càng thêm thâm hậu, thô bạo xé rách nàng yếm. Ở bên ngoài Diêu Thị nghe được tưởng nghe nguyệt kia vài tiếng khó chịu khi, liền cho rằng sự thành, hiện giờ nghe xong bưu tử này thô bạo lời nói, còn có kia cách màn lộ động tác. Vui sướng khi người gặp họa rời đi, tính toán đi gọi người tới vây xem trận này trò hay. Dường nội bạch ngữ yên là không biết nàng nương như thế nào đem nàng đẩy hướng vạn trượng vực sâu, lúc này nàng, cũng bất chấp những cái đó, đã sớm đem yêu hận tình thù vứt chi sau đầu bởi vì trong phòng thúc dục ái hương hương đã khởi tới rồi thực tốt tác dụng, nàng đã gắn bó keo sơn mà cuốn lên bưu tử vòng eo. Bưu tử vốn là sử dụng lợi hại xuân đan, hiện giờ lại nghe thấy trong phòng hương hương, phấn khởi liền chính mình là ai đều mau đã quên. Đảng hóa, ngày thường một bộ cao cao tại thượng thanh thuần bộ dáng, hiện tại còn không phải cuốn lấy ngươi bưu ca ta không bỏ, nhìn một cái ngươi bộ dáng này, quả thực so nhà thổ sướng kỹ còn muốn phóng đảng. Nói xong, hắn còn hung hăng mà phiến bạch ngữ yên một cái tác này bạch ngữ yên bị diêu thị sủng ở bạch phủ chính là cái nữ bá vương ngày thường nhưng không thiếu sai sử bọn họ này đó hạ nhân một chút ít việc nhỏ đều phải kén cá chọn canh một không cao hứng liền đi diêu thị kia cáo trạng phạt bọn họ tiền tiêu vặt ngay cả bưu tử đều bị nàng phạt rất nhiều lần thêm lên cũng có vài lượng bạc đâu bạch ngữ yên toàn thân giống bị chổi lông gà nhẹ nhàng mơn trớn khó chịu có thể nói là thể xác và tinh thần khó nhịn cố tình bưu tử còn muốn ngôn ngữ nhục nhã nàng khiêu chiến nàng điểm mấu chốt, cọ sát đồng thời, chính là không bằng nàng ý. Này tiểu màng thầu quả thực, một chút ý tứ đều không có, bưu ca ta đều không nghĩ chạm vào. Đừng, đừng như vậy. Bạch ngữ yên vừa nghe không diễn, nóng nảy. Đừng loại nào. Đừng chạm vào ngươi phải không? Bưu tử nhéo nàng một phen. Bạch ngữ yên lắc đầu, nói, đừng không chạm vào ta, ta khó chịu. Khó chịu. Cầu ta, Ta khiến cho ngươi nếm thử càng thêm khó chịu tư vị, ha ha ha. Bưu Tử cuồng vọng mà cười, ngẫm lại đều hả giận. Bạch Ngữ Yên đã sớm bị kia hương huân cấp ra tấn đến đủ đủ, nơi nào còn có ngày thường bạch liên hoa bộ dáng. Nàng không chỉ có bạch trảo cào tâm, còn cả người không dễ chịu, kia tư vị miễn bàn nói khó chịu. Lúc này nàng liền muốn một người nam nhân tới bổ khuyết nàng tịch mịch cùng trống rỗng. Mới mặc kệ đối phương là ai, chỉ cần là cái nam nhân là được cũng mặc kệ hậu quả, bởi vì nàng sớm bị tấm vọng vây quanh, khác đều không sao cả. Ngay cả bưu tử đối nàng không tôn trọng, cũng có thể kích khởi nàng hư vô từng trận gợn sóng. Nàng phối hợp mà nói, bưu ca, cầu xin ngươi, cầu ngươi lấp đầy ta đi. Ta muốn chết. Nếu ngươi đều thấp hèn cầu, bưu ca liền thỏa mãn ngươi. Bưu tử nói được thì làm được. Chương 298 ngậm máu phun người. Tránh ở phía sau giường tưởng nghe nguyệt nghe này đó kinh tâm thịt nhảy nói, chỉ nghĩ chạy nhanh đi ra ngoài. Từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên tại đây loại phát sóng trực tiếp hiện trường A, nàng cẩn thận mà liếc mắt một cái cửa, đã không có diêu thị bóng dáng. Vì thế, nàng nhanh chóng vọt tới cửa, còn nhỏ tâm địa tướng môn khép lại. giường nội bưu tử cùng Bạch Ngữ Yên đã sớm quên mình lăn giường, khi động tỉnh cực đại, ván giường tử kẻo kẹt kẻo kẹt mà vang, nơi nào sẽ chú ý tới có người từ trong phòng trốn đi còn đóng cửa lại. Lúc này dược hiệu mới là đạt tới cực hạn không cái một chốc một lát này hai người là sẽ không dừng lại tưởng nghe nguyệt mới ra đi liền đụng phải Ngưu mạng ni mang theo người tới ở nàng phía sau còn có bạch tình nam thấy thế nàng liền vươn ra ngón tay thở dài một tiếng triệu các nàng vẫy tay ý bảo mang theo các nàng rời đi phòng cho khách ba người tới rồi một chỗ bên hồ ngu mạng ni trước khai khẩu tưởng nghe nguyệt ngươi không sao chứ tiếp theo chính là bạch tình nam nghe nguyệt ngươi không như thế nào đi ta xem diêu thị cùng bạch ngữ yên ở ngươi đi rồi tìm lấy cớ rời đi còn tưởng rằng các nàng muốn đem ngươi thế nào đâu làm ta sợ muốn chết cơm cũng chưa ăn liền tới đây lấy nàng mấy năm nay đối diêu thị cùng bạch tình nam hiểu biết này hai cái tuyệt đối khác thường không có việc gì không có việc gì các ngươi xem ta này không hảo hảo sao tưởng nghe nguyệt ở các nàng trước mặt xoay cái vòng không có việc gì liền hảo ta cũng hảo báo cáo kết quả công tác ngu mạng ni nói thẳng nghe vậy Tưởng nghe Nguyệt kinh ngạc hỏi, "Quận chúa, giao cái gì kém?" "Ta thân là quận chúa, ngươi nếu là có bất trách gì, ta đương nhiên không thể mặc kệ mặc kệ a, à, nếu không có việc gì, ta liền an tâm rồi a." À. Cũng may ngu mạng ni đầu óc chuyển mau, nàng nói xong tính toán rời đi. Tưởng nghe Nguyệt không thể tưởng được cái khác, huống hồ nàng cảm thấy ngu mạng ni trừ bỏ tính tình kiêu ngạo ương ngạnh, tâm tư nhưng thật ra không xấu, cũng liền tin nàng. "Quận chúa, đừng đi a, à, lưu lại cho ta làm nhân chứng a." À thấy nàng phải đi, nàng liền để lại nàng một chút. ngu mạng ni lúc này mới bước ra bước chân lại trở về lui lại mấy bước, kinh ngạc hỏi, làm chứng, làm cái gì chứng a? À, ngươi không phải không có việc gì sao? ta là không có việc gì, nhưng hại ta người có việc a? À, các ngươi hai cái muốn cùng nhau làm chứng, chứng minh ta và các ngươi ở bên nhau a? À. miễn cho diêu thị ngậm máu phun người, có quận chúa cùng bạch tình nam cùng nhau làm chứng, kia mức độ đáng tin liền cao rất nhiều, không cần nhảy vào hoàng hà nàng cũng có thể tẩy thanh. Ngu Mạng Ni cùng Bạch Tình Nam lẫn nhau nhìn thoáng qua, giống như là đã nhận ra cái gì, nhưng các nàng hai cái đều là người thông minh, biết có một số việc nhìn thấu không nói toạt. Vì thế, hai người đều gật gật đầu ứng. Bạch Tình Nam nguyện ý hỗ trợ nguyên nhân rất đơn giản, đó chính là nàng cảm thấy tưởng nghe nguyệt là cái có thể thâm giao bằng hữu, vô luận từ nào một phương diện. Ngu Mạng Ni hỗ trợ nguyên nhân liền càng đơn giản, nàng muốn bắt này đó đi cừu hạo thương nơi đó báo cáo kết quả công tác, hảo tranh công A, à, làm hắn thỉnh chính mình ăn cơm. Các nàng ba cái nơi vị trí tương đối ẩn nấp, bởi vì bên hồ có thụ che đậy. Nhưng có thể thực tốt nhìn đến phòng cho khách bên kia động tĩnh, hơn nữa là rành mạch mà thấy, mà đối diện lại nhìn không thấy các nàng, bởi vì những cái đó thụ chống đỡ. Diêu thị trở lại chỗ ngồi sau, liền tìm tới rồi bạch thị, ở nàng bên tai nói vài câu nói khẽ. Nghe được bạch thị là như đứng đóng lửa, như ngồi đóng thang. Hận không thể mang lên sở hữu khách khứa, lập tức bay đến phòng cho khách, một chân đá văng ra tưởng nghe nguyệt phòng. Làm mọi người xem xem nàng y không che thể cứu dạng. Lấy tiếc trong khoảng thời gian này, nàng sở chịu khi dễ cùng phẫn nộ. Nàng nắm thật chặt diêu thị tay, cảm tạ nói liền không nói nhiều. Chương 299 không nhất định đâu. Bên cạnh còn có khách nhân đâu, ánh mắt biểu đạt là được. Diêu thị nhìn nàng kích động ánh mắt, trong lòng thầm mắng bạch thị vô dụng, vẫn là nàng lợi hại, tự thân xuất mã, liền đủ để hủy diệt tưởng ngây Nguyệt. Cùng hạ nhân tư thông, kia chính là tử tội, muốn trồng lồng heo. Này Tưởng Diễm chính là lại như thế nào thích nàng, cũng là vô dụng, còn không phải sẽ vứt bỏ nàng. Cái nào nam nhân sẽ muốn người khác ngủ quá dày rách, càng đừng nói Tưởng Diễm loại này nam nhân. Bạch thị không biết dư thị tâm tư, nàng thanh thanh giọng nói, nói, các vị ăn còn được không, không bằng đi phòng cho khách hơi làm nghỉ tạm. Hảo a à, hảo a, à, ta người này ăn no dễ dàng nhất mệt trả rời mỗi ngày buổi chiều đều phải ngủ trưa đâu. Một vị phụ nhân nói đại lời nói thật. Bạch Thị đứng dậy, tiếp đón đại gia, kia thỉnh đại gia tùy ta dời bước đến phòng cho khách, mệt trả rời hơi làm nghỉ tạm, không đáng vây cũng có thể tụ ở bên nhau nói chuyện phiếm tâm sự, trong phòng đều có khối băng, nhưng mát mẻ. Không cần lo lắng phòng không đủ, chúng ta trấn bắt hầu phủ chính là có thượng trăm gian phòng cho khách đâu. Nói lời này khi, Bạch Thị có chút đắc ý cùng khoe ra. Thấy thế, còn lại người kinh ngạc đồng thời, cũng cùng phong tính toán đi phòng cho khách chủ yếu là đại mùa hè xác thật là nhiệt cứ như vậy đoàn người đi theo bạch thị cùng diêu thị phía sau chậm rì rì mà đi hướng phòng cho khách không bao lâu mọi người liền đến phòng cho khách chỗ nơi xa tưởng nghe nguyệt nhìn thấy này đại bộ đội cũng mang lên ngu mạng ni cùng bạch tình nam hướng phòng cho khách đi bạch thị đặc biệt muốn nhìn tưởng nghe nguyệt khứu dạng không công phu mang theo này đó nữ nhân nắm hoa hoặc là thưởng thức trang hoàng nàng cùng Diêu Thị đã sớm biết tưởng nghe nguyệt phòng, hai người ở phía trước dẫn đường, lập tức hướng tưởng nghe nguyệt nơi phòng đi đến. Quả nhiên, mới đến cửa, liền nghe thấy trong phòng nhất phái tà âm. a Bưu ca, ta vẫn luôn muốn, đừng có ngừng. Bưu ca! Tiếp tục! Mọi việc như thế nói. Trong lúc còn kèm theo nam nhân nhục mạ thanh, cùng cái giá giường kẻo kẹp thanh. Giờ khắc này, đứng ở ngoài cửa đều là người trưởng thành, đại gia trong lòng đều cùng gương sáng nhi dường như. Có chút người bắt đầu nghị luận sôi nổi. Này sao lại thế này a? À? Ta cũng mới đến, ngươi hỏi ta, ta nào biết? Má ơi, ai lá gan lớn như vậy, đi nhà người khác làm khách, tự nhiên dám ở phòng cho khách táo lên. Phần 92 Táo lên liền tính, còn chỉnh lớn như vậy động tĩnh, tính cái chuyện gì, có xấu hổ hay không, người khác còn muốn hay không nghỉ ngơi a? À? Vừa thấy chính là cái nào thì thiếp không hiểu quy củ, cũng chỉ có thị thiếp làm ra loại chuyện này làm những người đó chuyên sủng thị thiếp di nương cái này hảo mất mặt ném đến bà ngoại gia đi chuyện vừa chuyển không khí liền có chút xấu hổ những người này gì cũng không hiểu nghe thấy thanh âm là có thể hát tuồng giống như các nàng cái gì đều hiểu giống nhau kỳ thật liền biên cũng chưa đoán được đơn giản chính là một ít chính thức ghen ghét thị thiếp lúc này mới cố ý lấy lời nói chèn ép nhân gia trào phúng nhân gia thượng không được mặt bàn làm cho có chút di nương thì thiếp trên mặt nang kham cũng không hảo tiếp ra tao đến hoảng thấy thế bạch thị vội vàng ra tới hòa hoãn không khí ai nha lời nói cũng không phải nói như vậy không chừng là nhà ai chính thê cũng không nhất định đâu lời này nói quá không đầu óc cùng tiêu chuẩn lập tức liền khiến cho những cái đó chính thức công phẫn bạch phu nhân ngươi lời này có ý tứ gì chúng ta này đó chính thê cái nào không phải tiểu thư khuê các nơi nào hiếm lạ làm loại chuyện này chính là liền tính lại như thế nào cơ khác khó nhịn, cũng không đến mức đem nhà người khác đương chính mình ra đi. Bạch phu nhân ngươi lời này nói ta liền không thích nghe, ngươi nhìn một cái, chính ngươi đều là chính thê đâu, còn nói loại này lời nói. Chương 300 chưa xuất cát. Bạch thị bị các nàng nói được chạy nhanh sửa miệng, nói sai nói sai, nói không chừng là nhà ai chưa xuất các cô nương đâu. Chưa xuất các cô nương nơi nào sẽ như vậy a? À? Nhân gia chuyện gì cũng chưa trải qua quá, như thế nào như thế cầm giữ không được. Theo ta thấy a, à, có thể là nhà ai nha hoàng cùng gã sai vặt tư thông. Bạch thị lại tiếp theo sửa miệng. Cái này nói, đại gia cuối cùng không ý kiến, nhưng vẫn là sôi nổi suy đoán, bởi vì những cái đó chưa xuất các cô nương đều đứng đắn các nàng cảm thấy việc này là không có khả năng. Chỉ có Phạm Nhược Vũ trên mặt có chút xấu hổ, lại không dám ra tiếng, tổng cảm thấy Bạch thị câu kia chưa xuất các cô nương là đang nói nàng. "Người a, à, chính là như vậy, chính mình chột dạ." thấy người khác nói chút bắt gió bắt bóng sự tình liền tổng cảm thấy người khác ở tranh đối nàng a nha mọi người đều tại đây ồn ào cái gì đi vào xem một cái chẳng phải sẽ biết sao diêu thị đi đầu nói như vậy không hảo đi bạn nhất là nhà ai khách quý đâu tư sấm phòng cho khách có nặng lắm không a à, này sẽ không xúc phạm đại vũ triều minh luật đi ngươi quản nàng đâu đây là bạch phu nhân gia phòng cho khách các nàng người trong nhà đều đi đầu ngươi sợ cái gì a nha a nha không thể xem không thể xem nhìn sẽ đau mắt hộp một đám người ở kia ríu rít bạch thị cùng diêu thị quản không được như vậy nhiều nghe bên trong thanh âm một lãng cao hơn một lãng lại không vọt vào đi liền không diễn nhìn hai người kết phường đem cửa đẩy ra thấy môn mở ra những cái đó khẩu thị tâm phi phụ nhân cùng thiếu nữ trên mặt sủi rụt rè đôi mắt lại ở nhanh chóng tỏa định mục tiêu xem diễn còn có chút người dùng tay che lại đôi mắt ngón tay lại không ra khe hở tới sợ bỏ lỡ trò hay đặc biệt là mới vừa rồi ồn ào không thể xem, nói là sợ đụng vào minh luật người, thường thường là cổ duỗi đến so với ai khác đều trường. Chỉ thấy hải đá xanh trên bàn khăn trải bàn lung tung rối loạn, mặt trên chén trà đổ, trên bàn sái chút lá trà. Ấm trà đều rơi trên mặt đất vỡ vụn, như là bị người xốc quá cái bàn. Trường kỹ rải rác có vài món xiêm y, ẩn ẩn còn có thủy dấu vết. Không biết là mồ hôi vẫn là cái gì, dù sao chính là. Ai, tóm lại một lời khó nói hết ngay cả trên ghế đều treo một mảnh hồng toàn bộ yếm mảnh nhỏ. Nhìn nhìn lại kia khắc hoa cái giá giường, màn lụa bị cao cao treo lên, tình huống bên trong nhìn một cái không sót gì, gối đầu rớt một cái trên mặt đất, chăn một nửa treo ở ván giường thượng, một nửa treo ở giữa không trung, giống như nhẹ nhàng một chạm vào là có thể rơi xuống. Chăn đơn tứ tung ngang dọc, đồng thời còn nhăn dúng gió, mặt trên điểm điểm tanh hồng, chính giữa nhất còn có một mảnh đỏ tươi, giống như là huyết. Đối, chính là huyết đỏ bừng một mảnh, nhìn thấy ghê người. Sợ ngay người mọi người hợp kim ti tan mắt chó, thiên nột, chẳng lẽ hôm nay này nữ đương sự, không phải chính thức cũng không phải thị thiếp, thật là chưa xuất các thiếu nữ. Nhìn đến nơi này, Diêu thị mí mắt phải thình thịch mà nhảy, nàng tâm hảo hoảng, vì cái gì nàng cảm thấy những cái đó toái sim y cùng yếm thực quen mắt. Hảo nửa ngày, nàng tự hồ là nhớ tới cái gì, trong trắng mắt vừa lật, thiếu chút nữa không hôn mê qua đi. Nhưng nội tâm ý chí lực chống đỡ nàng, nàng bắt lấy một bên bạch thị cánh tay có chút khí hư mà nói tỷ mau đem người đều mang đi ra ngoài kêu các nàng đừng nhìn nhanh lên bạch thị nhìn nhiều như vậy tuy nhiên còn không có tìm được vai chính tức khắc kích phát rồi nội tâm tò mò lúc này nơi nào là diêu thị một câu là có thể khuyên lại không được diêu thị các nàng khẳng định tại nội thất ngươi nghe được thanh âm sao lập tức liền hảo ta đây liền mang các nàng đi nội thất nhìn chương ba linh một cái này tai họa nàng hôm nay đại bộ phận thời gian đều ở đón khách, lực chú ý căn bản là không ở diêu thị mẹ con trên người, huống hồ bạch ngữ yên đã lâu không có tới tưởng gia, cố ý xuyên kiện tân y phục, nàng có thể biết được tình huống liền kỳ quái. Cũng không biết làm sao vậy, này diêu thị cư nhiên đột nhiên liền thay đổi, nàng đến chạy nhanh đem người mang đi nội thất. Ngay sau đó, đại gia liền ở lòng hiếu kỳ sử dụng hạ, theo tà âm vào nội thất. Đương các nàng tiến nội thất khi, tức khắc hai cái trắng bóng thân mình liền ánh vào mi mắt lúc này bạch ngữ yên chính đỡ tủ quần áo đưa lưng về phía mọi người bưu tử phía trước đối với bạch ngữ yên cũng là đưa lưng về phía mọi người em ma kia tư thế thật sự một lời khó nói hết a à. quên mình hai người hoàn toàn không biết chính mình đã bị người vây xem chỉ là tác muốn hư vô trống rỗng không biết ngừng lại diêu thị chân mềm không có thể kịp thời ngăn cản bạch thị nàng tim đập gia tốc thân mình run rẩy rung rung vào nội thất đương nàng nhìn đến kia quen thuộc thân cao cùng thân mình còn có kia cùng nàng có vài phần tương tự mặt nghiêng, tức khắc hỏng mất khóc lớn. Giờ khắc này, Bạch Ngữ Yên cùng bưu tử mới phát hiện mọi người tồn tại. Nhưng các nàng trừ bỏ như vậy trong nháy mắt kinh ngạc, cũng không có biểu hiện ra quá nhiều sợ hãi. Lúc này các nàng, giống như là cái không có đầu óc người, chỉ có đối phương tồn tại. Nga, không đúng, Bạch Ngữ Yên trong mắt chỉ có bưu tử tồn tại. Mà bưu tử ở nhìn đến nhiều như vậy phụ nhân sau, trong mắt thoáng hiện tham lam ánh mắt, Hắn buông ra Bạch Ngữ Yên, xoay người đối với mọi người, "Ua, nhiều như vậy mỹ nhân, Bưu Ca ta từng cái thỏa mãn các ngươi." A ha ha ha. Nói xong, hắn liền tính toán đi bắt mọi người, lưu lại vẻ mặt không thỏa mãn Bạch Ngữ Yên, "Bưu Ca, đừng đi nha, tiếp tục sao?" Này nhưng đem những cái đó xem diễn phụ nhân cùng các tiểu thư đều sợ tới mức xoay người liền chạy tới bên ngoài, nơi nào còn lo lắng xem diễn, quảng nàng có phải hay không diêu thị nữ nhi, ngay cả Bạch thị cũng không ngoại lệ. Giờ này khắc này, vẫn là giữ được chính mình trong sạch đặc biệt quan trọng duy độc diêu thị còn ở lại bên trong cấp bạch ngữ yên mặc quần áo nhưng bạch ngữ yên là bị tắm vọng hướng hôn đầu óc diêu thị cho nàng xuyên một chút nàng liền kéo xuống một chút không chỉ có không mặc xiêm y ngay cả thân mụ đều không quen biết lăng ta muốn cùng bưu ca tiếp tục ngữ yên a à, ta là nương a à, nghe nương nói a à, ta trở về diêu thị vẫn là cố chấp cho nàng bộ xiêm y Bưu tử trải qua như vậy lớn lên thời gian, đối bạch ngữ yên có chút chán ngấy. Lúc này thấy vẫn còn phong vận diêu thị, nhưng thật ra trong lòng nhộn nhạo, không quan tâm liền hướng diêu thị trên người phát. Diêu thị giải dụ, bưu tử, ngươi cái hỗn trướng, súc sinh, khi dễ nữ nhi của ta, hiện giờ lại tới đối phó lão nương sao. Thật hối hận để lại ngươi cái này tai họa. Nhưng miệng nàng thượng lại lợi hại, cũng không đối phó được bưu tử kia to con. Ngày thường bưu tử là còn có lý trí ở, hiện tại hắn sớm đã không có lý trí, đi lên liền xé rách Diêu Thị Sim Y. Xôn sao, một hồi công phu, Diêu Thị Sim Y liền xé hơn phân nữa, bưu tử không phải quân tử, hắn là tình thú, dùng tài hùng biện đồng thời lại động thủ. Một bên bạch ngữ yên nóng nảy, như thế nào đương nàng là không khí đâu, nàng dục cầu bất mãn tranh nhau muốn, lại bị bưu tử một phen đẩy ở trên mặt đất. Lúc này, tưởng nghe nguyệt cùng bạch tình nam chạy tới phòng cho khách, quận chúa cổ kiệu cũng ở phòng cho khách sân lạc kiệu bạch thị nhìn thấy nàng sau chỉ vào nàng hỏi ngươi như thế nào ở chỗ này ngươi không phải ở bên trong sao ta vì cái gì muốn ở bên trong ta vẫn luôn cùng quận chúa còn có tình nam ở bên hồ uy cá nha tưởng nghe nguyệt chớp mắt đẹp vô tội hỏi chương ba linh hai mặt đỏ tai hồng xem ra chuyện này bạch thị hoặc nhiều hoặc ít cũng biết thậm chí còn tham dự nếu không nàng như thế nào vừa thấy đến nàng liền chất vấn nàng bạch thị liếc mắt một cái nàng bên cạnh quận chúa cùng bạch tình nam nếu là chỉ có bạch tình nam một người còn hảo, ở bạch phủ bất quá là cái không có gì tồn tại cảm người, dễ như trở bàn tay liền có thể lật đổ nàng lời chứng. Cố tình quận chúa cái này tiểu tổ tông cũng ở, vị này nàng nhưng đắc tội không nổi, nhân gia là hoàng thượng đầu quả tim muội muội. Tưởng tượng đến này, nàng tính toán mở miệng hỏi quận chúa, lại nghe thấy bên trong truyền đến diêu thị tê tâm liệt phế thanh âm. Nghe vậy, nàng lúc này mới nhớ tới diêu thị còn ở bên trong đâu, bạch ngữ yên xảy ra chuyện liền tính, nếu là Diêu Thị còn có bất trách gì, nàng nhưng như thế nào cùng Bạch Lương sách công đạo A. Người tới, chạy nhanh đi vào đem Diêu Thị cùng ngữ yên cứu ra, nhất định phải bảo toàn các nàng, bọn nha hoàng phụ trách Diêu Thị mẹ con, nam phụ trách đem bên trong nam nhân kia loạn côn đánh chết. Được đến mệnh lệnh nha hoàng A, nô tài A, đều một tổ ông mà vọt vào đi. Đều lúc này, cũng bất chấp nam nữ thủ thủ bất thân, dù sao bên trong đều như vậy. Vẫn là trước chế phục trụ kia bưu tử, lộng chết hắn, vậy chết vô đối chứng, miễn cho trong miệng hắn phun ra không dễ nghe lời nói tới. Bọn nha hoàng sợ hãi, căn bản khởi không đến tác dụng, trừ bỏ kịp thời bảo vệ diêu thị cùng bạch ngữ yên, có thể không bị bưu tử khi dễ liền không tồi. Đại nhân đều vọt vào đi sau, bạch thị mới quay đầu cười hỏi ngu mạng ni, quận chúa, ngươi xác định ăn cơm xong sao, liền vẫn luôn cùng tưởng nghe nguyệt ngốc tại một khối sao. Nàng trực tiếp lượt quá bạch tình nam, chỉ tính toán hỏi ngu mạng ni. Mặc kệ bạch tình nam nói cái gì, nàng đều có biện pháp đổi trắng thay đen. Nhưng là ngu mạng ni nếu là cùng bạch tình nam một cái cách nói, khi nàng đã có thể không có cách nào. Đương nhiên, ngươi là ở nghi ngờ bổn quận chúa sao. Ngu mạng ni khoanh tay trước ngực, cầm nâng cao cao, không ai bị nổi mà nói. Bạch thị giật mình, sắc mặt có chút nang kham, rốt cuộc này chung quanh còn có rất nhiều người đâu, nàng ngượng ngùng mà nói, không không không, chuyện không có thật, ta bất quá là hỏi một chút tình huống, nếu quận chúa đều nói như vậy, ta biết nên làm như thế nào. Đúng lúc này, không ít nam khách môn cũng nghe tiếng tới rồi, thích siêu cùng cừu hạo thương cũng ở trong đó, bọn họ nghe nói nữ phòng cho khách có đại sự xảy ra, liền chạy tới. Tuy rằng bọn họ không phải bắt quái người, nhưng bọn hắn có để ý người A. À. Đương nhiên, tưởng diễm cũng ở, hắn liếc mắt một cái liền nhìn đến tưởng nghe nguyệt, tiến lên một tay đem nàng ôm vào trong lòng, sau đó tới cái sờ đầu sát, nguyệt nhi, ngươi không sao chứ. Nhìn như bình đạm quan tâm, kỳ thật bao hàm nhiều ít lo lắng cùng sợ hãi. Đường hắn nghe nói phòng cho khách bên kia có nữ khách xảy ra chuyện sau, hắn trước tiên liền chạy đến, trên đường một lòng cũng treo, thẳng đến nhìn thấy nàng khi, mới an tâm. Phần 93 Nhưng tuy là như thế, hắn vẫn là hỏi ra như vậy một câu vô nghĩa. Nàng không phải hảo hảo mà đứng ở trước mặt hắn sao? Tưởng nghe nguyệt kéo cổ tay của hắn, cười nói, đại đại, không có việc gì, bất quá diêu thị cùng bạch ngữ yên đã xảy ra chuyện. Ân, chỉ cần ngươi không có việc gì liền hảo hắn thâm tình mà nhìn nàng, vẻ mặt sủng nịch. Bạch Lương Sách đuổi tới sau, vừa lúc thấy Bạch Ngữ Yên cùng Diêu Thị quần áo bất chỉnh bị người nâng ra tới. Còn có bị đánh đến không có hơi thở bưu tử. Đương Trường liền tức giận đến mặt đỏ tai hồng, nhiều. Như vậy khách khứa A, hai người kia quả thực mất hết hắn mặt. Bạch Ngữ Yên lúc này xem như thanh tĩnh, nhìn thấy nhiều người như vậy, còn có tưởng diễm, lúc ấy chân mềm nhũng, thiếu chút nữa không đứng vững. Ngữ Yên Diêu thị tiến lên đỡ nàng. Chương 303 mất mặt xấu hổ. Loại người này trực tiếp làm nàng đã chết tốt nhất, còn quản nàng làm chi? Bạch Lương sách quai hàm phình phình, hàm răng trắng thực khẩn. Diêu thị vội che chở Bạch Ngữ Yên, "Không, lão gia, đều là ta sai, ta không hộ hảo nàng, lúc này mới làm người xấu có cơ hội thừa nước đục thả câu." "Ngươi câm miệng cho ta." "Hôm nay bắt đầu, ta không loại này nữ nhi, các ngươi hai cái chạy nhanh cút xéo cho ta." Bạch Lương sách vô tình mà nói, cha, ngươi không thể như vậy đối ta cùng nương a. À. Bạch Ngữ Yên đau khổ cầu xin, lại ở nhìn đến tưởng nghe Nguyệt trong nháy mắt như là nhớ tới cái gì, Độ Mục chỉ hướng tưởng nghe Nguyệt là ngươi, nhất định là ngươi đúng hay không? Tưởng nghe Nguyệt, ngươi như thế nào biến thành như vậy? Ngươi đem ta cùng mẫu thân hại thành như vậy, ngươi có chỗ tốt gì? Ngươi không cần ngậm máu phun người, chính mình đối hạ nhân động tình, bị người vây xem liền quái đến ta trên đầu, ta chính là cùng quận chúa còn có bạch tình nam ở bên nhau đâu? tưởng nghe nguyệt làm trò mọi người mặt nói rõ ràng. bạch ngữ yên nhìn về phía quận chúa, không thể tưởng tượng mà nói, quận chúa, ngươi vì cái gì muốn giúp tiện nhân này làm yểm hộ? chúng ta không phải càng thân cận sao? ngươi vẫn là tự giải quyết cho tốt đi. hôm nay ngươi cùng ta nói yếu hại tưởng nghe nguyệt thời điểm, ta liền nói quá, không cần làm này đó để tiện chuyện vô sĩ. ai ngờ ngươi hết hy vọng không thay đổi, hại người không thành, ngược lại hại chính mình người cái này kêu tự làm bậy không thể sống ngu mạng ni không chút do dự đem chuyện của nàng học ra tới cái này ăn dưa quần chúng xem như minh bạch nguyên bản bạch ngữ yên muốn hại tưởng ngây nguyệt kết quả khả năng ra đường rẻ gieo gió gặt bão nguyên bản còn cảm thấy các nàng mẹ con đáng thương đâu hiện tại nhưng thật ra cảm thấy các nàng tự làm bậy không thể sống huống hồ quận chúa từ trước đến nay sẽ không nói hô nói vượng nàng cùng tưởng ngây nguyệt giao tình không thâm không đến mức sẽ giúp tưởng ngê nguyệt ngược lại là Bạch Ngữ Yên cùng nàng chơi khá tốt, thật sự là nhìn không được, mới chỉ ra nàng âm mưu đi. Lúc này lúc này, Bạch Lương Sách cảm thấy hắn đời này mặc đều làm này hai mẹ con cấp mất hết. Cái này làm cho hắn sau này ở triều đình còn như thế nào làm người, như thế nào làm quan A. liền tính ngu mạng ni không đứng ra làm chứng, hắn cũng sẽ không quản sự tình chân thật tính, sớm đã có tính toán của chính mình. Đừng nói quận chúa đều ra tới làm chứng, hắn là càng thêm sẽ không đi truy cứu sự tình chân tướng dù sao việc đã đến nước này lại truy cứu cũng là ổn công diêu thị cùng bạch ngữ yên ở trong mắt hắn đã cùng phế nhân không có gì khác nhau hắn sẽ không vì phế nhân đi tổn hại chính mình ích lợi huống chi các nàng vẫn là tự làm bậy dưới tình huống tưởng tượng đến này hắn đối bên người người hạ mệnh lệnh đều thất thần làm gì còn không cho ta đem các nàng hai cái mang về đỡ phải tại đây mất mặt xấu hổ ngoài miệng nói không nhận người trong lòng vẫn là có chút để ý nhưng hắn để ý không phải Diêu thị cùng Bạch Ngữ Yên, để ý chính là hắn thanh danh. Hắn là đại vũ triều thừa tướng, nếu là mặc kệ thê nữ mất mặt xấu hổ, chính mình lại hờ hững, người khác sẽ nói hắn vô tình, này đối hắn ở trong quan trường phát triển bất lợi, các bá tánh cũng sẽ khinh bỉ hắn, đại gia sẽ nghi ngờ nhân phẩm của hắn. Cho nên, chính mình cưới thị thiếp, sinh nữ nhi, chính là quỳ, cũng muốn đem việc này sạch sẽ xử lý xong. Đại bọn hạ nhân đem Diêu thị cùng Bạch Ngữ Yên mang đi sau, Bạch lương sách mới đuổi kịp, liếc mắt một cái xem náo nhiệt mọi người, hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Tuy rằng mất mặt ném quá độ, nhưng cái giá vẫn là đến đoan đủ A. À. Bạch thị thâm thở vào một hơi, còn tưởng rằng cái này ca ca sẽ trước mặt mọi người giáo huấn nàng đâu, cũng may quận chúa đem lời nói đều thuyết minh. Chương 304 nhân cơ hội tranh công. Nếu không nàng sau này liền phải mất đi nhà mẹ để duy trì. Nàng nhìn lướt qua chung quanh khách nhân, ngượng ngùng mà nói, ngượng ngùng A, à, các vị làm đại gia chê cười việc này khẳng định là một hồi hiểu lầm ta tại đây cho đại gia nhận lỗi hôm nay sinh nhật yến liền đến đây là ngăn còn thỉnh đại gia có thể giúp ta bảo thủ bí mật chúng ta cũng coi như là nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện đều tan đi ta còn có việc liền không tiễn đại gia nhưng ta sẽ làm hạ nhân đưa đưa đại gia còn thỉnh thứ lỗi bạch thị lời khách sáo nhưng thật ra nói rất lưu nhưng này không đại biểu những người đó sẽ đánh đáy lòng nghe nàng lời nói tuy rằng các khách nhân ngoài miệng ứng nhưng trừ bỏ này trấn bắt hầu phủ, các nàng ái nói như thế nào liền nói như thế nào, ai lại quản được. Đặc biệt là những cái đó phụ nhân nhóm, ngày thường liền ái khu môi múa mép, trở về không cho người trong phủ toàn biết liền quái đâu. Thấy thế, tưởng nghe nguyệt đối ngô mạng ni cùng bạch tình nam nói, cảm ơn các ngươi nguyện ý đứng ra giúp ta, nếu không ta hôm nay còn không thể dễ dàng như vậy thoát thân. Cảm tạ cái gì tạ, diêu thị cùng bạch ngữ yên có thể có hôm nay, cũng là ta sở hy vọng, ta còn phải cảm ơn ngươi bạch tình nam nhỏ giọng nói. Ngu mạng ni liền bất đồng, nàng liếc mắt một cái tưởng nghe nguyệt, nói, quan cảm ơn có ích lợi gì, nhớ rõ ngươi thiếu ta một ân tình, yêu cầu thời điểm, ta sẽ làm người tới thảo nhân tình. Nói xong, nàng liền hướng cựu hạo thương đi đến, quy, ngươi muốn mời ta ăn cơm a? À? Ta vì cái gì muốn thỉnh ngươi? cừu hạo thương vẻ mặt không vui. Dù sao ta mặc kệ, bằng không ta liền, ngu mạng ni làm bộ muốn lớn tiếng nói chuyện sợ tới mức cừu hạo thương vội che lại nàng miệng thỏa hiệp hành 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 ăn cơm liền ăn cơm liền đi bổn thiếu phù dung trai tưởng nghe nguyệt giật mình hai vị này khi nào như vậy chính a à, còn đừng nói thoạt nhìn giống đối tiểu oan gia dường như cừu hạo thương cùng ngu mạng ni tới rồi phù dung trai sau trực tiếp vào tốt nhất nhã giang cừu hạo thương lại kêu một bàn hảo đồ ăn chiêu đãi nàng ân ngươi này đồ ăn cũng không tệ lắm sao sao ngự thiện phòng còn muốn ăn ngon Ngu mạng ni tán thưởng mà nói. Cựu hạo thương chả sao cả mà uống một ngụm trà, nói, đó là, cũng không xem là ai khai. Thôi đi ngươi, đừng cho ngươi điểm nhan sắc liền khai phường nhuộm, ta hôm nay chính là giúp tưởng nghe nguyệt đại ân, ngươi phải hảo hảo cảm tạ ta. Ngu mạng ni nhân cơ hội tranh công. Cảm tạ ngươi, ta này bất chính thỉnh ngươi ăn cơm cảm tạ ngươi sao, còn muốn như thế nào cảm tạ. Trải qua lần này lúc sau A, à, khả năng tưởng nghe nguyệt cùng ta quan hệ sẽ không tồi ngươi còn có nghĩ muốn nàng về sau hành trình a ngu mạng ni dụ dỗ hắn cừu hạo thương dừng một chút trầm tư một lát nói hành 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 ngươi sau này cứ việc tới ta phù dung trai ăn cơm bản công tử tự mình chiêu đãi ngươi nhưng ngươi đến cho ta cung cấp hữu hiệu tin tức đến nỗi khi nào ngươi nghe ta an bài này còn kém không nhiều lắm thành giao ngu mạng ni cười ứng nàng cái gì cũng không thiếu nơi nào sẽ hiếm lạ này đó đồ ăn nhưng nàng chính là muốn lợi dụng cơ hội này sau này cùng cừu hạo thương nhiều ở chung thôi nàng sau khi trở về liền đi hoàng thượng chỗ đó vẽ mặt tình đậu sơ khai bộ dáng sau lần trước cầu hoàng thượng tứ hôn khi còn muốn tâm hoa nổ phóng rốt cuộc đều thượng miệng đâu ngu cảnh thước vừa thấy nàng như vậy liền nói nghe nói tưởng diễm muốn cùng hắn con dâu nuôi từ bé thành thân y trẫm xem a bên ngoài đồn đãi khẳng định là giả ngươi cũng đừng đánh hắn chủ ý trẫm lại cho ngươi chọn tuyển trễ hiền ân hẳn là giả đi. Nàng hôm nay cái cũng thấy, tưởng diễm đối tượng nghe nguyệt nùng tình mật ý, vẻ mặt sủng nịch, nơi nào giống cái có long dương chi hảo người. Chương 305 tình đậu sơ khai. Nhưng nàng hiện tại không để bụng, nàng để ý chính là cừu hạo thương A, thiếu nữ tâm tư thật là thiện biến Nga, một cái hôn liền cũng đủ thay đổi hết thảy. Đặc biệt là đại vũ triều nữ tử, vốn dĩ cùng nam nhân liền tiếp xúc thiếu, đối phương vẫn là cái đa tình tuấn Mỹ công tử ca, hôn nàng thời điểm, cặp kia đa tình mắt đào hoa tuy rằng tràn ngập khiêu khích nhưng ở trong mắt nàng lại là câu nhân tiếng lòng a à. ngu cảnh thước nao nao vốn tưởng rằng hắn nói như vậy nàng bị bài xích sẽ phản bác hắn thậm chí liền lý do thoái thác đều nghĩ kỹ rồi kết quả nàng cùng giống như người không có việc gì nhưng thật ra có vẻ hắn lo lắng có điểm dư thừa hắn kinh ngạc hỏi ngươi thật sự nghĩ thông suốt a à. cái gì nghĩ thông suốt không nghĩ thông a à? ngu mạng ni khó hiểu hỏi Người phía trước không phải thích tưởng diễm sao, chết sống phải gả cho nhân gia, này sẽ biết nhân gia muốn thành thân, cư nhiên còn như vậy bình tĩnh. Ngu mạng ni dừng một chút, rồi sau đó bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai nàng cùng Hoàng Huynh căn bản không ở một cái kênh A, nàng đã không khẳng định, cũng không phủ nhận, Nga, chuyện này A, không có biện pháp A, tổng không thể chia rẽ nhân gia đi, người đều phải học được chính mình lớn lên sao, đây là mẫu phi dạy ta. Như thế nào, hôm nay tới tìm ta, xem ngươi bộ dáng này giống như là có việc xem nàng kia tình đậu sơ khai bộ dáng có đại sự a không có a ta hôm nay tâm tình hảo cho nên mới tới tìm hoàng huynh a huống hồ ta cũng không phải mỗi lần đều đến viên có việc mới tìm hoàng huynh nha a à, đúng rồi ta hôm nay ở một cái trong yến hội nhìn thấy quốc công phu nhân nàng thoạt nhìn rất hòa ái nàng xác thật nhìn thấy các thị nhưng cũng là ở đến gần cừu hạo thương phía trước sở dĩ nói như vậy đâu chính là tưởng kịch bản hoàng thượng nói quả nhiên ngu cảnh thức không hướng nơi khác tưởng liền theo nàng nói ân cừu đức bổn cùng hắn phu nhân đều là giữ cung phép người đối triều đình cống hiến cực đại đặc biệt là cừu đức bổn thanh chính liên minh đại công vô tư nghe vậy ngôn mạng ni khóe miệng ngoéo một cái ân nếu bọn họ ở hoàng huynh trong mắt là người tốt kia nàng liền có thể yên tâm ai ngờ ngu cảnh thức như là nghĩ tới cái gì lại bỏ thêm câu nhưng trẫm nghe nói con của hắn là cái tay ăn chơi trừ bỏ sẽ làm buôn bán cũng chỉ biết chơi nữ nhân liền những cái đó tuổi trẻ phụ nhân, cũng chưa có thể tránh được hắn ma trảo, làm cho cừu đức bổn vợ chồng một phen tuổi, còn không có ông tôn tử, thật sự là đáng tiếc. Loại này nam nhân, cái nào nữ tử gả cho hắn, sợ là muốn xui xẻo. Nghe được lời này, ngu mạng ni mới gợi lên tươi cười, nàng như thế nào bỏ chạy qua hắn ma trảo đâu. Tưởng tượng đến này, nàng lập tức liền ngưng cười dung, vội phản bác, ai nha, hoàng huynh, ta nhớ rõ ngươi chưa bao giờ tin những lời này đó, như thế nào cũng bắt đầu tin vào bên ngoài đồn đãi. Khi không phải đồn đãi, là sự thật, huống hồ cựu đức bổn chính mình còn ở trẫm trước mặt tố khổ quá, làm trẫm cho hắn nhi tử tìm kiếm một cọc tốt hôn nhân, cho bọn hắn gia tứ hôn, nếu không liền con của hắn kia cà lơ phất phơ bộ dáng, cả ngày trác ở nữ nhân đôi, đời này sợ là thành không được thân, bọn họ cựu gia muốn vô hậu, chỉ có tứ hôn, hắn mới có thể nghe lời. Ngu cảnh thức tưởng tượng đến cựu đức bổn nói với hắn kia phiên lời nói, không khỏi lắc lắc đầu một phen tuổi, trước nay không cầu quá hắn cái gì, lần đầu tiên cầu, cư nhiên là vì hoa tâm nhi tử hôn sự, này đến kéo xuống bao lớn mặt A. À. Nguyên nhân chính là vì như thế, hắn cũng liền đặt ở trong lòng, làm phía dưới người đi tìm kiếm chọn người thích hợp. Ngu mạng ni đôi mắt trừng đến đại đại, vội hỏi, kia hoàng huynh đáp ứng rồi sao? Chương 306 ánh mắt không tồi. Cựu đức bổn khó được cầu trẫm, trẫm tự nhiên là đáp ứng rồi hắn, nhưng hắn nhi tử như vậy, ở kinh thành thanh danh đã sớm bại hoại, thiếu chút nữa, bọn họ cừu gia lại cảm thấy không thích hợp, rốt cuộc bọn họ chỉ có một nhi tử. Mà nhân gia hảo một chút cô nương, cũng không dám gả nhà bọn họ a à, hậu viện nữ nhân so hậu cung của trẫm còn nhiều, nhà ai cô nương nguyện ý thêm cái này đổ. Trước đó vài ngày, phía dưới người tới báo rất nhiều lần, cũng chưa xứng đôi đến chọn người thích hợp. Phần 94 Ngu mạng ni trên mặt thay đổi thất thường, thanh một trận, bạch một trận, nàng là mới biết được, cừu hạo thương hậu viện có như vậy nhiều nữ nhân trong lòng an vị đồng thời lại vẫn là giữ gìn hắn kia có gì đó những cái đó cô nương không muốn gả nhân gia còn không thấy được nguyện ý cưới đâu nguyên nhân chính là vì cừu hạo thương tầm mắt cao lúc này mới không thành thân đi duyệt nhân vô số sau cuối cùng tổng hội dừng lại ở một nữ nhân trên người bảo hộ nàng loại người này hoặc là bất động tình vừa động tình chính là cả đời nàng lời trong lời ngoài ý tứ tất cả đều là đối cừu hạo thương giữ gìn chỉ kém chưa nói nàng phải gả cho cừu hạo thương ngu cảnh thước trong lòng cả kinh chỉ cảm thấy lời này phong không thích hợp a à, liền nửa hiếp con ngươi hỏi ngươi như thế nào biết nhiều như vậy nói ra nói cùng cái tiểu đại nhân dường như ai biết hắn đối mặt mỗi một nữ nhân khi có phải hay không đều động tình chỉ là hắn bản nhân hoa tâm nội tâm mới mẻ cảm thực ngắn ngủi đâu Ta, ta lúc ấy là từ thoại bản tử thượng nhìn đến hảo bất hòa hoàng huynh nói ta còn muốn đi mẫu phi chỗ đó đâu nàng nói xong lời nói không đợi ngu cảnh thước trả lời liền chuồn mất, nói thêm gì nữa, nàng liền phải lòi. Ngu cảnh thước còn tưởng giáo giáo nàng cái này muội muội, làm nàng đối nam nhân có chính xác nhận tri, rốt cuộc chỉ có nam nhân mới nhất hiểu biết nam nhân A. À. Nề hà ngu mạng ni chưa cho hắn nói chuyện cơ hội, liền chạy mất, nhìn nàng chuồn mất thân ảnh, hắn lắc đầu. Thôi, dù sao nàng ánh mắt không tồi, cũng sẽ không thích cái loại này hoa hoa công tử, nàng thích chính là tưởng diễm cái loại này lạnh băng, không gần nữ sắc nam nhân. Ngu mạng ni rời đi sau, lại đi vân thái phi cảnh phúc cung vân thái phi thấy nàng tới làm người thượng không ít điểm tâm cùng trái cây đối với cái này nữ nhi nàng so đối hoàng thượng còn đau lòng rốt cuộc hoàng thượng sẽ vẫn luôn ở trong cung làm bạn nàng nữ nhi tới rồi tuổi này lập tức liền phải gả đi ra ngoài nàng luyến tiếc a à. này gả đến hảo một chút liền tại đây kinh thành gả đến không tốt đó chính là đi quốc gia khác hòa thân tuy rằng ngu mạng ni ngày thường không thiếu ở trong cung gây chuyện nhưng thiếu như vậy cái gây chuyện tin trong lòng khó tránh khỏi sẽ vắng vẻ. Còn phải lo lắng nàng ở nhà chồng có thể hay không chịu khổ, chịu khi dễ, nàng cái này tính tình, nàng bà bà sẽ chán ghét nàng sao. Chính mình nữ nhi, ngày thường lại như thế nào nháo, đều là phụng ở lòng bàn tay, nếu là bị người khác chán ghét, trong lòng nói cái gì đều không phải tư vị đâu. Hôm nay cái lại đi bên ngoài chơi lạp. Nàng từ ái hỏi. Ngu mạng ni gật gật đầu, này đã không phải cái gì mới mẻ sự, nàng nói, đúng vậy, mẫu phi, bên ngoài nhưng hảo chơi lạp. Bên ngoài không thể so trong cung an toàn, ngươi phải cẩn thận điểm, đừng giống ở trong cung giống nhau, muốn làm gì thì làm, hơi chút thu liễm điểm, nếu không ai dám lấy ngươi. Vân Thái Phi lời nói thấm thía mà nói. Ngu mạng ni mắt trợn trắng, lời này nàng đều nghe xong thượng trăm biến, bất quá nói đến gã chồng, nàng đột nhiên toát ra một câu, hỏi, mẫu phi, một người nam nhân thân nữ nhân, là có ý tứ gì? Nghe được. Lời này, vân thái phi bên miệng ý cười liền ngừng chương 307 bị người chê cười nàng khẩn trương mà đánh giá ngô mạng ni hỏi mạng ni ngươi một cái cô nương gia hỏi này đó làm chi này không phải ngươi nên hỏi nhưng ta xem thoại bản tử nam nhân đều sẽ thân nữ nhân a à, nhưng hảo chơi ngô mạng ni thấy nàng nghiêm túc lên tự nhiên là sẽ không thừa nhận nếu không nàng lo lắng vân thái phi đi hoàng huynh kia cáo trạng cựu hạo thương liền xong đời a à. nghe nói là thoại bản tử Vân Thái Phi mới nhíu mày nói, thiếu xem những cái đó lung tung rối loạn thư, chuyên môn dạy hư người. Có lẽ là lo lắng nàng đã bị dạy hư, nàng lại mở miệng, này nếu là thành thân sau, nam nhân thân nữ nhân, đó là thân mật hành động, nếu là không thành thân, liền hôn nữ nhân, khi người nam nhân này không phải cái gì tốt. Ngươi đụng tới cái loại này không đứng đắn nam nhân, cách hắn xa một chút, hắn nếu là dây dưa ngươi, ngươi khiến cho thị vệ đánh hắn. Kỳ thật nàng cũng không hiểu, nàng đánh 14 tuổi liền vào cung, trong hoàng cung trừ bỏ hoàng hậu còn lại phi tử không có thành thân cái này cách nói hoàng thượng lâm hạnh chính là lâm hạnh nàng cũng chính là hù dọa hù dọa ngu mạng ni cho nàng đi học lo lắng nàng bị hư nam nhân tất quải chạy tình đậu sơ khai nữ hài thường thường là không có lý trí không màng tất cả ngu mạng ni có chút thất vọng nga một tiếng cừu hạo thương là hư nam nhân sao giống như đại gia đối hắn đánh giá đều không hảo đâu mẫu phi còn nói muốn đánh loại này nam nhân bên người nàng người nhưng thật ra đánh nhưng là đánh không lại hắn a. À. Nàng có chút rầu rĩ không vui, xem ra Cừu Hạo Thương hôn nàng, không phải bởi vì thích nàng, đó là bởi vì cái gì đâu? Nga, đúng rồi, là vì làm nàng nói ra lời nói thật. Như vậy tưởng tượng, cũng không phải rất kém cỏi đi, ít nhất hắn không có đùa bỡn nàng cảm tình a. À. Tâm sự đàm phán thất bại, nàng trong lòng miễn bàn nhiều khó chịu, tùy tiện trò chuyện hai câu, liền trở về chính mình tẩm cung, Nhạc Vũ Các. Bạch trong phủ Bạch Lương Sách nhưng chịu không nổi Diêu Thị cùng Bạch Ngữ Yên cho nàng mang lớn như vậy ô mũ. Tuy nói Diêu Thị hôm nay cái không bị bưu tử cấp làm bẩn, nhưng Sim Y cũng bị xé rách, ôm cũng ôm, hôn cũng hôn rồi. Hắn mới không thể chịu đựng hắn hậu viện có không sạch sẽ nữ nhân, nếu không hắn chẳng phải là bị người chê cười. Húng hồ hắn Bạch Lương Sách trừ bỏ thiếu nhi tử, nhất không thiếu chính là nữ nhân, trong phủ ngoài phủ, bó lớn nữ nhân, còn sẽ kém Diêu Thị này một cái. Lại nói nói hắn siêu cấp không thiếu, đó chính là nữ nhi, hắn đời này không đứa con trai, nữ nhi nhưng thật ra một đống, thêm lên đều mười mấy đóa kim hoa, cũng không ít bạch ngữ yên này một cái. Cho nên, vào lúc ban đêm, hắn liền quyết đoán làm người ở bạch ngữ yên đồ ăn hạ độc, lại làm người đem diêu thị sống sờ sờ dùng lụa trắng lạc chết, đáng thương diêu thị, đến chết cũng không biết nàng bảo bối nữ nhi đã đi trước nàng một bước. Đôi mẹ con này, còn tuyên bố đối phó xong tưởng nghe nguyệt, liền phải đối phó bạch tình nam đâu, ai ngờ cuối cùng lại là kết cục này bạch lương sách cùng ngày liền đối ngoại nói là bạch ngữ yên bất kham chịu nhục uống thuốc độc tự sát diêu thị chỉ có bạch ngữ yên cái này nữ nhi chịu không nổi cái này đã kích phát cùng thắt cổ đi theo bạch ngữ yên mà đi đồng thời hắn cũng bằng mau tốc độ làm hạ nhân đem diêu thị cùng bạch ngữ yên cấp hạ táng không có làm các nàng táng ở bạch gia nghĩa trang mà là tùy tiện làm cho bọn họ tìm cái chỗ ngồi chôn người như vậy không xứng làm hắn bạch gia người bạch lương sách chính là như vậy cái không lương tâm người hắn trong mắt chỉ có chính mình, nếu là hắn có đứa con trai, khả năng trong mắt có chính mình đồng thời, còn có thể thoáng mang lên con hắn, đáng tiếc hắn không có cái mang bả loại A, làm hắn này đầy ngập tình thương của cha, căn bản là không chỗ sắp đặt. Chương 308 Trồng Lồng Heo Trong lúc nhất thời, Bạch Phủ tuy không có phúng, nhưng cũng nổ tung nồi, được đến tin tức Bạch Tình Nam, lập tức đem sự tình cùng Cố Thị nói. Cố Thị nghe xong, thở dài, ai, ngẫm lại Diêu Thị trước kia như vậy phong cảnh, không nghĩ tới mới một ngày quan cảnh, cư nhiên rơi vào kết cục này, bạch lương sách như thế tuyệt tình. Nương, khi diêu thị là chính mình tìm đường chết, hại người khác không thành, ngược lại sự chính mình lâm vào âm mưu của chính mình trung, ta hiện tại nghiêm trọng hoài nghi bệnh của ngươi là nàng làm, ta vẫn là trước dừng lại dược, đi bên ngoài tìm cái đại phu xem bệnh đi. Bạch tình nam sẽ không nói là tưởng nghe nguyệt trái lại đối phó diêu thị mẹ con, liền tính là ở cố thị trước mặt, nàng cũng sẽ bảo mật. Cố thị trong lòng cả kinh, nhíu mày hỏi, ngươi như thế nào đột nhiên nhớ tới cái này tới ta gần nhất nhận thức một cái bằng hữu nàng trong lúc vô ý nhắc tới ta vẫn là thỉnh cái đại phu về đến nhà nhìn xem đi hiện tại diêu thị không còn nữa trong nhà cũng không trước kia như vậy khẩn trương ta cũng tự do chút một cái chính thức thỉnh cái đại phu còn không được bạch tình nam không vui mà nói cố thị dừng một chút trầm tư một lát sau mới nói hành nương nghe ngươi ngươi đứa nhỏ này hiện tại có ý nghĩ của chính mình nương vì ngươi cảm thấy cao hứng bạch trong phủ sự tình cùng ngày liền ở kinh thành truyền khai này nhà cao cửa rộng phương pháp nhiều lắm đâu ai biết là thật sự tự sát vẫn là như thế nào chỉ là đại gia sủy hiểu không nói chuyện nhiều lắm đóng cửa lại cùng người trong nhà nói nói thôi trước cuộc này bạch lương sách là thừa tướng a nghe nói thái hậu hoàng thượng tiêu giao vương đều thực coi trọng hắn đâu ngàn vạn không thể họa là từ ở miệng mà ra đưa tới họa sát thân tới rồi ban đêm tưởng ngây nguyệt cũng được đến tin tức này nàng nhưng thật ra không nghĩ tới bạch lương sách xuống tay như vậy tàn nhẫn. Nàng chẳng qua này đây một thân chi đạo, còn trị một thân chi thân thôi. Hôm nay nàng nếu là không phản kích, kia bị người bắt gian trên giường nhưng chính là nàng, nàng là có hôn ước nữ nhân, ra loại chuyện này là muốn trồng lồng heo. Khi nàng chẳng phải là đến không này đại vũ triều đi một sớm. Mà bạch ngữ yên liền bất đồng, kỳ thật nàng có thể gả cho bưu tử, điệu thấp sinh hoạt, hoặc là bị đuổi ra bạch phủ, quá người thường sinh hoạt. Nhưng việc đã đến nước này, chỉ có thể nói là Diêu Thị mẹ con mệnh không tốt, quán thượng Bạch Lương sách loại này không màng tình cảm nam nhân. Vì chính mình cái gọi là mặt mũi cùng sự nghiệp, ai đều không để bụng. Quảng nàng, dù sao nguyên chủ mệnh, nàng xem như cho nàng báo thù. Đến nỗi Bạch Thị sao, nàng tuy rằng trước kia đối nguyên chủ không tốt, nhưng nhìn đến tưởng an chí phân thượng, chỉ cần nàng sau này cùng nàng nước giếng không phạm nước sông, nàng vẫn là sẽ không đem nàng như thế nào. Đang nghĩ ngợi tới đâu, liền thấy tưởng diễn vào được. Còn chưa ngủ. Hắn nhìn nằm ở trong chăn, chấp đôi mắt tưởng vấn đề nàng. Tưởng nghe nguyệt trở mình, cười nói, không có đại đại làm bạn, ta ngủ không được nha. Nàng nói cũng không sai, gần nhất hắn đều sẽ tới cái ngủ ngon hôn, nhìn nàng đi vào giấc ngủ, mới trở lại chính mình giường nghỉ tạm. Sau này không được ngươi xem nam nhân khác, không được ngươi cùng nam nhân khác nói chuyện. Tưởng Diễm nhớ tới ban ngày có người khuy ký nàng, thình lình toát ra như vậy một câu tới tưởng nghe nguyệt giật mình, một phen bổ nhào vào trong lòng ngực hắn, nói, người xấu đại đại ghen tị sao? Yên tâm đi, có đại đại như vậy mạo mỹ mỹ nam tử làm bạn, người khác ta đều chướng mắt, ngươi phải có tin tưởng. Ta đối với ngươi có tin tưởng, nhưng ngươi quá mỹ. Hắn ôm lấy nàng eo, đối với nàng môi chính là trừng phạt tính một cắn, sau đó là gió lốc hôn sâu. Chương 309 không thói quen đâu. Tưởng nghe. Nguyệt cũng không chút nào bủng xỉn mà nhiệt tình đáp lại hắn. Bởi vì khác đều làm không được, hai người hôn kỹ nhưng thật ra tiến bộ không ít, kiểu pháp hôn sâu tới cái một nén nhang đều không nói chơi. Nhưng mỗi lần đều ở tưởng diễm thống khổ dưới, hai bên mới lưu luyến không rời rời đi đối phương môi. Bất quá lúc này đây, tưởng diễm đã nhận ra khác thường, tình đến chỗ sâu trong khi, hắn sớm đã một trụ đỉnh thiên, ngược lại không có cái loại này vạn tiễn xuyên tâm cảm giác đau đớn. Thay thế lại là một loại dị dạng cảm giác. Tưởng nghe Nguyệt cảm nhận được kia cộn đến hoảng dị vật vội đình chỉ tiếp tục hôn đi nàng sờ sờ hắn trấn an nói tiểu tướng quân nghe lời a à, đại đại hiện tại không thể tới mau mau biến trở về đi sau đó hắn lại đối tưởng diễm nói đại đại mau đi nghỉ tạm đi phải hảo hảo khắc chế nga tưởng diễm là vừa tức giận vừa buồn cười đương hắn là ảo thuật đâu hắn cho nàng tới kế sờ đầu sát sau cười nói ngươi trước ngủ xem ngươi ngủ rồi ta ngủ tiếp ta đây muốn ở đại đại trong lòng ngực ngủ như vậy có cảm giác an toàn Nàng ôm cái gối đầu, ăn vạ trong lòng ngực hắn, dần dần nhắm mắt ngủ say. Thấy nàng ngủ rồi, hắn liền tay chân nhẹ nhàng đem nàng thả lại trong ổ chăn, lại ở nàng cái trán hôn hôn. Xem ra đến tìm bàn thần y hảo hảo hỏi một chút, này trong lúc nhất thời không khó chịu, thật là có điểm không thói quen đâu. Vẫn là không thói quen đâu. Bạch phủ, Bạch Tình Nam tìm kinh thành nổi danh đại phu cấp cố thị xem bệnh. Phần 95. Đại phu trên mặt có thể nói là cùng tàu lượng siêu tốc giống nhau. Trước nhướng mày cả kinh, nhưng mà nhíu mày mắt triều hạ xem, cuối cùng, hắn thở dài. "Ai, phu nhân này thân thể nhưng thật ra không có gì tật xấu, nhưng nàng Trường Kỳ dùng một loại kiếm hồng thảo chất lỏng, loại này chất lỏng vô vị, nhan sắc cùng nước thuốc giống nhau, trình màu cỏ nâu, Trường Kỳ dùng, độc sẽ chậm rãi tiến vào người thân thể, khiến người đánh mất bình thường sinh hoạt năng lực, tỉ như ăn cơm, ngủ, thậm chí là đơn giản đi lại." "Đại phu, kia hiện tại làm sao bây giờ, ta nương bệnh còn có trị sao?" bạch tình nam nghe xong sau đầu óc ầm ầm vang lên quả nhiên là có độc tuy rằng diêu thị không có nhưng hiện giờ xem ra này độc hẳn là chính là nàng phóng hơn nữa là ở cố thị ngày thường uống trung dược hạ độc cố thị từ rơi xuống nước sau liền bị bệnh tiếp theo liền uống lên mấy năm dược phủ y nói là ra không ra tật xấu liền khai một ít bình thường dược nói là có thể giảm bớt kết quả càng ngày càng nghiêm trọng nhưng dược vẫn luôn không đoạn quá diêu thị cũng mặc kệ lại không cho bên ngoài đại phu tiến vào nhìn tưởng tượng đến này, nàng tính toán cùng Bạch Lương Sách nói một chút, đem phủ y đuổi ra đi. Ta ngày thường làm nghề y đều là chữa bệnh, ngẫu nhiên đụng tới có người trúng độc, nhưng cũng chỉ là tiểu đánh tiểu nháo tật xấu, phu nhân loại tình huống này, ta còn chưa từng gặp qua, thứ lão phu bất lực a, à, trị không được chính là trị không được, không thể che lại lương tâm ba hoa chích chòe, còn thỉnh phu nhân cùng tiểu thư khác thỉnh cao minh đi. Hắn là đại vũ triều dân gian đại phu, hiểu được không nhiều lắm. Bạch tình nam trương trương môi, lại nhấp khẩn môi, rồi sau đó mở miệng nói, kia hảo, làm phiền đại phu, mặc kệ như thế nào, vẫn là cảm ơn ngươi có thể cho ta nương nhìn ra nguyên nhân bệnh. Nàng nói xong triều một bên nha hoàng đang đỏ mắt thần ý bảo một chút. Đang hồng hiểu ý, tiến lên nói, đại phu, ta đưa đưa ngươi đi. Khi đại phu gật gật đầu, liền tùy đang hồng rời đi. Trong phòng nháy mắt cũng chỉ dư lại cố thị hai mẹ con, bạch tình nam lo lắng cố thị nghe xong đại phu nói sẽ chịu đã kích, liền an ủi nàng, nương, không quan trọng, kinh thành đại phu giữ dội nhiều, khẳng định còn có người có thể chữa khỏi bệnh của ngươi. Chương 311 Khối Bảo Địa Tình Nam A, ta chả sao cả, dù sao đều là một phen lão xương cốt, có thể hay không trị đều là giống nhau, ngươi không cần vì ta lo lắng. Cố thị bất lão, cũng chính là ba mươi có thừa. Chỉ là nhiều năm bị độc tra tấn, lại không tự biết, lại nằm trên giường không thể hành động, tự nhiên là thoạt nhìn một bộ bệnh trạng, so thực tế tuổi tác lớn không ít. Nương ngươi đừng nói như vậy, ta nhất định sẽ nghĩ cách. Hiện tại dư thị đổ, chúng ta nhật tử thật vất vả có hy vọng, ngươi cũng không thể xảy ra chuyện. Bạch tình nam cùng cố thị nói đồng thời, cũng ở trong lòng thầm hạ quyết tâm. Thấy nàng thái độ kiên quyết, cố thị giật mình, cười ứng. Đãi cố thị nghỉ ngơi sau, bạch tình nam liền đi bạch lương sách trong phòng. Nàng vào phòng sau, là được vãn bối lễ, gặp qua phụ thân. Chuyện gì? Bạch lương sách kinh ngạc hỏi, cái này nữ nhi, rất ít tới cửa tìm hắn phụ thân ta nương bị bệnh hảo chút năm phụ y cũng không trị hảo ta liền đi kinh thành thỉnh đại phu kia đại phu nói nương là trúng kiếm hồng thảo độc này độc cùng nước thuốc nhan sắc giống nhau nương đã dùng hảo chút năm nói như vậy hắn nên biết đến quả nhiên bạch lương sách trong lòng cả kinh từ cố thị bị bệnh sau kia quản gia quyền liền đến diêu thị trên tay trong phủ hết thảy đều là diêu thị chuẩn bị bao gồm cố thị dùng dược cùng ẩm thực nghĩ như thế này độc nhất định là diêu thị làm nhưng diêu thị đã chết hắn chỉ có thể từ những mặt khác đền bù hai mẹ con bọn họ vì thế hắn mở miệng nói ân ta đã biết đợi lát nữa ta sẽ làm người đem phủ y kéo đi ra ngoài đánh chết đến nỗi trong phủ hết thảy ngươi nương thân mình không được ngươi là trong nhà đích nữ quản gia quyền liền giao cho ngươi đi nếu là có cái gì không hiểu liền hỏi ngươi nương hắn cuối cùng là làm kiện có lương tâm sự tình đối với cái này nữ nhi cùng cố thị hắn đều biết đến tâm tư không xấu quản gia quyền giao cho các nàng, lại thích hợp bất quá. Nhưng nếu là đem quản gia quyền giao cho ở trong tay người khác, sợ là hắn này hậu viện lại muốn nổi lửa, hắn chịu không nổi lăn lộn. Bạch tình nam chỉ là muốn cho phủ y đã chịu trừng phạt, tuy rằng chủ mưu là diêu thị, nhưng hắn cũng là chủ yếu hạ độc người, loại người này vì ích lợi, cái gì tán tận thiên lương sự tình đều làm được, lưu không được. Nhưng nàng không nghĩ tới bạch lương sách sẽ đem quản gia quyền giao cho nàng, nàng giật mình sau, nói, đa tạ phụ thân tín nhiệm nếu cho nàng nàng liền tiếp theo đi nếu không tới rồi ở trong tay người khác còn không phải không hai mẹ con bọn họ hảo quả tử ăn ân ừ, không có việc gì ngươi liền lui ra đi ta còn có công sự bạch lương sách nhàn nhạt mà nói hắn gần nhất chính coi trọng kinh thành một khối bảo địa đâu bạch tình nam gật đầu ứng sau liền rời đi nàng chân trước mới vừa đi bạch lương sách nhưng thật ra thực hiện chính mình nói qua nói lập tức liền kêu hạ nhân đem phủ y đánh chết đối với lộng chết người hắn nhất hiệu suất, chưa bao giờ nháy mắt, liền tính là chính mình thân nhân, tỷ như, diêu thị, bạch ngữ yên. Tưởng diễm mấy ngày nay ở an bài hôn sự, hắn nói qua, phải cho nàng một cái long trọng hôn lễ. Đại vũ triều hôn sự ở tục lệ thượng tương đối truyền thống, trường ra. Thông thường chia làm nạp thái, vấn danh, nạp cát, nạp chinh, thỉnh kỳ, thân nên lục lễ. Cũng may tưởng nghe nguyệt là từ nhỏ liền vào cửa con dâu nuôi từ bé, phương diện này có thể tỉnh không ít chuyện, hai bên cha mẹ, thân nhân đều là giống nhau. Ngày đó ban đêm, tưởng diễm ở kinh thành vùng ngoại ô liền đem nạp thái cấp giải quyết. Vấn danh liền không cần phải nói, mọi người đều biết đối phương, huống hồ tưởng nghe nguyệt sinh thần bác tự, tưởng an trí trong lòng sớm đã có số. Chương 311 mệt chết nàng nha. Trừ bỏ cái kia đạo sĩ, hắn còn đi một khác tòa miếu cấp tưởng nghe nguyệt cùng tưởng diễm nhìn bác tự. Ngay cả nơi đó miếu bà đều nói bọn họ là trời đất tạo nên một đôi, thực hợp nhau chỉ là miếu bà cùng kia đạo sĩ nói giống nhau, tưởng diễm ở hơn 20 tuổi khi, sẽ gặp được một cái khảm, nếu cái này khảm đi qua, sau này nhất định các tinh cao chiếu, trở thành nhân trung chi long, quý không thể nói. Hiện giờ xem ra, đã tới rồi tuổi này, đây cũng là tưởng an chí vì cái gì sốt ruột làm tưởng diễm cưới tưởng nghe nguyệt nguyên nhân, một là đạo sĩ nói, tưởng nghe nguyệt có thể hóa giải hắn tai nạn, nhị là hắn sợ vạn nhất có cái sơ suất hắn tưởng gia vô hậu A. À. Cho nên nói, Tưởng An Chí hiện tại là hỷ ưu nửa nọ nửa kia, bởi vì hắn lo lắng kế tiếp sẽ phát sinh chút cái gì. Nạp cắt đâu, mọi người đều là người một nhà, thông tri lên cũng không như vậy phiền toái. Nạp Chinh đối với người khác tới nói là kiện đại sự, đối với tưởng Nghe Nguyệt tới nói, nàng nhà mẹ đẻ người chính là tưởng gia, xính lễ tự nhiên chính là tưởng gia chọn mua. Phía trước bạch thị tưởng hãm hại nàng, mới hứng thú bừng bừng mà nói phải cho nàng chọn mua xính lễ, tới rồi thời điểm mấu chốt, đã sớm đóng cửa lại làm bộ không biết bất quá tưởng nghe nguyệt cũng không trông cậy vào nàng, tưởng diễm nói, hắn nữ nhân, hết thảy đều từ hắn tới xử lý. Này không, liền kêu người nâng 99 gánh xính lễ lại đây, lấy lâu lâu dài dài ngủ ý, mỗi gánh xính lễ vì hai cái đỏ thẩm trương gỗ, bên trên treo vui mừng đại hồng hoa tơ lụa. Bên trong có trang sức, vải vóc, vật trang trí, gia cụ, đồ cổ, tranh chữ, vật dụng hàng ngày, dược liệu. Còn có mấy trương khế đất, mặt trên có không ít cửa hàng cùng thổ địa, còn có mấy chỗ tòa nhà, một cái thôn trang. Tưởng nghe Nguyệt đang ở hậu viện luyện võ đâu, liền nghe thấy bên ngoài bùng bùng pháo trúc thanh, còn có khu chiên gõ trống thanh âm. Liền cùng thanh trúc, Thải Lan đi bên ngoài nhìn một cái. Mới đến bên ngoài, liền thấy Phi Vũ cùng Phi Linh ở phía trước dẫn đường, trong viện bãi đầy đỏ thẩm cái rương. Các ngươi đây là. Hồi nghe Nguyệt tiểu thư nói, tướng quân làm chúng ta lại đây đưa xính lễ, đồ vật chúng ta liền buông xuống, nơi này tất cả đều là khế đất, còn có tướng quân thủ hạ sinh ý, sau này ngươi có thể tùy ý chi phối tướng quân thủ hạ mua bán hành phi vũ đem trong tay một tất hậu giấy đưa cho tưởng nghe nguyệt tưởng nghe nguyệt tiếp nhận những cái đó nhìn nhìn tưởng diễn cũng quá hào vô nhân tính đi những cái đó các ngành các nghề cửa hàng thêm lên đều trải rộng đại vũ triều các nơi ngay cả mấy cái hữu thủ đô có hắn mua bán hành lớn lớn bé bé thêm lên đều có thượng trăm cái đâu toàn bộ tùy ý nàng chi phối đây là đem gia sản toàn bộ giao cho nàng xử lý sao vẫn là tưởng mệt chết nàng nha. Nhìn nhìn lại những cái đó xính lễ, cũng may sơn đủ đại, nếu không thiếu chút nữa không bỏ xuống được đâu. Đang ở nàng chinh lăng thời điểm, phi vũ lại nói chuyện, ngài cùng tướng quân hôn kỳ cũng định hảo, là lão phu nhân, hầu gia, còn có tướng quân cùng nhau tuyển ngày tốt, liền ở 9 tháng sơ chính, cái này kêu thỉnh kỳ. 9 tháng sơ chính. Nghe tới cũng không tệ lắm, chuẩn. Tưởng nghe Nguyệt nói xong phủng những cái đó khế đất, tính toán đi trúc ý hiên tìm tưởng diễm nói chuyện lại bị phi vũ ngăn cản nghe nguyệt tiểu thư ngài hiện tại là đại gã chuẩn tân nương kế tiếp thời gian không cần đi trúc ý hiên hầu hạ tướng quân thành thân trước cũng không thể cùng tướng quân gặp mặt muốn ở trong nhà chuẩn bị kết hôn đồ vật nhiều cùng các ma ma học tập của hồi môn tướng quân sẽ chuẩn bị tốt nhưng ta có chuyện muốn cùng các ngươi tướng quân nói a à. tưởng nghe nguyệt có chút vô ngữ đây là cái gì quy của a à, thành thân trước không thể gặp mặt sống chung đều cùng, hiện tại nói không thể gặp mặt. Chương 312 hạnh phúc nhất. Phi Vũ khăng khăng muốn cản, nghe Nguyệt tiểu thư, đây là quy củ, thành thân là cả đời giữa chuyện quan trọng nhất, ngài trăm triệu không thể sàng bậy, chính là tướng quân cũng phải nhịn, có chuyện gì, ngươi cùng ta nói đi, ta giúp ngươi chuyển cấp tướng quân. Tưởng nghe Nguyệt liếc mắt một cái Phi Vũ, đem hắn nói tinh tế châm trước một lần, giống như cổ nhân thành thân trước là không thể gặp mặt. Nàng liền không làm khó Phi Vũ, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ là nói, được rồi, thay ta cảm ơn tướng quân, mấy thứ này ta liền tạm thời giúp hắn bảo quản, yêu cầu khi ta sẽ dùng. Tưởng Diễm không phải cái dối trá người, nếu có thể cho nàng, vậy sẽ không thu hồi đi, nàng làm ra vẻ thoái thác là vô dụng, tựa như lần trước cái kia mũ phượng, miệng nàng da đều mau nói toạt, hắn còn không phải làm phi vũ cho nàng bạc. Phi vũ trở lại trúc ý hiên sau, tưởng Diễm liền hỏi chuyện, Nguyệt Nhi nói cái gì sao? Hồi tướng quân nói, Nghe Nguyệt Tiểu Thư nói tạm thời bảo quản những cái đó khế đất, yêu cầu thời điểm sẽ dùng. Ân. Hiện giờ nạp thái, vấn danh, nạp cát, nạp chinh, thỉnh kỳ đều xử lý thỏa đáng. Cũng chỉ kém cho nàng chuẩn bị của hồi môn, sau đó ở chính tháng sơ chính chính thức thân đó. Đang nghĩ ngợi tới đâu, bàn thần y liền vào được, là hắn cố ý làm người đi kêu. Hắn vừa tiến đến liền cười nói, tướng quân, mấy ngày không thấy, ngươi quả thực như tắm gội xuân phong, cả người đều nét mặt tỏa sáng, ta đều thiếu chút nữa không nhận ra ngươi đã đến rồi. Thiếu miệng lưỡi trơn tru, nói chính sự. Tưởng diễm đệ ly trà ở đối diện. Ta nói chính là chính sự, chẳng lẽ tướng quân gần đây quan trọng nhất sự không phải ngây nguyệt tiểu thư sao, nghe nói kia xính lễ đều ở hôm nay hạ được rồi, xem ra ta lập tức là có thể uống đến tướng quân rượu mừng. Nói lời này khi, hắn chỉ cảm thấy dường như đã có mấy đời. Không nghĩ tới A, à, từ trước đến nay không gần nữ sắc, vừa nghe nói thúc giục hôn liền nhăn mặt tướng quân. Tư nhiên tại như vậy, đoạn thời gian nội bắt lấy nghe Nguyệt tiểu thư, hơn nữa lập tức liền phải thành thân. Tưởng Diễm giống như thói quen hắn, trừ bỏ y sự ngoại, liền ái treo chọc tật xấu. Nghe nói lần trước gấp đôi khen thưởng ngươi thực thích, còn có nghĩ lại đến một lần. Bàn thần y nao nao, rồi sau đó mặt mày hớn hở mà nói, tưởng tưởng tưởng, lần trước kia giao hoa viện các cô nương hầu hạ đến nhưng thoải mái, ít nhiều tướng quân hào khí a, lập tức làm người cho ta kêu mười mấy tên hoa khôi làm ta ở cùng ngày trở thành toàn kinh thành hạnh phúc nhất nam nhân, ha ha ha. Nhiều như vậy hoa khôi, không cái mấy ngàn lượng bạc thật đúng là làm không được đâu, tướng quân nhất thời hứng khởi, cư nhiên cho hắn thỉnh hai lần. Phần 96 Xem ra hắn sau này muốn ở phương diện này nhiều chỉ đạo một chút tướng quân, nhất định phải đem hắn suốt đời sở sẽ kinh nghiệm truyền thụ cấp tướng quân A. Tưởng Diễm tự hồ là biết hắn trong lòng suy nghĩ, liền nói thẳng, ta gần nhất cùng Nguyệt Nhi thân mật tiếp xúc khi không có cảm giác không cảm giác tướng quân không thể nào lúc này mới mấy ngày công phu các ngươi đều phải thành thân toàn kinh thành người đều biết ngươi muốn cưới nghe nguyệt tiểu thư ngươi cư nhiên liền đối nàng không cảm giác bàn thần y nói chuyện khi đặt kích động giống như bị vứt bỏ chính là hắn bản nhân lúc này mới bế lên đùi mắt nhìn liền không tin tức hắn có thể không vội sao hắn ở trong lòng liên tục thở dài còn tưởng rằng tướng quân là cái duy nhất không dễ dàng động tình một khi động tình đó chính là cả đời cái này hảo, nguyên lai là cái không trường cửu, liền này động tình thời gian, còn không có hắn lâu dài đâu, tuy rằng hắn không nhúc nhích tình quá. Nghe vậy, tưởng diễm mày nhíu nhíu, lại lần nữa tổ chức một chút ngôn ngữ, ta chỉ chính là thân mật tiếp xúc khi thể xác và tinh thần đều có cảm giác, nhưng trái tim cùng thân hình không có dĩ vãng cái loại này đau nhất khó nhịn cảm thụ. Chương 313 suy nghĩ phiêu xa. Tránh cho. Hắn còn nghe không hiểu, lần này hắn nói rất rõ ràng. Nghe được lời này, bàn thần y đầu tiên là ngẩn ra, tinh tế cân nhắc ý tứ trong lời nói, sau đó mới bừng tỉnh đại ngộ, Nga ta hiểu được, nguyên lai là cái này a, à, vậy kỳ quái. ngay từ đầu hắn còn thâm thở vào một hơi, sau này nhưng dĩ vãng phương diện này phát triển, thẳng đến phát hiện sự tình nghiêm túc tính, lúc này mới chuyện vừa chuyển. như vậy có phải hay không đại biểu ta có thể giống cái người bình thường giống nhau, cùng Nguyệt Nhi ở bên nhau? hắn thon dài đầu ngón tay ở trên mặt bàn không chút để ý mà gõ trong lòng lại vô cùng bức thiết muốn biết đáp án. Bàn thần y biết hắn ý tứ trong lời nói, liền nói, ta cấp tướng quân đem một chút mạch đi. Tưởng diễm hơi chút vãn hạ cổ tay áo, lòng bàn tay triều thượng, làm hắn bắt mạch. Bàn thần y đem tay đặt ở trên cổ tay hắn, ba ngón tay ấn ở hắn mạch khẩu thượng, cảm thụ được hắn mạch đập. Tiếp theo hắn mày một chọn, kinh ngạc nói, tướng quân, thân thể của ngươi cùng phía trước giống nhau, cũng không có phát sinh cái gì biến hóa. Nhưng ta xác thật phát sinh biến hóa hắn nhàn nhạt mà nói. Như vậy đi, ta lấy điểm ngài trên người huyết, trở về kiểm tra một chút. Bàn thần y nói liền từ hòng thuốc lấy ra lấy huyết công cụ. Tưởng diễm không có cự tuyệt, nhưng ngoài miệng đem ý nghĩ của chính mình nói ra, ta hoài nghi là kia thanh tâm chú sinh ra hiệu quả. Thanh tâm chú. Theo ta được biết, nó chỉ là có thể tạo được thanh tâm định thần, đi phiền ngăn ác tác dụng, đạt tới tu thân dưỡng tính hiệu quả, cũng không sẽ giải độc, hoặc là cùng kịch độc làm đấu tranh. Bàn thần y là cái y thuật cao siêu đại phu. Đối với y thuật phương diện, hắn có rất cao tạo nghệ. Nhưng này thanh tâm chú là hắn ở y thư thượng tra được một loại tâm pháp, chỉ là nhẹ nhàng bâng quơ mà nói là đối thân trọng kịch độc người có ức chế tác dụng. Vừa vặn sư phó để lại cho hắn thư tịch có bổn thanh tâm chú, hắn liền lấy tới cấp tướng quân. Đối với thư trung cái khác ảo diệu, hắn thật đúng là dốt đặc cán mai. Rốt cuộc hắn chỉ là cái đại phu, không phải công pháp đại sư a. Ta từ lúc bắt đầu luyện thanh tâm chú này bản tâm pháp khi, nó liền khởi tới rồi không nhỏ tác dụng, có thể hữu hiệu giảm bớt ta động tình khi đau nhất, chậm rãi, thống khổ dần dần giảm bớt, thẳng đến ta gần nhất tiếp xúc nguyệt nhi khi, đã hoàn toàn phát hiện không đến khác thường. Tưởng diễm đem gần nhất cảm thụ nói cho bàn thần y nghe. Bàn thần y cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, tiếp theo một mặt lấy huyết, một mặt nói, khi như vậy đi, ta trước đêm này huyết kiểm tra một lần, lại ra điều tra rõ tâm chú tư liệu. ân ừ hắn nhàn nhạt mà đáp lời, suy nghĩ lại phiêu xa, lại quá gần tháng, chính là hắn cùng Nguyệt Nhi thành thân nhật tử. Nếu là hắn thật sự có thể giống cái người bình thường, đó có phải hay không đại biểu hắn có thể đem Nguyệt Nhi ăn đâu. Bàn thần y lấy xong huyết sau, liền vội vàng đi rồi, tuy nói hắn ngày thường cà lơ phất phơ, nhưng ở chính sự thượng, hắn nhưng một chút đều không qua loa. Kế tiếp nhật tử, tưởng nghe Nguyệt thường thường đi kinh thành trung tâm kia khối bảo địa nhìn một cái, giám sát một chút công nhân nhóm thi công vừa khéo đi ngang qua giao hoa viện, nhớ tới lần đó sự tình, liền thay đổi thân Nam Trang, mang theo Thanh Trúc đi vào. Lôi Dương không thích trường hợp này, nàng cũng liền không vì khó hắn, làm hắn ở bên ngoài chờ. Nàng đi vào, cửa doãn mụ mụ liền nhận ra nàng tới, ngẫm lại sự tình lần trước, nàng còn lòng còn sợ hãi, nhưng đúng là như thế, nàng càng không thể đắc tội vị này a. À. Vì thế, đành phải căng da đầu, nói, hắc hắc, công tử, ngài lại tới rồi, lần này. Không quan trọng đi. Nghe vậy, tưởng nghe nguyệt nao nao, lúc này mới minh bạch nàng ý tứ trong lời nói, cười nói, yên tâm đi, lần này không có việc gì. Chương 314 miệng lưỡi cực nhanh. Ai, hảo, vậy là tốt rồi, nếu không ta này trái tim nhỏ thật là có điểm chịu không nổi đâu. Nàng còn tưởng rằng tưởng nghe nguyệt là cái nam, lo lắng tưởng diễm sẽ dẫn người tạp đồ vật. Được rồi, mau đem lần trước kia mấy cái mỹ nhân kêu ra tới, ta cùng các nàng ôn chuyện. Tưởng nghe nguyệt nói doãn mụ mụ trong lòng cả kinh nhìn từ trên xuống dưới tưởng nghê nguyệt cho rằng nàng xu hướng giới tính là song hướng nhưng nàng nghĩ lại tưởng tượng này cùng nàng cái gì quan hệ nhân gia lập tức trầm trồ khen ngợi mấy cái cô nương nàng mới hảo kiếm tiền a à. vì thế nàng cười nói hảo 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 công tử quả nhiên là sản khoái người xem ở ngươi là khách quen phân thượng lần này ta liền không thu ngươi tiền thế chấp ta tin được ngươi cũng coi như là cho ngươi cái ưu đãi đi nói xong nàng liền gân cổ lên đối trên lầu kêu thanh thanh đậu đỏ hoa nhài tuyết nhi tới khách quý lạp mau xuống dưới tiếp khách lạp trong lúc nhất thời miên bản nhắm chặt mấy phiến môn lục tục mở ra nhưng nhìn kỹ giống như không ngừng bốn phiến môn thêm lên sợ là có mười mấy phiến môn đều mở ra đâu ở tại trên lầu nhã giang đều là giao hoa viện hoa khôi trong đó không thiếu có đầu bản các nàng nghe được có người điểm danh muốn bốn cái hoa khôi liền muốn tìm tòi đến tục cùng thuận tiện lộ lộ mặt không chừng lần sau các nàng cũng có thể hỗn thượng đâu. đương các nàng hướng dưới lầu vừa thấy, nhìn thấy tưởng nghe nguyệt khi, miễn bàn nhiều hâm mộ, thanh lâu hiếm khi có như vậy tuấn mỹ công tử ca a. như thế nào các nàng không có bậc này cơ hội tốt, cố tình làm kia bốn cái đĩ lãng bắt được tốt như vậy khách nhân. thấy thế, thanh thanh, đầu đỏ, hoa nhài, tuyết nhi đã sớm ở mọi người cực kỳ hâm mộ trung hạ bậc thang, triều tưởng nghe nguyệt đi đến. đồng thời, duy nhất có một người, không có một tia hâm mộ thậm chí có chút kinh thường, nàng kéo kéo môi, nói, hừ, ta cho là nơi nào tới công tử ca đâu, bất quá là cái ngụy nam nhân, rõ ràng là cái nữ nhân, càng muốn trang điểm thành nam nhân tiến vào, nam không nam, nữ không nữ, ngươi không mệt sao? Loại này khách nhân, lại nhiều bạc ta cũng không tiếp, miễn cho ghê tởm. Nói lời này, là giao hoa viện tân tấn đầu bản, hương như. Gần nhất nàng nổi bật chính vượng đâu, phàm là có uy tín danh dự, đều tưởng hoa bạc thấy nàng một mặt, bởi vì nàng bán nghệ không bán thân, càng có thể kích khởi những người đó mới mẻ cảm cùng chinh phục tấm vọng. Mà nàng bản nhân lại thực thanh cao, tự phụ, vừa nghe nói có người kêu bốn cái hoa khôi, nghĩ đến là nhà có tiền, nhưng tưởng tượng đến chính mình danh khí, nhân gia cư nhiên không tìm nàng, nàng liền không phục. Kết quả nàng vốn là duyệt nhân vô số, đối nam nhân lại quen thuộc bất quá, liếc mắt một cái liền xem thấu tưởng nghe nguyệt nữ nhi thân, liền trực tiếp chỉ ra tới, xính nhất thời miệng lưỡi cực nhanh nhưng nàng những lời này không thể nghi ngờ sử trên lầu những cái đó các hoa khôi đều sợ ngây người ngay cả doãn mụ mụ đều nhìn từ trên xuống dưới tưởng ngây nguyệt còn đừng nói này nhẹ nhàng thoáng nhìn giống như kia trói buộc ngực là có chút không tầm thường còn có nàng trên mặt tinh tế da thịt hành vi cử chỉ tuy rằng lưu loát nhưng vẫn là khuyết thiếu dương cương chi khí tràn ngập nhu mỹ cùng ôm nhuận đúng lúc này tưởng ngây nguyệt khóe miệng gợi lên một mặt cười lạnh đối hương như nói đúng vậy ta chính là nữ thì tính sao giao hoa viện không cho phép nữ nhân dạo thanh lâu sao? Ta có rất nhiều bạc, tưởng như thế nào dạo liền như thế nào dạo, luôn đến ngươi loại này không ai muốn sướng kỹ nói chuyện sao? Còn lại nhiều bạc cũng không tiếp, ngươi nhưng thật ra tưởng đâu, liền ngươi loại này mặt hàng, cho không ta đều không cần. Ngươi nói ai là không ai muốn, ta. Ta vừa đến ban đêm, bó lớn người xếp hàng muốn ta hảo sao? Hương như không phục mà nói. Chương 315 Thủ Hạ Lưu Tình Tưởng nghe nguyệt triều nàng cười nhạo một tiếng nói không cần nhiều lời nghe nói người có được chính mình trong tiềm thức không xứng với đồ vật mới có thể tưởng huyễn nội tâm càng cường đại càng bình thản căn bản không cần dựa vào người khác cực kỳ hâm mộ ánh mắt thành lập tự tin người trước điên cuồng diễu võ dương oai thông thường đều là vì phát tiết sau lưng khúng núng nịnh bợ khi tích cốc hạ ủy khuất nhìn nhìn lại ngươi hiện tại này phó đáng ghê tởm sắc mặt đây là ở giao hoa viện tích cốc nhiều ít ủy khuất a quỳ liếm nhiều ít nam nhân a Hương như nao nao, bị nàng đổ đến nhất thời tìm không thấy nói cái gì đến trả lời, nàng là gặp được đối thủ, này nhanh mồm dẻo miệng, nói còn đạo lý rõ ràng. Thấy thế, một bên doãn mụ mụ cuối cùng là phản ứng lại đây, lập tức khuyên can, vị này cô. Công tử A, ngươi đừng cùng nàng chấp nhặt này đĩ lãng ngày thường đều làm những cái đó khách nhân chiều hư, tính cách xảo quyệt thực, ta đây liền nói nàng đi A. Nàng nói liền hướng trên lầu đi. Trải qua một đoạn thời gian cảm xúc hòa hoãn, Hương Như cuối cùng là tìm được rồi phản bác nói, nàng nói, giống người loại này nữ nhân, mới là không nam nhân muốn đâu, nếu không như thế nào chạy đến thanh lâu kêu hoa khôi, nam không thích, thiên vị tìm nữ, còn không biết xấu hổ nói ta đâu. Này đấu võ mồm đâu, muốn lập tức tiếp thượng lời nói mới có tự tin, nàng này buồn nửa ngày mới thốt ra tới nói, khó tránh khỏi có chút tự tin không đủ, nghe tới thật là buồn cười. Chọc đến những cái đó thanh lâu nữ tử buồn cười, này hương như ngày thường không thiếu ý thế hiếp người, đại gia tự nhiên sẽ không cho nàng mặt mũi. Nghe vậy, Doãn Mụ Mụ vội nói, tâm mồm. Khách nhân tưởng như thế nào chơi liền như thế nào chơi, luôn được đến người này để lãng nói chuyện sao, người hôm nay là muốn tạo phản sao, gia ngứa đúng không? Nàng xem như đã nhìn ra, tưởng nghe nguyệt sắc thật là nữ, nếu là chiếu cái này suy đoán đi xuống, kia tưởng diễm chính là không có long dương chi hảo. Nghĩ như thế, nàng nhưng thật ra minh bạch, cũng không sợ tưởng ngây nguyệt tại đây dạo thanh lâu, tưởng diễm sẽ ghen tạp nàng bãi đây đều là nữ có cái gì ăn ngon giấm đến đổi thượng một lần tạp bãi sao phỏng chừng là hiểu lầm đi cũng không nhiều lắm suy nghĩ dù sao nàng cuối cùng thu được bạc tưởng nghe nguyệt nhăn nhăn mày rất là không mừng hương như loại này tiểu biểu tạp bất quá là cái thanh lâu nữ tử thôi thật đúng là đương chính mình là cái gì quốc sắc thiên hương đệ nhất mỹ nhân sao mỗi người đều đến vây quanh nàng xoay quanh nàng nói thẳng ta mệnh ngươi chạy nhanh mà quỳ xuống cùng ta xin lỗi nếu không ta không rõ ràng lắm này giao hoa viện có thể hay không lại bị tạp nát như, rốt cuộc ta nam nhân thực hộ ta, nếu là nàng biết ta tại đây chịu khi dễ, ta cũng không dám bảo đảm hắn sẽ so lần trước thủ hạ lưu tình. Nàng lời nói nhàn nhạt, lại lộ ra không thể kháng cự uy nghiêm cùng uy hiếp. Sợ tới mức giãn mụ mụ cùng này nàng cô nương hoa dung thất sắc, duy độc hương như dừng một chút sau, liền khôi phục nguyên trạng, nàng là tân tiến vào, chưa thấy qua tưởng diễn lần trước tạp bãi trường hợp đâu. Vì thế, nàng kinh thường mà cười nói ai uy hù dọa ai đâu ngươi nếu là có nam nhân muốn liền sẽ không tới giao hoa viện tìm nữ nhân tiêu khiển nhìn ngươi lời nói cũng coi như chê cười nghe một chút thôi nói ra đi ai tin tưởng a à, ta mới lười đến tin ngươi chuyện ma quỷ giọng nói vừa ra tưởng diễm liền mang theo một đám phi vệ vào được hắn là ở bên này làm việc vừa lúc bên ngoài nhìn thấy lôi dương liền tiến vào nhìn một cái hắn vừa xuất hiện ở giao hoa viện lập tức liền hấp dẫn không ít cô nương lực chú ý mỗi người đều nhìn chằm chằm hắn xem. Muốn nói tưởng nghe nguyệt là cái loại này ôm nhuận tuấn Mỹ, khi tưởng diễm chính là tràn ngập dương cương hơi thở con người rắn rỏi, khiến các nàng hận không thể thần phục cùng hắn. Phần 97 Chương 316 Thương tập Vô Tội Đang xem xem hắn phía sau hộ vệ, nhìn lên liền không phải giống nhau nhân vật đâu, sợ là rất có địa vị. Ngay cả hương như, đều bất chấp cùng tưởng nghe nguyệt đấu võ mồm, một đôi con ngươi triều tưởng diễm nhu tình như nước mà nhìn, liếc mắt đưa tình chỉ có doãn mụ mụ hai chân ở run rẩy má ơi thật là nhắc tào tháo tào tháo liền đến vị này sẽ không lại là tới tạp bãi đi tưởng diễn đối với những người đó khinh thường nhìn lại lập tức tưởng nghe nguyệt đi đến hảo chút thời gian chưa thấy được nàng tưởng nàng này cũng không phải là ước hảo gặp mặt nửa đường đụng tới không thể trách hắn nàng vẫn là như vậy sáng ngời chính là ăn mặc một thân nam trang chỉ liếc mắt một cái là có thể ở trong đám người nhận ra nàng tới hắn nói nguyệt nhi liền biết ngươi ở chỗ này, ngươi như thế nào như vậy bướng bỉnh, lại đến nơi này chơi. Tưởng Nghê Nguyệt cũng đã lâu chưa thấy được hắn, một đôi con ngươi thẳng lăng lăng mà đối thượng hắn mắt đen, hỏa hoa bắn ra bốn phía, hảo nửa ngày, nàng mới mở miệng hỏi hắn, ngươi như thế nào biết ta ở chỗ này? Này nam nhân, sao lại có thể so nàng nữ giả nam trang còn muốn khóc xoái? Tưởng Diễm cạo cạo nàng chóp mũi, cười nói, lôi dương ở bên ngoài thủ. Tưởng Nghê Nguyệt đỡ tráng, nói, ngươi không nói, Ta đều đã quên hắn ở bên ngoài, đúng rồi, tướng quân, giao hoa viện có người khi dễ ta. Nếu hắn tới, khi nàng không thể thiếu cáo trạng. Nghe vậy, tưởng diễn trên mặt nhu tình lập tức thu lên, một đôi sắc bén con ngươi nhìn lướt qua Doãn Mụ Mụ, nói, hảo một cái giao hoa viện, cư nhiên dám khi dễ bổn đem nữ nhân, người tới, khai tạp. Là, thấy thế, Doãn Mụ Mụ một viên dẫn theo tâm đều phải nát, này tưởng tướng quân, thật đúng là chính là tới tạp bãi A, nàng vội hô tưởng tướng quân có chuyện hảo hảo nói hảo hảo nói a à. nề hà nàng kêu phá giọng nói cũng chưa người phản ứng nàng cuối cùng vẫn là tưởng nghe nguyệt khuyên lại hắn tướng quân đừng như vậy sao chỉ có một người khi dễ ta còn lại người cũng không có nha, không thể thương tập vô tội nga ân nguyệt nhi nói có lý vậy quên đi đi hắn chỉ nghe nàng nhưng không đại biểu hắn sẽ như vậy từ bỏ hắn lạnh giọng hỏi là ai khi dễ ta nguyệt nhi ra tới cho nàng dập đầu xin lỗi Doãn mụ mụ thấy còn có thương lượng đường sống, tức khắc nhẹ nhàng thở ra, lần trước là hiểu lầm, nhân gia mới cho bạc. Lần này xác thật là các nàng không đúng, nếu là tạp bãi, nhân gia sẽ không cấp tổn thất phí, khi nàng tổn thất liền lớn. Nàng vội đi vào hương như trước mặt, không nói hai lời liền phiến nàng một cái tác, ngươi cái đỉ lãng, ngày thường cho ngươi quán, này há mồm chưa cho ngươi phùng lên liền tính hảo, hống thách nhân không gặp ngươi như vậy để bụng, đắc tội thách nhân nhưng thật ra rất lợi hại sao, còn không chạy nhanh quỳ xuống, Tấp nguyệt công tử xin lỗi không ta dựa vào cái gì phải cho nàng xin lỗi ta chính là giao hoa viện đầu bản ngươi còn có nghĩ ta cho ngươi kiếm tiền hương như lúc này đối tượng nghe nguyệt hận ý lớn hơn nữa từ nhìn đến tưởng diễn sau nàng xem như minh bạch nguyên lai like tưởng nghe nguyệt nói chính là thật sự kia nàng một cái nữ tới dạo cái gì thanh lâu a à. lại xem kia tưởng tướng quân xem ánh mắt của nàng mãn nhãn sủng nịch cùng yêu thương ai nói đều không nghe liền nghe nàng Doãn Mụ Mụ thật là giận sôi máu, nàng cảnh cáo nói, ngươi tốt nhất cho ta thức thời điểm, đừng cho là ta giao hoa viện không có cô nương, lão nương ta có thể đem ngươi phủng đi lên, cũng có thể đem ngươi dẫm đi xuống, cùng lắm thì ta một lần nữa phủng một cái đầu bảng, dù sao ta giao hoa viện nhất không thiếu chính là cô nương, giống ngươi loại này đầu bảng, ta thật đúng là vô phúc tiêu thụ. Chương 317 Cố lộng huyền hư Ta đổi ai không làm theo cho ta kiếm tiền, nhưng đắt Tội tưởng tướng quân ta này giao hoa viện khai không nổi nữa mới là thật sự không thể kiếm tiền ta chỉ cho ngươi một lần cơ hội ngươi ngoan ngoãn dập đầu xin lỗi nguyệt công tử có thể hay không tha thứ ngươi vậy xem ngươi tạo hóa nếu là ngươi không nghe lời ta đêm nay khiến cho ngươi phá thân xem ngươi còn như thế nào thanh cao nghe vậy hương như trong lòng cả kinh nàng hiện tại là đầu bản bán nghệ không bán thân như vậy tức có thể treo khách nhân ăn uống nàng nhật tử quá nhẹ nhàng tiền cũng tới mau ở giao hoa viện địa vị cũng cao, sinh hoạt thượng đều so cô nương khác muốn hảo. Nếu là doãn mụ mụ làm nàng sớm phá thân tiếp khách, khi nàng này đầu bản không cần đương, giá cả là cọ 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 đi xuống rớt, nàng như vậy tâm cao khí ngạo người, không thể chịu đựng loại này trên lệch. Tưởng tượng đến này, nàng cắn răng một cái quỳ xuống, đối với phía dưới tưởng diễm dập đầu, nói, tưởng tướng quân, thực xin lỗi. Nói chuyện khi, nàng lã trả trực khóc bộ dáng, trang đáng thương nột. Tưởng nghe nguyệt đêm này đó xem ở trong mắt, nàng ở trong lòng cười nhạo một tiếng nhưng không nói chuyện nhưng thật ra một bên tưởng diễm mở miệng làm ngươi cùng nguyệt nhi xin lỗi ngươi quỳ ta làm chi vả miệng là tướng quân phi vũ ứng sau liền phi thân tới rồi hương như trước mặt không nói hai lời chính là hai bàn tay hắn là người tập võ tay kính so doãn mụ mụ đại hừ tướng quân là nghe nguyệt tiểu thư khi thanh thúy bàn tay thanh tiếng vọng ở mọi người nhĩ giang hương như mặt cũng lập tức sưng lên cái này hảo mặt sưng phù cùng đầu heo giống nhau, trong khoảng thời gian này là vô pháp tiếp khách kiếm tiền. Nàng che lại phát đau mặt, mặt bộ vặn vẹo, cái này tưởng tướng quân, chẳng lẽ liền thích tưởng ngây nguyệt cái loại này sao, nàng đều như vậy nhu nhược đáng thương, vì cái gì hắn không có một chút thương hương tiếc ngọc bộ dáng, ngược lại làm người đánh nàng đâu. Đang nghĩ ngợi tới đâu, giản mụ mụ liền thúc giục, ngươi còn không chạy nhanh dập đầu xin lỗi, tưởng tướng quân công sự bận rộn, hắn thời gian quý giá, là ngươi đảm đương đến khởi sao hương như trải qua vừa rồi đủ loại lần này là học thông minh nàng cho dù trong lòng lại không phục cũng chỉ đến thành thành thật thật triều tưởng nghe nguyệt dập đầu nói nguyệt công tử thực xin lỗi là ta sai rồi không nên chống đối ngài không nên nói ngài không ai muốn không nên cười nhạo ngươi cầu xin ngươi tha thứ ta nàng hoặc là không nghiêm túc xin lỗi nghiêm túc lên không phải người dù sao đem nàng mới vừa rồi ác hành đều chỉ ra tới nói một lần chuẩn không sai tưởng nghe nguyệt không tính toán phản ứng nàng nàng chỉ là cùng doãn mụ mụ nói xem trọng các ngươi trong viện chó điên ta tiêu tiền là tới tìm việc vui không phải ngột ngạt lần này liền tính nếu không còn có lần sau nói ta bảo đảm không đánh chết nàng là 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 tưởng tướng quân nguyệt công tử ta bảo đảm sẽ không có tiếp theo nếu có tiếp theo không cần các ngươi nói ta đều sẽ không dễ dàng buông tha nàng doãn mụ mụ lời thề son sắc mà nói tưởng diễm cân nhắc một chút tưởng nghe nguyệt lời nói hỏi nguyệt nhi trở về đi này giao hoa viện có thể có cái gì việc vui ai nha nữ nhân sự tình ngươi không hiểu nàng cố lộng huyền hư quả nhiên tưởng diễn trầm tư một lát mấy ngày này hắn tuy rằng không gặp nàng nhưng nghe nói những cái đó giáo nàng ma tử nàng đều không quá thích duy độc cái kia giáo phu thê chi đạo nàng nghe mùi ngon phỏng chừng nàng tới chỗ này cũng là lấy kinh nghiệm tới đi tưởng tượng đến này hắn cái hiểu cái không gật gật đầu nói ân kia hảo ngươi tìm xong việc vui liền sớm một chút trở về. Nói xong, hắn tới cái sờ đầu sát sau, liền mang theo phi vệ rời đi. Chương 318 tâm cũng đủ khoan. Hắn cái kia sờ đầu sát, chính là đem chung quanh cô nương tâm đều hòa tan, như vậy một người nam nhân, đối với các nàng làm như không thấy, duy độc đối cái này, nguyệt công tử, hảo, ai, các nàng đời này nếu là có thể gặp được loại này tuyệt thế hảo nam nhân, nên có bao nhiêu hảo a? À? Thấy sự tình đều giải quyết, thanh thanh, đậu đỏ, hoa nhài, Tuyết Nhi, bốn người mới vây đi lên, lần này vẫn là đậu đỏ vãn tưởng nghe nguyệt lên lầu, nói, đừng phản ứng hương như kia đỉ lãng, nàng liền như vậy, không kiến thức người, chỉ vào có điểm tư sắc, liền kiêu ngạo ương ngạnh, giống như không đương quá thanh lâu danh kỹ dường như. Chính là, còn không có đậu đỏ hảo đâu. Tưởng nghe nguyệt cười trêu gẹo. Ngươi liền mặt treo gẹo, chúng ta là như thế nào cũng không nghĩ tới, ngươi cư nhiên là cái nữ, cái này làm cho ta cũng không biết nên như thế nào xưng hô hảo đâu, xưng ngươi nguyệt công tử vẫn là nguyệt cô nương a đậu đỏ thử thăm dò hỏi thật sự là không biết nên như thế nào xưng hô nghe vậy tưởng nghe nguyệt cười nói các ngươi liền kêu ta nguyệt trưởng quầy đi nguyệt trưởng quầy xem ra ngươi vẫn là cái khai cửa hàng hảo liền kêu cái này đi như thế nào đều không biệt nữa đậu đỏ cười nói ngay sau đó đoàn người liền đến nhã giang vẫn là lần trước kia giang tiến vào sau mang lên môn thanh thanh liền hỏi chuyện nguyệt trưởng quầy khó trách lần trước chúng ta cầu ngươi thu lưu ngươi không cần suy nghĩ liền cự tuyệt nguyên lai like ngươi là nữ bất quá ngươi lần này tới chỗ này chính là có chuyện gì phía trước không biết nàng là nữ nhưng thật ra một lòng một dạ tưởng hảo hảo hầu hạ biết nàng là nữ sau tưởng hầu hạ cũng hầu hạ không tới a à. đúng vậy đúng vậy ngươi lần trước còn nói gấp tưởng tướng quân tìm kiếm nữ nhân hiện giờ vừa thấy ngươi này tâm cũng đủ khoan a à. hoa nhài mở miệng nói tưởng nghe nguyệt vội vẫy vẫy tay nói ai chuyện quá khứ khiến cho nó qua đi đi ta lần này tới là tới nhận lỗi lần trước sự ta cũng không nghĩ tới sẽ như vậy lần trước xem như trong lúc vô ý chơi các nàng một đạo quái ngượng ngùng lúc này mới bao lâu lúc này tâm cảnh cùng lần trước hoàn toàn bất đồng nói xong nàng triều thanh trúc sử cái ngang sắc thanh trúc liền từ bố trong bao lấy ra bốn kiện trang sức đơn giản chính là cây trâm khuyên tai vòng cổ vòng tay này đó trang sức đều là nàng đi đổi nam trang khi liền chuẩn bị tốt. Qua, thật xinh đẹp trang sức A. À. Đúng vậy, này trang sức hảo có tân ý, ta cũng chưa gặp qua đâu. Này tích châu khuyên tai siêu cấp đẹp, mang lên hiện da bạch. Này sang hô vòng cổ cũng đặc mỹ, nhan sắc quá chính. Nghe đến mấy cái này nghị luận, tưởng nghe Nguyệt liền nói, các ngươi thích liền hảo, này đó là ta cố ý tuyển, lần trước là ta quá hoang đường, này đó là cho các ngươi một chút tâm ý, các ngươi nhìn phân đi. Hảo hảo hảo, ta thích cúc hình kim trâm ta thích phỉ thúy vòng tay. chỉ chốc lát sau, bốn kiện trang sức liền phân hảo. thấy thế, tưởng nghe nguyệt mới nói ra hôm nay mục đích kỳ thật ta hôm nay tới, còn có một việc muốn hỏi các ngươi. chuyện gì? chỉ cần là chúng ta biết đến, chúng ta nhất định biết gì nói hết, không nửa lời giấu giếm. tuyết nhi kinh ngạc hỏi. chính là a, à, các ngươi lần đầu sẽ đau sao? tưởng nghe nguyệt nhỏ giọng hỏi. tuy rằng tưởng diễn tạm thời không thể cùng phòng, nhưng nàng tới cũng tới rồi hỏi một chút lo trước khỏi họa a. À. Nàng chỉ quan tâm lần đầu tiên đau không đau, đến nỗi cái khác công phu nàng không nghĩ học. Rốt cuộc kỹ thuật này sống là nam nhân làm, nữ nhân chỉ lo hưởng thụ đi. Tại đây đại vũ triều, nàng cũng không ai có thể hỏi, chỉ phải hỏi các nàng, lập tức bốn người có thể trả lời nàng, nàng còn có thể căn cứ các nàng trả lời tổng hợp một chút. Chương 319 nhất châm kiến huyết. Tuy rằng cái kia ma tử cũng nói cho nàng, nói sẽ có điểm đau nhưng nàng cũng không nói rõ là như thế nào cái đau pháp a đạt tới cái nào cấp bậc a ai biết là linh cấp một bậc nhị cấp ba cấp tứ cấp trung nào một loại đâu nghe xong nàng hỏi chuyện thanh thanh bốn người dừng một chút sau lập tức hiểu ý thanh thanh cái thứ nhất nhất tay nói nguyệt trưởng quầy ngươi nếu là lần trước hỏi ta vấn đề này ta khẳng định đáp không được nhưng ta trước đó vài ngày mới sơ lộng trải qua trong khoảng thời gian này hiểu biết ta còn là minh bạch một chút ta cảm giác đi sẽ không lưu rất nhiều huyết, lúc ấy ta chỉ có một chút hồng nhạt vết máu, ngay từ đầu hai người đều thực gian nan, chỉ đủ hắn đi vào, chậm rãi thì tốt rồi, đau đớn là không thể tránh khỏi, nhưng cũng không phải rất đau, dù sao cảm. Giác rất vi diệu. Sơ lộng là thanh lâu nữ tử lần đầu tiên tiếp khách qua đêm. Này thuyết minh ngươi đụng tới một cái chịu thương tiếc ngươi, mặt khác, chỉ có thể nói ngươi lĩnh ngộ còn chưa đủ thấu triệt. Ta nói nói ta cảm thụ đi, lần đầu đụng tới chính là cái tai to mặt lớn nam nhân thúi, cả người hơi tiền vị, một chút đều không màn ta cảm thụ, đi lên chính là muốn, đau ta ngao ngao kêu a, à, đó là máu chảy không ngừng. Nhất lưu liền chảy ba ngày a. À. Đậu đỏ lòng còn sợ hãi mà nói, nhưng nàng lại bỏ thêm câu, bất quá lại khắc sâu đau đớn, đều sẽ bị thời gian hòa tan, chờ ngươi chậm rãi thói quen sau, khi cảm giác thật giống như khai một phiến đi thông tân thế giới đại môn. Phần 98 Nghe vậy, tưởng nghe nguyệt khóe miệng trừ trừ, có như vậy mơ hồ. Ngay sau đó, Hoa nhài cũng mở miệng, ta so thanh thanh sớm mấy ngày sơ lộng, ta cảm thấy đi, cái này vẫn là xem người tới, một là xem nam nhân dụng tâm cùng kiên nhẫn, nhị là xem nữ nhân mạch trăng độ dày độ, mỏng một chút, liền sẽ không như vậy đau, sẽ không lưu như vậy nhiều máu, hậu một chút, liền sẽ rất thống khổ, còn sẽ lưu rất nhiều huyết. Đậu đỏ nói thật đúng chỗ, nhưng ta tưởng nói, thăm dò nhiều khi cảm giác giống như là khai một phiến đi thông, sung sướng, thế giới đại môn. Tưởng nghe nguyệt trong lòng cả kinh, tha thứ nàng nhịn không được muốn cười, này hoa nhài cư nhiên so đậu đỏ còn mơ hồ, còn sung sướng. Là có bao nhiêu nhạc a? À? Cuối cùng mở miệng chính là Tuyết Nhi, nàng nhất châm kiến huyết trả lời, ta hôm trước mới sơ làm cho, không có gì kinh nghiệm, dù sao với ta mà nói, đại khái chính là nhất châm kiến huyết đi. Kỳ thật ngươi không cần thiết lo lắng đâu, ta xem tưởng tướng quân đối với ngươi như vậy, khẳng định sẽ rất có kiên nhẫn, sẽ hảo hảo thương ngươi. Nàng kia khách nhân là thật sự tiểu, bằng không nàng cũng sẽ không nói như vậy. Nghe được lời này, tưởng nghe nguyệt giật mình, không minh bạch nàng phía trước câu nói kia ý tứ, chỉ là nghe hiểu mặt sau ý tứ. Nhưng thật ra thanh thanh, đậu đỏ, hoa nhài ba người chỉ chú ý tuyết nhi phía trước câu nói kia ý tứ, các nàng đều mau cười đau sốc không. Tưởng nghe nguyệt hoàn toàn không minh bạch cười điểm ở đâu, nhưng nàng vẫn là lộ ra một mặt xấu hổ mà không mất lễ phép tươi cười, không hiểu trang hiểu. Nàng đem các nàng bốn cái trả lời tổng kết một chút, dù sao đau không đau chủ yếu chính là xem tưởng diễm dụng tâm sao, còn có nàng chính mình độ dày độ lạc. Đến nỗi là đi thông sung sướng thế giới đại môn, vẫn là thống khổ thế giới đại môn, này trong đó ảo diệu còn còn chờ khảo sát. Trước cuộc có người nói sầu riêng là hương, có người nói sầu riêng là xú, cuối cùng là cái gì hương vị, còn phải chính mình thực tiễn. Được đến đáp án nàng, cũng liền không ở chỗ này nhiều ngây người, thanh toán doãn mụ mụ bạc sau, liền mang theo thanh trúc rời đi. Thanh Trúc theo nàng thời gian dài như vậy, cũng coi như là đã biết nàng tính nết, không ra tay tắt đã, vừa ra tay kinh người. Chương 320 khổ hài tử. Không đem đối phương mặt đánh bạch bạch rung động, nàng là sẽ không thu tay lại. Liền giống như bạch ngữ yên, diêu thị, hơn nữa mới vừa rồi hương như. Tưởng tượng đến này, nàng thình lình phát ra một câu, Nguyệt tỷ cảm ơn ngươi. Cảm tạ ta làm chi? Tưởng nghe Nguyệt kinh ngạc hỏi nàng, nha đầu này nên không phải là đầu óc tú đậu đi đương nhiên là cảm ơn Nguyệt Tỷ lúc trước đối ta thủ hạ lưu tình, còn thu lưu ta cùng đệ đệ nha. Nguyệt Tỷ đãi nàng là thật sự hảo, tuy rằng nàng ngay lúc đó võ công sắc thật là so Nguyệt Tỷ hảo, nhưng nàng tin tưởng, Nguyệt Tỷ nếu là thiệt tình tưởng đối phó nàng, khẳng định còn có khác biện pháp. Huống hồ lấy hiện tại tới xem, Nguyệt Tỷ trải qua tướng quân huấn luyện, võ công đã có thể cùng nàng cân sức ngang tài, thêm chi tướng quân đưa nàng sắc bén vũ khí, nàng còn không nhất định là Nguyệt Tỷ đối thủ đâu. Tưởng nghe Nguyệt nao nao, Nha đầu này, nàng lúc trước còn không phải giống nhau, đánh quá nàng, lại không nghĩ thương nàng, liền nói, đừng cả ngày miên mang suy nghĩ, quá khứ đã sớm đi qua. Hôm nay qua đi, tưởng Diễm không có Long Dương Chi Hảo một chuyện, liền lại ở kinh thành truyền khai. Dân chúng lại bắt đầu nói chuyện say sưa. Ta liền nói, tưởng tướng quân như vậy thiết huyết nam nhi, nơi nào sẽ có Long Dương Chi Hảo đâu. Chính là, liền tính đại vũ triều nam nhân đều có Long Dương Chi Hảo, hắn cũng sẽ không nghe nói hắn muốn thành thân đâu? Thành thân hảo a, à, hắn cho chúng ta đại vũ triều trả giá nhiều như vậy, là đến có một cái hoàng mỹ gia. Như thế vân vân. Ba ngày sau, bàn thần y rốt cuộc ở một quyển tâm pháp tổng tịch thượng tìm được rồi về thanh tâm chú kỹ càng tỉ mỹ giải thích. Hắn nhìn nhìn mặt trên viết tư liệu, lập tức hứng thú bừng bừng mà hướng đông viện đi. Đông viện, tưởng diễm cũng ở tìm tương quan thư tịch, thấy trong tay hắn phủng quyển sách liền vào được, lập tức liền trực tiếp hỏi, chính là tìm được rồi. Nói xong, hắn đánh giá một chút bàn thần y biểu tình, tưởng trước từ hắn trên nét mặt tìm ra một tia kết quả. Đúng đúng đúng, tìm được rồi tìm được rồi, lần trước ta lấy tướng quân huyết trở về kiểm tra, phát hiện máu vẫn là có độc, mấy ngày nay ta liền ở tìm về thanh tâm chú thư tịch, mặt trên nói, nó xác thật có thể thực tốt ức chế kịch độc, thậm chí ở học giả đêm này tâm pháp luyện đến đỉnh khi, còn có thể đem kịch độc tác dụng phụ cấp cưỡng chế đi, đây là tướng quân vì cái gì không cảm giác được kịch độc mang đến thống khổ hắn nói xong liền hiến vật quý dường như đem kia thư tịch đệ ở tưởng diễm trước mặt tưởng diễm tiếp nhận kia bản tâm pháp tổng tịch cũng may bàn thần y đã phiên đến thanh tâm chú kia một tờ hắn trực tiếp tinh tế xem xét là được quả nhiên kia thư thượng viết thanh tâm chú nhưng thanh tâm định thần đi phiền ngăn ác tu thân dưỡng tính cũng như ức chế kịch độc đương tu luyện giả đem này tâm pháp luyện đến đỉnh khi nhưng hoàn toàn áp chế kịch độc độc phát nhưng này tâm pháp cũng không thể hoàn toàn giải độc quan trọng nhất vẫn là mau chóng giải độc nhớ lấy nhớ lấy khi như vậy có phải hay không đại biểu ta có thể cùng nguyệt nhi sinh nhi dục nữ lúc này khác ở trong lòng hắn đều không quan trọng hắn chỉ để ý cái này ngạch cái này sao tạm thời vẫn là không thể bởi vì tướng quân trong thân thể có vệ cốt hàng diễm loại này kịch độc sẽ ảnh hưởng đến đời sau như vậy sinh hạ tới tiểu hài tử trong cơ thể cũng sẽ có kịch độc tướng quân là đại nhân có đôi khi bởi vì độc phát đều sẽ ngất xỉu đi càng đừng nói mới vừa sinh hạ tới trẻ con căn bản không chịu nổi chết non khả năng tính có chính thành trở lên kết quả là vẫn là khổ hài tử bàn thần y đem tình hình thực tế nói cho hắn tưởng diễm mày nhíu chặt nói khi này thanh tâm chú còn có tác dụng gì